chương 121 còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy mau. Lăng Tiếu lúc này hướng về phía Kim Sắc Lăng Vương hạ lệnh. Sư, hắn vừa mới nói xong, Kim Sắc Lăng Vương đem tốc độ để thăng tới nhanh nhất, trong nháy mắt chạy ra khỏi hiện trường. Ta dựa vào, mới vừa rồi là một con nhị giai đỉnh cấp tuyết chi chu, trách không được ngay cả tiểu kim đều sợ. Lăng Tiếu phát hiện con tuyết chi chu không đuổi theo, không khỏi vỗ vỗ lồng ngực đang nhớ lại lai lịch của chi chu mà lẩm bẩm. Sau hai canh giờ, Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lăng Vương, rốt cục bắt được một con nhị giai đề cấp tam vĩ yêu hồ, dẫn đường. Tam vĩ yêu hồ ở dưới sự đe dọa của kim sắc lăng vương, ngoan ngoãn mang theo đám người lăng tiếu hướng chỗ sâu mê huyễn cốc đi tới. Chỗ sâu mê huyễn cốc, đã sớm có hai người trước một bước đi đến. Đây chính là lãnh xà cùng vi đại nhi hai người. Tới nơi này, bọn họ đã kiệt sức. Đáng tiếc, trời trực bọn họ không phải là điểm cuối của mê huyễn, cốc mà là một gốc thụ mộc chọc trời cự đại. Thụ mộc này so với bất kỳ một gốc cây nào, trong sơn mạch đều phải lớn hơn gấp mấy lần, cái thân cây kia chỉ sợ mười mấy người ôm mới miễn cưỡng có thể ôm lấy. Nhìn dáng dấp, ít nhất là lão yêu thụ có vạn năm thụ linh rồi. Đây chính là điểm cuối sao? Vi đại nhi hữu khí vô lực hỏi. Ta cũng không biết, bất quá cái cây này thoạt nhìn có chút cổ quái. Lãnh xà lắc đầu đáp. Lúc này, hai người đều đem lực chú ý bỏ vào trên cây, càng không ngừng đánh giá một gốc đại thụ hiếm thấy này, xem một chút có trái cây hay không hái tới ăn, để cho bọn họ giải khát. Sau khi bọn hắn thấy hai điểm lục quang trên cây, vẻ mặt cứng đờ, tiếp theo nhìn hai người song mục đều đỏ hồng lên. "Thanh Lang đáng chết, để mạng lại là ngươi giết tất cả huynh đệ của lãnh xà đoàn ta, ta bắt ngươi đền mạng." Lãnh gia nhìn về chỗ phía trước không có vật gì, nhưng trong mắt lại xuất hiện bộ dáng của Thanh Lang, xuất ra kiếm của mình đánh tới. "Hắc Lang, ngươi lại không chết." Tình hình của Vi Đại Nhi cùng đại ca nàng tương tự, chỉ là trong mắt nàng xuất hiện là bộ dáng Hắc Lang, Hắc Lang tự hồ chết đi mà sống lại tìm đến nàng báo thù rồi. Ngay sau đó, hai người giống như là bị điên, ở chung quanh bọn họ cùng oanh loạn tạc. Ở phụ cận hai huynh muội bọn họ, Thanh Lang, Hỏa Lang cùng hai gã đội trưởng tựa hồ nghe được động tĩnh. Ở bên kia, Thanh Lang cảm ứng mạnh nhất, lập tức triển khai thân hình lướt tới. Những người khác theo sát phía sau đuổi tới. Bốn người tới trước đại thụ, nhìn thấy lãnh xà hai huynh muội không khỏi vui mừng. Rốt cục để cho ta tìm được hai người các ngươi, ta muốn giết các ngươi báo thù cho đệ đệ của ta. Thanh Lang vừa thấy được lãnh xà cùng Vi Đại Nhi, lúc này quát to một tiếng, muốn hướng hai người giết qua. Đoàn trưởng chậm đã, bọn họ tựa hồ không ổn. Hỏa Lang kịp thời kéo tay Thanh Lang lại nói, "Bọn họ đang luyện công sao?" Một gã đội trưởng cười khẩy nói. Lúc này Thanh Lang bình tĩnh lại, nhìn lãnh xà huynh muội đang không ngừng múa kiếm vung chiêu, cũng nhận thấy được bọn họ không đúng. Bọn họ có thể chúng ta thật gì đó, mọi người phải cẩn thận. Hỏa Lang đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, vội vàng nhắc nhở mọi người. Trong lúc nhất thời, bốn người đều đề phòng lên. Bọn họ không ngừng nhìn bốn phía chung quanh, trừ sương mù ra cũng chỉ có đại thụ, căn bản không có phát hiện gì, không khỏi đem lực chú ý bỏ vào trên cây đại thụ. Nhất thời, mấy người đồng thời thấy được lục quang, tình huống cùng lãnh xà hai huynh muội giống nhau, tiến vào trong ảnh tượng báo thù. Vi đại nhi, ngươi cái số phiếu tử này, lại giết đệ đệ của ta, ta cho người chết không dược tử tế. Trong mắt thanh lang thấy được bộ dáng khiêu gợi của Vi đại nhi, tựa hồ còn đang gây hấn với hắn, để cho hắn nhất thời căm tức, rút ra Trảm Long Trọng Đao đánh tới. Trong mắt Hỏa Lang thì hiện ra một gã mạo hiểm giả từng bị hắn đánh lén giết chết, thực lực đối phương còn đang trên hắn, bị dọa cho hắn sợ đến kinh hãi, tự mình đem giáo ném trên mặt đất, quỳ xuống không ngừng cầu xin tha thứ. Hai gã đội trưởng khác của Thanh Lang đoàn cũng phân biệt xuất hiện ảnh tượng bất đồng, để cho bọn họ đồng dạng như kẻ điên vung lên vũ khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong lúc nhất thời, quanh thân càng không ngừng có huyền lực ngoại phóng cường chiêu của huyền sĩ giai oanh tạc. Tràng diện thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ bọn họ cũng trúng cái tà thuật gì? Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lăng Vương có Tam Vĩ Yêu Hồ dẫn đường, đồng dạng rất nhanh đến trước đại thụ chọc trời. Nhìn một mảnh chật vật trước mắt, thấy mấy người không ngừng vung vũ khí, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đang làm cái gì đây? Ở chỗ này mở luyện võ biểu diễn sao? Lăng Tiếu không hiểu lẩm bẩm bỗng nhiên hắn thấy được Vi Đại Nhi, lúc này vui mừng cười nói, "Hảo tỷ tỷ, đệ đệ rốt cuộc tìm được ngươi." Đáng tiếc Vi Đại Nhi không có trả lời hắn, vẫn đang vung lên trường kiếm, từng đạo hỏa quang trào ra, để cho mặt đất biến thành mấy rãnh to. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu tựa hồ ý thức được cái gì, thần sắc ngưng trọng xuống ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết, liền không giấu nhé. Đúng lúc này, Thanh Lăng vung lên Trảm Long trọng đao vô ý thức hướng về phía sau lưng Vi Đại Nhi, chém tới mắt thấy sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn rồi. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, hoàng kim kiếm rời tay ném tới. Đinh đương, ở trước khi Trảm Long trọng đao sẽ phải chém vào Vi Đại Nhi, hoàng kim kiếm cuối cùng đem Trảm Long trọng đao đánh lệch sang, để cho Vi Đại Nhi không bị thương. Mẹ kiếp, ai tới nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu mắng to. Xong, tất cả mọi người đều không có phản ứng, như cũ đang không ngừng cuồng oanh loạn tạc. Nhất định có cổ quái. Lăng Tiếu nghi ngờ nói, sau đó bắt đầu cảnh giác đang ở trước lúc Lăng Tiếu muốn nhìn hướng thân cây đại thụ, Kim Sắc Lăng Vương giống giận một tiếng, ngao ô. Bên kia có một gia hỏa nham hiểm có thể mê hoặc tâm trí của nhân loại các ngươi, bọn họ chính là bị tên kia mê hoặc. Kim Sắc Lăng Vương che ở trước người Lăng Tiếu, hướng về phía đại thụ lộ ra danh sói âm tàn, một bên truyền tin nói. Lăng Tiếu phiền nhiễu nói, tên kia rất mạnh sao? Ngươi có thể giải quyết hay không? Lực chiến đấu hẳn là không phải rất mạnh, nhưng mà nó trốn ở trên tảng cây, ta không có biện pháp bắt nó xuống được kim sắc lăng vương đáp. Ngu ngốc, ngươi không biết dùng công kích thuộc tính oanh nó xuống. Lăng tiếu gõ đầu của kim sắc lăng vương một cái quát lên, tiếp theo hắn nhìn về phía vi đại nhi bên kia, lại thấy nàng lần nữa bị ngộ thương hiểm cảnh, quát to một tiếng. Không tốt, tiểu kim ngươi mau đi đói phó với gia hỏa trên tảng cây kia đi, ta đi cứu người. Lăng tiếu từ trên lưng sói bắn ra ngoài, hướng vi đại nhi lướt tới. Mắt thấy vi đại nhi lại bị một gã đội trưởng của thanh lang đoàn chém trúng, lăng tiếu một đao xuất thủ nặng nề chém vào giữa hai người oanh lăng tiếu một chiều oanh lệch chiêu thức của hai người sau đó vọt đến phía sau vi đại nhi tay đánh vào phần gáy vi đại nhi đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh lăng tiếu tiếp được thân thể của vi đại nhi cảm thụ được mùi hương xử nữ nhàn nhạt từ trên người nàng truyền đến nhìn đến trước ngực hùng vĩ phập phồng để cho hắn một trận mê say không khỏi thầm khen tỉ tỉ thật là thơm đúng lúc này lãnh xà bị lạc mất tâm trí một kiếm hướng lăng tiếu oanh đến này lão huynh, ngươi bình tĩnh chút. Lăng tiếu nói một câu, tranh thủ ôm chặt vi đại nhi rời đi mấy người bị mất đi lý trí. Lúc này kim sắc lăng vương đã đến trước khỏa đại thụ này, mấy đạo kim quang hướng tàng cây đại thụ oanh tới. Oanh oanh oanh, một cái thân ảnh phát ra âm thanh quái khiếu, liên tục hướng trên cây sông lên. Kim sắc lăng vương không biết leo cây, công kích thuộc tính cũng không lên cao được như vậy, chỉ có thể ở phía dưới không ngừng hống khiếu. Ngay lúc này, mấy người công kích lung tung vẻ mặt buông lỏng, toàn bộ mềm oạt ngã trên mặt đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Lãnh xà chống rỗng ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy. Thanh Lang, Hỏa Lang cùng với hai gã đội trưởng đồng dạng trống rỗng thở hổn hển, mồ hôi càng không ngừng từ trên khuôn mặt chảy xuống, đầu óc cùng lãnh huyết giống như đang tự hỏi không rõ ràng cho lắm. Thanh Lang, Hỏa Lang. Lãnh xà đầu tiên thấy được đám người Thanh Lang, lúc này muốn đứng dậy hướng hai người giết tới. Đáng tiếc, thân thể còn chưa có đứng vững liền ngã xuống. Lãnh giả, Thanh Lang, Hỏa Lang cùng hai gã đội trưởng kia đồng thời phản ứng lại. Tất cả mọi người không còn khí lực tái chiến, đều móc ra hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan phục dụng, bắt đầu ngồi xếp bằng khôi phục huyền lực. Lúc này lãnh xà cũng muốn đả tọa, nhưng mà hắn lại nhớ tới Vi Đại Nhi, tiểu muội, ngươi ở đâu? Lãnh xà kinh hoàng nhìn bốn phía, trong lòng hắn hết sức gấp gáp, Vi Đại Nhi là thân nhân duy nhất của hắn, nếu như nàng có chuyện gì không hay xảy ra, trong lòng hắn tuyệt không quá tốt. Bỗng nhiên hắn thấy được một gã thiếu niên mặc da thú cách đó không xa đang ôm một nữ tử, đó không phải là tiểu muội Vi đại nhi của hắn sao? Ngươi là ai, mau đem tiểu muội của ta thả ra. Lãnh xà đem kiếm cắm trên mặt đất, chậm rãi đứng người lên hướng về phía Lăng Tiếu quát lớn. Nàng là muội muội của ngươi. Lăng Tiếu ngẩn người, chỉ Vi đại nhi ở trong ngực hỏi. Lãnh Sà dùng qua dưỡng khí đan, huyền lực dần dần khôi phục, gật đầu, từ từ hướng Lăng Tiếu đi tới nói, các hạ kinh xin đem xá muội để xuống, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ha ha, nguyên lai like ngươi là đại ca, ngươi đừng nổi giận, cùng là người trong nhà, ngươi vẫn là trước ngồi xuống khôi phục huyền lực đi, bọn họ nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lại đó." Lăng Tiếu chợt hiểu ra, cười cười hướng về phía Lãnh Xà nói, "Lãnh Xà làm sao còn có tâm tình bận tâm đến những thứ này?" Hướng về Lăng Tiếu nói, "Ai cùng ngươi là người trong nhà, ngươi rốt cuộc đã làm gì tiểu muội ta?" "Yên tâm, nàng không có chuyện gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh, ta đây liền giúp ngươi gọi tỉnh nàng." Lăng Tiếu an ủi một câu sau đó một tay nắm lấy cánh tay bóng loáng của Vi Đại Nhi, vận chuyển huyền lực đi qua. Lăng Tiếu không khỏi tán thán, thật trơn thật nhu. Vi Đại Nhi đang hôn mê ưm một tiếng, tỉnh lại. Hảo tỷ tỷ, tỉ, ngươi tỉnh rồi, còn nhớ rõ hảo đệ đệ của ngươi chứ? Lăng Tiếu như cụ ôm lấy thân thể của Vi Đại Nhi hỏi. Vi Đại Nhi nhìn gương mặt tuấn tú trong găng tấp, trong mắt lóe lên thần sắc không thể tin nói. Ta, ta đây là đang nằm mơ sao? Đệ đệ làm sao ngươi ở chỗ này, Vi Đại Nhi đưa tay lên sờ khuôn mặt của Lăng Tiếu, nàng cho là mình còn đang nằm mơ, bởi vì nàng không tin Lăng Tiếu lại xuất hiện ở trong mê huyễn cốc. Nhưng mà khi nàng tiếp xúc đến khuôn mặt của Lăng Tiếu, bàn tay run lên, thân thể bắn ra, lớn tiếng hỏi, làm sao ngươi ở chỗ này? Vi Đại Nhi mới vừa rồi cùng anh loạn tạc một trận huyền kỹ, huyền lực cũng tiêu hao hết rồi, còn chưa có đứng vững, thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã xuống. Bàn tay của Lăng Tiếu ôm lấy, lần nữa đem Vi Đại Nhi ôm vào trong lòng nói, hảo tỷ tỷ không nên kích động đệ đệ không quản ngàn dặm xa xôi đến tìm tỷ tỷ đó là tự nguyện tỷ tỷ ngàn vạn lần không nên quá cảm động chỉ cần tùy tiện cho một hai cái thơm môi là được rồi tưởng thưởng một chút cho ta là rất tốt. Vi Đại Nhi nghe những lời vô lại kia của Lăng Tiếu trong phương tâm giống như chảy vào một đạo cam tuyền nàng rốt cục tin chắc thiếu niên trước mắt chính là Lăng gia đại thiếu mà nàng đã từng gặp một lần rồi. Lúc này lãnh xà đã đi tới bên cạnh Lăng Tiếu hướng về phía Vi Đại Nhi nói tiểu muội mau dùng đan dược thanh lăng bọn họ đã tới hừ, nếu biết chúng ta tới rồi, liền biết điều một chút chịu chết đi. Thanh lang bỗng đứng dậy, toàn thân khí thế đã khôi phục tám phần. Ngay sau đó, hỏa lang cùng hai gã đội trưởng cũng đứng lên. Bọn họ đều bị mê hoặc, dùng hết không ít huyền lực, nếu không phải là lăng tiếu cùng kim sắc lang vương xuất hiện, chỉ sợ bọn họ một mực không ngừng loạn đánh cho đến khi kiệt lực mà chết mới thôi. Lăng tiếu vừa tới cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn không nhận ra đám người thanh lang, nếu như biết mấy người trước mắt này là đầu não của thanh lang đoàn mà nói, chỉ sợ lăng tiếu sẽ xuất thủ trước đem bọn họ giết chết lại nghĩ biến pháp cứu vi đại nhi cơ hội bỏ qua liền không thể tới nữa đám người thanh lang huyền lực khôi phục lãnh xà cùng vi đại nhi phiền toái liền đến lăng tiếu cũng không thể không đếm xỉa đến rồi vi đại nhi tránh thoát lồng ngực của lăng tiếu nuốt hai khỏa đan dược hy vọng có thể nhanh một chút khôi phục huyền lực lãnh xà cũng sớm dùng qua đan dược đáng tiếc hắn không kịp thời đả tọa tốc độ hấp thu xa không nhanh bằng đám người thanh lang hắn chỉ khôi phục được ba bốn thành, chống lại đê giai huyền sĩ cũng sẽ gặp nguy hiểm, huống chi là chống lại thanh lang cao giai huyền sĩ, nhất thời trong lòng lạnh một nửa. Không nghĩ tới thanh lang ngươi cũng dám vỏ mê huyễn cốc, cho dù ngươi có giết hai huynh muội chúng ta, chỉ sợ ngươi cũng không sống được bao lâu. Lãnh già trầm mặt nói, hắn tính toán kéo dài thêm một ít thời gian, làm cho mình có thể khôi phục thêm một chút huyền lực. Ha ha, giết xong các ngươi, chúng ta tự nhiên có thể tìm được đường ra. Thanh lang tự tin cuồng tiếu nói tiếp đó đưa ánh mắt bỏ vào trên người Vi Đại Nhi lộ ra ánh mắt dục vọng bất quá trước đó ta sẽ để cho ngươi thưởng thức trò hay hắc hắc hắn vừa mới cười xong thân thể liền hướng Vi Đại Nhi lướt tới tốc độ nhanh tới kinh người không tốt tiểu muội chạy mau lãnh xà đã nhận ra cái gì thần sắc biến đổi lập tức kinh hô một tiếng đồng thời muốn huy kiếm ngăn cản đáng tiếc hỏa lang lại trước một chút chắn ở phía trước lãnh xà lãnh xà đối thủ của ngươi là ta mắt thấy vi đại nhi sẽ bị thanh lang bắt được lúc này lại có một người so với thanh lang còn nhanh hơn đoạt trước một bước đem vi đại nhi ôm sang một bên để cho thanh lang chụp một cái vào khoảng không tiểu tử chưa dứt sữa người muốn chết thanh lang lúc này mới chú ý đến lăng tiếu nhưng khi nhìn lăng tiếu chỉ là có thực lực cao dai huyền giả để cho hắn rất là căm tức huyền giả nho nhỏ cũng dám phá hư chuyện tốt của hắn quả thực muốn chết ha ha, vị đại gia này ngươi bao nhiêu niên kỷ rồi lại dám đánh chú ý với tỷ tỷ ta cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà nhìn xem chính mình, làm người nên tự biết rõ chính mình mới được. Lăng Tiếu một tay nắm lấy Vi Đại Nhi, lại hướng Thanh Lang cười khẩy nói, miệng lưỡi bén nhọn, lão tử trước đưa ngươi lên đường. Thanh Lang sắc mặt lạnh lẽo, thân thể lần nữa tăng tốc hướng Lăng Tiếu lướt tới, một trường hóa chảo hướng mặt của Lăng Tiếu chụp tới. Vi Đại Nhi khẩn trương kinh hô, ngươi đi mau, không cần để ý tới ta. Tuy nàng cùng Lăng Tiếu chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng mà Lăng Tiếu để lại cho nàng ấn tượng quá khắc sâu. Chớ nhìn bộ dáng cười hi hi dễ bị lừa gạt của hắn, ai biết rõ hắn lại là giả trang thành bộ dạng đại ngu nhược trí, câu dẫn người khác mắc mưu, điểm này nàng thấm sâu trong lòng, thấu hiểu rất rõ, hơn nữa thủ đoạn kinh người kia khiến cho nàng đến nay không thể quên được, chẳng biết lúc nào trong lòng nàng đã lặng lẽ lưu lại bóng dáng của hắn. Mắt thấy thủ trào của Thanh Lang bắt được trước mặt của Lăng Tiếu, hắn vẫn như cũ bất động, ở trong mắt người khác hắn phảng phất giống như dã bị Thanh Lang dọa sợ đến không thể động đậy được rồi ngay một khắc này một đạo kim mang hướng thanh lang bay nhanh mà đến thanh lang căn bản không có ngờ tới một bên sẽ còn người đánh lén xoay sở đề phòng không kịp cả người bị hung hăng oanh vào một cái oanh thanh lang kêu thảm một tiếng bay ra hơn mười thước tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm nhìn một màn bất thình lình này một đạo kim sắc ảnh từ xuất hiện ở bên người lăng tiếu tiểu kim làm tốt lắm Lăng Tiếu treo một nụ cười nhạt, một tay nhẹ vỗ vào đầu của Kim Sắc Lăng Vương. Kim Sắc Lăng Vương vẻ mặt lấy lòng, càng không ngừng dùng thân thể cọ vào người Lăng Tiếu. Vi Đại Nhi ở trong ngực Lăng Tiếu bị Kim Sắc Lăng Vương vừa mới hiện ra ở trước mắt dọa cho sợ đến thần sắc trắng bệch, nhưng mà lại nhìn đến Lăng Tiếu cư nhiên còn đang vuốt đầu của nó, mà con Kim Sắc Lăng Vương giống như là sủng vật đang dùng động tác lấy lòng chủ nhân, điều này khiến cho đầu của nàng đều xoay chuyển không kịp. Thanh Lang khó khăn đứng dậy, lau một ít vết máu ở khóe miệng, lại phục dụng mấy viên đan dược rồi ngồi xuống. Hắn cũng không kinh ngạc đầu kim sắc lang vương đột nhiên xuất hiện này, bởi vì hắn nếu không chữa thương liền sẽ phải chết ở chỗ này. Hai gã đội trưởng của Thanh Lang đoàn vội vàng che ở bên cạnh Thanh Lang, Hỏa Lang cũng không còn dám tiếp tục tìm lãnh xa phiền toái, đồng dạng thối lui đến bên cạnh Thanh Lang, hộ pháp cho hắn, thần sắc lúc này nhiều thêm vài phần ngưng trọng, tựa hồ tình huống đã ở ngoài ý liệu của bọn họ rồi. Lăng Tiếu vô vỗ bả vai của Vi Đại Nhi nói, "Tỷ tỷ đừng sợ, đây là vật cưỡi tiểu kim của đệ, tỷ ngồi xuống trước tiên khôi phục huyền lực đi, có đệ đệ ở chỗ này ai cũng đừng hòng thương tổn tỷ tỷ." Vi Đại Nhi thân thể run rẩy, mỹ mâu lộ ra vẻ phức tạp nhìn Lăng Tiếu một cái, tiếp đó trên mặt hiện lên nụ cười phong tình vạn trùng nói, "Vậy thì phiền toái đệ đệ hộ pháp cho tỷ tỷ rồi." Dứt lời, Vi Đại Nhi hướng về phía đại ca nàng gật đầu, hai người đồng thời ngồi xuống khôi phục huyền lực. Lăng Tiếu nhân cơ hội hỏi Kim Sắc Lăng Vương, Gia hỏa mới vừa rồi ở trên tàng cây đã chết chưa? Kim sắc lăng vương nói, nó chạy trốn lên trên cây ra, ta không có biện pháp oanh nó xuống. Đồ vô dụng. Lăng tiếu đá kim sắc lăng vương một cước, tiếp theo cho mày một chút lẩm bẩm nói, nơi này nhất định là có cổ quái. Thời điểm hai phe nhân mã đều đang đề phòng đối phương, đại thụ nhưng lại xảy ra biến hóa kinh người, thời điểm đến khi mọi người phát hiện, mỗi người đều lâm vào trong tuyệt cảnh. Trên đại thụ chọc trời che thiên, một đôi lục nhãn đang ở trên tàng cây nhìn xuống mọi người, đôi lục nhãn này chính là của con linh thú cao nửa thước, con linh thú này hình dạng như anh nhi, đầu vô cùng lớn, cặp lục nhãn kia chiếm một phần hai khuôn mặt, nó không có lỗ mũi, chỉ có một cái mồm há to, cùng một đôi tai nhọn như tinh linh, thân thể nhỏ bé mọc đầy lục sắc trường mao, bộ dáng toàn thân thoạt nhìn hết sức quái dị khó coi. Con linh thú này ở trên tảng cây không ngừng nhảy lên một hồi, lộ ra ánh mắt hung ác, cái mồm há to ra này chít chít như đang gọi cái gì, hai tay lại đang vỗ vỗ trên thân cây, tựa hồ là đang chỉ thị cái gì đó sau một khắc, đại thụ làm ra đáp lại, trên tảng cây từng đạo phân cảnh giống như dây leo lại bắt đầu lan tràn sinh trưởng, Cấp độ sinh trưởng kia nhanh đến khiến cho người ta chậc lưỡi hít hà, chỉ ở trong nháy mắt liền dài hơn nửa thước. Dưới tảng cây, Lãnh Sa cùng Vi Đại Nhi khôi phục xong. "Đại ca, có muốn hay không tới một chút?" Lăng Tiếu mang theo nụ cười lấy lòng, cầm thịt khô trong tay đưa tới trước mặt Lãnh Sa cười nói. Lãnh Sa nhìn Lăng Tiếu một cái, lại nhìn Vi Đại Nhi một cái. Lúc này mới nói, nếu có nước liền cho ta vài ngụm đi, có, có. Lăng tiếu vội vàng gật đầu nói, sau đó từ bên hông móc ra túi nước đưa tới cho lãnh xà. Lãnh xà uống vài ngụm, sau đó lại đem túi nước đưa tới trước mặt Vi Đại Nhi, nàng cũng không khách khi uống lên. Hai người đều đã hai ba ngày chưa uống nước rồi, nước trong túi thoáng cái đã bị hai người uống cạn. Bên này, thanh lang cũng đã tọa xong, chẳng qua là huyền lực lại không cách nào khôi phục trạng thái mười phần, mới vừa rồi trúng một chiêu kia của kim sắc lăng vương, khiến cho hắn bị nội thương không nhẹ, Mặc dù phục dụng Hỏa Lang nhưng mà cũng không thể trong nháy mắt có được hiệu quả, hắn bây giờ chỉ có thể sử dụng bảy thành huyền lực mà thôi. Bất quá hắn nhưng không có e ngại đám người lãnh xà, hắn cùng với Hỏa Lang đều là cao giai huyền sĩ, còn đối phương chỉ có lãnh xà một người là cao giai huyền sĩ, chỉ cần có một người cuốn lấy lãnh xà, những người khác cùng con Kim Sắc Phong Lang kia không đủ gây sợ, huống chi hắn còn có hậu chiêu chưa có đánh ra. Đoàn trưởng, không sao chứ? Hỏa Lang quan tâm hỏi hư, tạp chủng chết tiệt, ta nhất định phải cho hắn chết không được tử tế. Thanh lang không có để ý tới hỏa lang, mà là đầy mặt giận dữ nhìn lang tiếu ở không xa mắng. Đại ca, bọn họ chạy tới rồi. Vi đại nhi nhìn đám người thanh lang đi tới nhắc nhở, đồng thời nắm chặt tay vào tế kiếm đề phòng lên. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cũng là lúc làm cái kết thúc rồi. Lãnh xà hít mắt nhìn đám người thanh lang, trong lòng âm thầm hạ một cái quyết tâm sau đó đứng dậy chắn trước mặt vi đại nhi rồi hướng lăng tiếu âm u nói tiểu tử ta không quan tâm ngươi là ai nhưng mà ta hy vọng ngươi lập tức mang tiểu muội của ta rời đi sau này thỉnh thay ta hào hào chiếu cố nàng lãnh xà vừa mới dứt lời vi đại nhi lúc này phản đối nói không ta muốn cùng đại ca chiến đấu đến cuối cùng tiểu muội nghe lời của ta cùng tiểu tử này cưỡi phong lang rời đi thôi như vậy có lẽ các ngươi còn có cơ hội sống nếu không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này lãnh xà nhàn nhạt, nhạt nói. Tình huống hiện tại nhìn một cái liền biết rõ, lấy thực lực bây giờ muốn ngăn trở hai gã cao giai huyền sĩ là không thể nào, huống chi còn có hai gã đê giai huyền sĩ, chàng chiến đấu này không đánh cũng biết thất bại rồi, cho nên lãnh xà tính toán hy sinh chính mình để cho Vi Đại Nhi rời đi. Có thể thấy được hắn đối với muội muội này là cỡ nào quan tâm cùng bảo hộ. Chết thì chết, dù sao muốn chết ta cũng phải cùng đại ca chết một chỗ. Vi Đại Nhi nắm chặt tế kiếm trong tay kiên định nói yên tâm đi, hôm nay các ngươi tuyệt đối có thể gặp mặt ở dưới suối vàng. Thanh lang đi tới trước hai thước, lạnh lùng nói, tiếp theo hắn vung tay lên, hỏa lang cùng hai gã đê giai huyền sĩ kia bắt đầu động. Đã như vậy, hãy để cho ta kéo hai cái đệm lưng đi. Việc đã đến nước này, lãnh xà cũng không quản nhiều như vậy, hắn quát to một tiếng, trường kiếm trong tay liền hướng hai gã đê giai huyền sĩ giết tới. Đừng nóng vội, đối thủ của ngươi là ta. Hỏa lang vung giáo lên chắn ở phía trước lãnh xà hai người lập tức chiến cùng một chỗ, nhất thời hỏa quang văng khắp nơi. Hai gã đội trưởng của Thanh Lang đoàn trực tiếp tìm đến Vi Đại Nhi, lấy hai chiến một, tình huống của Vi Đại Nhi không ổn rồi. Lăng Tiếu muốn giúp một phen, đáng tiếc một thanh Trảm Long trọng đao của Thanh Lang chắn ở trước mặt hắn. Con súc sinh chết tiệt, dám đả thương ta, chết đi cho lão tử. Thanh Lang vung lên trọng đao hướng Kim Sắc Lang Vương bổ tới. Ở trong mắt hắn chỉ có nhị giai phong lang này so với Lăng Tiếu, còn có uy hiếp hơn cho nên tính toán trước chém chết con phong lang này sau đó lại tiếp tục đến tên cao giai huyền giả nho nhỏ kia tiểu kim cuốn lấy hắn có thể giết hắn là tốt nhất nếu như không phải là đối thủ của hắn vậy thì bảo vệ tốt chính mình đừng để bị thương đợi lát nữa ta tới giúp ngươi lăng tiếu hạ chỉ thị nói vâng thưa chủ nhân kim sắc lăng vương đáp một tiếng đón lấy thanh lang một người một thú cũng chiến lại với nhau lúc này lăng tiếu thần sắc nghiêm túc một đao một kiếm nơi tay Bộ pháp vân tung mị ảnh hướng hai gã đội trưởng của Thanh Lang đoàn giết tới. Hai gã đội trưởng Thanh Lang đoàn một mực ép sát Vi Đại Nhi, lại không nghĩ rằng có người hướng bọn ho đánh lén mà tới. Đang ở trong lúc trọng đao của một người muốn bổ về phía bên hông của Vi Đại Nhi, một cỗ cảm giác không rõ đánh tới. Người này phản ứng cực nhanh, vội vàng rút đao trở về phòng thủ. Đinh đương, một kiếm đánh lén của Lăng Tiếu bị người nọ ngăn chặn xuống. Hảo Gia Hỏa lại dám chơi lão tử, lão tử trước giết chết ngươi Tên đội trưởng kia lửa giận đại thịnh nhìn Lăng Tiếu đánh lén hắn, trọng đao thay đổi phương hướng hướng Lăng Tiếu giết tới. Hừ, ai giết ai còn không nhất định đâu. Lăng Tiếu hừ nhẹ một tiếng, cường chiêu vung ra ngoài. Đao vô ảnh, kiếm lưu ngân. Lăng Tiếu vừa bắt đầu liền dùng tới toàn lực, khiến cho đối phương ứng phó không kịp. Tên đội trưởng kia vốn tưởng rằng Lăng Tiếu chỉ là cao giai huyền giả, thực lực đẳng cấp kém xa với hắn, vừa bắt đầu liền không sử dụng cường chiêu huyền lực ngoại phóng chỉ là lợi dụng công kích đơn giản không màu mè hướng Lăng Tiếu chém tới. Song khi hắn cảm nhận được đao kiếm chiêu mà Lăng Tiếu đánh tới, một cỗ cảm giác hít thở không thông để cho hắn dựng lên lông tơ. Hắn phải vội vàng rút đao trở về phòng thủ, trọng đao càng không ngừng che ở trên đao ảnh kiếm quang kia. Nhưng mà đao ảnh kiếm quang kia quá nhiều quá dày khiến cho hắn khó lòng phòng bị, quanh thân bị đâm thương tích nhiều chỗ. Lão tử liều mạng với ngươi. Đội trưởng kia bị đánh đến hết sức biệt khuất, rõ ràng đối phương yếu hơn so với hắn vậy mà đánh cho nhân gia không hề có lực hoàn thủ, không khỏi cắn răng, quyết định liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải giết tiểu tử này. Huyền lực toàn thân tụ ở trên trọng đao, một đao đơn giản lần nữa hướng vô số đao ảnh kiếm quang bổ tới. Oanh, cường chiêu đụng nhau, tất cả đao quang kiếm ảnh biến mất, chỉ còn lịa mặt đất bị đánh tung lên một mảnh. Hô, tên đội trưởng phá đao kiếm chiêu của Lăng Tiếu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xong, chỉ là một cái buông lỏng không để ý, một đạo lam sắc kiếm quang giống, như rắn độc từ phía sau đâm xuyên qua thân thể của hắn. Tên đội trưởng kia sững sờ nhìn trường kiếm xuyên qua bụng của mình, hai mắt lồi lên, ngã xuống trong vũng máu, cũng không đứng dậy được nữa. Đã nói là ai chết trước cũng nói không chừng, ngươi lại không tin." Lăng Tiếu rút Lam Tinh kiếm về rồi nhàn nhạt nói, sau đó hướng một gã đội trưởng khác của Thanh Lang, đoàn đang đối chiến với Vi Đại Nhi giết tới. "Tỷ tỷ, để đệ, đệ tới giúp ngươi." Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, ngân quỷ huyết đao lăng không hướng tên đội trưởng kia chém tới, tên đội trưởng kia phân thần chống đỡ hết sức tế kiếm trong tay vi đại nhi một kiếm đâm vào cánh tay của hắn tên đội trưởng kia kêu thảm thiết một tiếng thân thể lui lại mấy bước cùng nhau giết chết hắn lăng tiếu lần nữa bước theo bộ pháp hướng đội trưởng bị thương kia giết tới vi đại nhi mang theo nụ cười nhợt nhạt ứng quát một tiếng tốt tế kiếm xuất ra từng đạo hỏa xà chiến hướng tên đội trưởng kia tên đội trưởng kia đã bị thương ở dưới sự dây dưa của vi đại nhi lăng tiếu lại tùy thời ra lãnh chiêu đánh lén không có bất kỳ ngoài ý muốn tên đội trưởng kia không duy trì được bao lâu liền đã bị chết ở dưới hai người mãnh công. Hô, Vi đại nhi tâm thần toàn bộ nới lỏng, bàn tay trắng nõn quệt một mảnh mồ hôi nơi chán. "Tỷ tỷ, tay của ngươi chảy máu rồi, để ta giúp ngươi cầm máu." Lăng Tiếu nhìn một đạo vết thương rớm máu trên cánh tay của Vi đại nhi, thở nhẹ một tiếng, không nói hai lời nắm cánh tay của nàng trực tiếp dùng miệng hôn xuống. Hắn tính toán cứ như vậy giúp Vi đại nhi cầm máu. Hôn lên da thịt mềm mại kia, Lăng Tiếu tâm thần rung động, trong lòng cười dâm nói, "Hắc hắc, lúc này coi như là có quan hệ xác thịt đi. Hừ, lại dám chiếm tiện nghi của tỷ tỷ, người muốn chết sao?" Vi Đại Nhi rút cánh tay về, trên mặt đỏ ửng giận trách nói, "Nàng ở trong lòng thầm mắng, gia hỏa này thật sẽ chiếm tiện nghi, cầm máu cũng không phải là làm như vậy." Lăng Tiếu sờ sờ cái mũi cười khan nói, "Đệ đệ không phải là khẩn trương vì tỷ tỷ sao, thật là." Ngao ô. Đúng lúc này truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Kim Sắc Lăng Vương không tốt, ta phải đi qua giúp tiểu kim rồi. Lăng tiếu thần sắc biến đổi, kinh hô một tiếng, hướng kim sắc lăng vương bên kia lướt tới. Vi đại nhi nhìn thoáng qua thân hình phiêu giật của lăng tiếu, trong phương tâm không khỏi bị động đến cái gì, lẩm bẩm nói, nếu lần này đại nạn không chết, có lẽ tỷ tỷ cho phép ngươi khinh bạc một lần. Tiếp theo, nàng phục dụng một viên hồi lộ đan, liền đi trợ giúp đại ca của mình. Bên này, kim sắc lăng vương bị huyền đao của thanh lang chém một cái, nó cũng ở trước ngực thanh lang dùng móng vuốt hoa một đạo, có thể nói là lưỡng bại câu thương, con súc sinh chết tiệt, lão tử muốn rút gân của ngươi, lột da của ngươi. Thanh Lang bị chọc giận tới cực điểm, hắn không nghĩ tới con kim sắc phong lang này lại có thực lực nhị giai cao cấp, vừa bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là nhị giai đê cấp hoặc trung cấp thực lực, nếu như hắn trạng thái mười phần, mà nói tự nhiên không cần sợ hãi kim sắc lang vương này, nhưng mà hắn hiện tại chỉ có thể đánh ra bảy thành huyền lực, chỉ có thể cùng kim sắc lang vương chiến ngang tay, điều này khiến cho hắn vô cùng khó chịu đang ở lúc hắn tiếp tục tấn công Kim Sắc Lăng Vương, sau lưng có gió, hắn không chút suy nghĩ trở tay đón đỡ trở lại. Đinh đương, hai đao chạm vào nhau, Lăng Tiếu bị phản chấn bay ngược ra ngoài đến mấy thước mới dừng lại được, hồ khẩu cầm đao cũng bị đánh rách tả tơi rồi, máu tươi chậm rãi tràn ra. Sai biệt thực lực giữa hai người vừa xem liền biết. Lúc này Kim Sắc Lăng Vương nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn mọt ít đạo vết thương dữ tợn trên người Kim Sắc Lăng Vương, cực kỳ đau lòng nói, tiểu kim chúng ta hợp lực giết chết lão cầu này báo thù cho ngươi ngao ô kim sắc lăng vương chiến ý mười phần trường khiếu một tiếng thanh lang nhìn hai cái thi thể không xa thần sắc khó nhìn tới cực điểm ánh mắt muốn giết người kia nhìn chằm chằm vào lăng tiếu cùng kim sắc lăng vương nói tạp chủng chết tiệt ta sẽ khiến cho các ngươi chết không được tử tế bạn tốt của ta đến lúc cho ngươi uống máu ngươi rồi thanh lang một bên mắng một bên sờ sờ ngọc hộ oản trên cánh tay ngọc hộ oản kia quang mang chợt lóe một đạo ảnh tử xuất hiện ở trước mặt Lang Tiếu, lại cũng là một con lang linh thú, chỉ bất quá con lang linh thú này rõ ràng rất khác nhau so với Kim Sắc Lang Vương, bởi vì đây là một con thanh sắc lang linh thú, toàn thân thanh sắc lang màu xanh ngát như lục thông, cực kỳ mềm mại, ở giữa đầu sói có một nhúm bạch sắc lang mao, khiến cho nó lộ ra vẻ vô cùng tuấn tú yêu dị. Đây là một con nhị giai trung cấp Thanh Viêm Lang. Thanh Viêm Lang là linh thú hỏa thuộc tính, là linh thú đồng đẳng cấp với Phong Lang sinh trưởng nhiều ở trong sơn lĩnh có nhiều cây cối hướng về ánh mặt trời. Con thanh viêm lang này là lúc thanh lang còn trẻ cứu được ở trong sơn mạch. Thanh lang nguyên danh là Chu Đại Lâm, hắn ở trong sơn mạch vô ý phát hiện ra con thanh viêm lang này chiến đấu với một con nhị giai trung cấp xả mãng, thanh viêm lang không địch lại. Lúc con thanh viêm lang này sắp bị xả mãng nuốt chửng thì Chu Đại Lâm đánh lén kích sát xả mãng, cứu được thanh viêm lang. Lúc ấy tính mạng của thanh viêm lang đã bị đe dọa, Chu Đại Lang lãng phí không ít linh thảo cùng đan dược đem nó cứu sống con thanh lang này cảm kích Chu Đại Lâm đã cứu nó, cho nên liền đi theo hắn. Từ đó trở đi Chu Đại Lâm liền hảo vận liên miên, hắn cảm thấy được chính là con thanh viêm lang này mang đến may mắn cho hắn. Sau đó không lâu, hắn sáng lập Dòng binh đoàn, mệnh danh là Thanh Lang Dòng binh đoàn, mà ngoại nhân cũng biết biết tên thật của Chu Đại Lâm, tất cả mọi người chỉ biết gọi hắn là Thanh Lang đoàn trưởng. Chu Đại Lâm vui vẻ đón nhận cái ngoại hiệu này, cũng chính là khi đó bắt đầu gây nên uy danh của Thanh Lang ở Vẫn Thạch Thành chu đại lâm ở dưới tình huống bình thường sẽ không để cho người ta biết hắn còn có một con nhị giai linh thú bởi vì đây sẽ mang đến cho hắn không ít phiền toái cho nên một mực để cho thanh viêm lang sống ở trong hộ oản cái ngọc hộ oản kia là một loại vật phẩm trang sức tương tự với không gian chữ vật cực kỳ chân quý hiếm thấy đây là chu đại lâm ở trong chợ giao dịch tình cờ đoạt được lúc ấy người bán cũng không biết đây là một cái hộ oản chuyên tàng chữ linh thú chỉ cho rằng là vật phẩm trang sức bình thường bán cho chu đại lâm điều này khiến cho trở mình hiện tại Hắn vì muốn giết dụng con Kim Sắc Lang Vương cùng với Lang Tiếu ở trước mắt, bất đắc dĩ mới để cho Thanh Viêm Lang hiện thân. Thanh Viêm Lang vừa mới xuất hiện liền cùng Kim Sắc Phong Lang đối mắt với nhau, mới nhìn thoáng qua nó liền lộ ra một cái vẻ mặt khiếp đảm, thân thể khổng lồ không khỏi lui về phía sau một bước. Thanh Viêm Lang cùng Phong Lang là thuộc về chủng loại lang bất đồng, nhưng mà tất cả đều là lang linh thú, Thanh Viêm Lang tự nhiên có thể cảm ứng đạo khí tức thượng vị giả này của Kim Sắc Lang Vương, đây là hoàng giả khí phách độc hữu thuộc về lang vương khiến nó có một loại cảm giác bị áp bách thần phục, cho nên phản ứng đầu tiên của nó là luống cuống. Chu Đại Lâm lông mày nhăn lại, lúc này quát lên, "Ông bạn già đừng sợ, con phong lang này do ta đối phó, ngươi đi đối phó với hắn." Ngao ô, Kim Sắc Lang Vương hướng về phía Thanh Viêm Lang giống giận một tiếng, tựa hồ đang truyền đến tin tức gì đó. Thanh Viêm Lang không khỏi lại lui về phía sau mấy bước. "Lão tử giết ngươi con súc sinh này." Chu Đại Lâm nhìn thấu Thanh Viêm Lang đang luống cuống, điều này khiến cho hắn không tưởng được, lúc này vung chảm long trọng đao hướng kim sắc lang vương chém tới, mấy đạo thanh sắc quang mang tiên diễm trói mắt oanh đi ra ngoài. Kim sắc lang vương liền thổ ra mấy đạo kim quang, triệt tiêu thanh sắc quang mang này, thân thể từ một bên hiện lên, hướng Chu Đại Lâm đánh tới, răng nanh hoàn toàn lộ ra, trực tiếp cắn hướng đỉnh đầu của Chu Đại Lâm. Con thanh viêm lang kia do dự một chút, rốt cục cũng hướng về phía lang tiếu lộ ra hung quang, hướng lang tiếu nhào tới. Không hay rồi, gia hỏa này tự hồ rất cường đại. Lăng tiếu thầm hô một câu, Giờ khắc này hắn không có đường lui, cũng chỉ có thể kiên trì lên, hắn vội vàng triển khai bộ pháp, đao kiếm liên tục xuất ra đón nhận Thanh Viêm Lang. Bên kia lãnh xà cùng Vi đại nhi đem Hỏa Lang ép cho chật vật không chịu nổi, hắn đã bị thương nhiều chỗ, lại tiếp tục như thế tất sẽ bị lãnh xà huynh muội giết chết. Trong lòng Hỏa Lang lộ ra thối ý, hôm nay đang ở trong mê huyễn cốc, chỉ cần có tốc độ đầy đủ, đem hai người hất ra, trốn ở trong sương mù, tin tưởng không ai có thể tìm ra hắn, chỉ là như thế sẽ tương đương với phản bội Thanh Lang đoàn. Trong lúc nhất thời Hỏa Lang do dự, thất thần hết sức, phía sau lưng lại bị Vi Đại Nhi oanh một cái, để cho hắn ngã bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mẹ kiếp, còn không biết có thể còn sống rời đi mê huyễn cốc hay không, phản bội liền phản bội đi. Hỏa Lang cắn răng hạ quyết tâm, hắn muốn chạy trốn, nếu không giờ phút này liền chết ở chỗ này rồi, chạy trốn mà nói còn có một đường sinh cơ. Đang ở lúc hắn muốn xoay người chạy trốn, phía dưới tựa hồ bị vật gì đó quấn lấy. Thứ gì? Hỏa Lang không hiểu nhìn dưới chân, chỉ thấy một thứ giống như thanh đằng đem châm của hắn trói lại, hơn nữa thanh đằng kia còn đang hướng trên thân thể hắn lan tràn buộc chặt. Cút ngay cho ta. Hỏa Lang không chút suy nghĩ, vung lên giáo trong tay hướng về phía thanh đằng kia chém tới. Hỏa mang đại thịnh, nhất thời đem những thanh đằng kia thiêu hủy. Xong, đang lúc Hỏa Lang cho là mình có thể thoát khốn, thanh đằng kia lại lần nữa lan tràn qua, hơn nữa còn có ý thức trước tiên đem tay của hắn quấn lấy, khiến cho tay của hắn không thể nhúc nhích. Chết tiệt! hỏa lang mắng một câu, muốn lợi dụng một cái tay khác đem những thanh đằng này chuẩn bị bứt ra, nhưng mà tốc độ lan tràn của thanh đằng cực kỳ nhanh, chỉ ở trong nháy mắt liền đem tứ chi của hắn trói lại, để cho hắn không tránh thoát được. Khốn kiếp, đây là cái đồ chơi gì? Hỏa lang tâm thần hoảng hốt, toàn thân đều bị thanh đằng quấn chặt lấy, càng kỳ dị chính là sau khi thanh đằng kia trói hỏa lang lại, liền đem hắn treo lên trên cây cự thụ. Lãnh xà cùng vi đại nhi tận mắt nhìn thấy hỏa lang, sống sờ sờ liền biến mất ở trước mắt giật mình sợ hãi, thân thể càng không ngừng lui lại về phía sau. Tiểu muội chạy mau, cây đại thụ này có cổ quái. Lãnh Sà kéo tay của Vi Đại Nhi muốn xoay người chạy trốn. Đáng tiếc hai người bọn họ vẫn là đã muộn một bước, Thanh Đằng đã quấn lấy hai chân của bọn họ. A, à, hai người căn bản không có đường để phản kháng, lại giống như hỏa lang bị Thanh Đằng trói lại giữa không trung. Chu Đại Lâm bên kia vẫn cùng Kim Sắc Lang Vương ở chiến đấu, Lang Tiếu thì bị Thanh Viêm Lang đuổi cho chạy tán loạn chung quanh nếu như thanh viêm lang chỉ là nhị giai đề cấp, lăng tiếu tự nhiên không sợ hãi, nhưng mà đây là một con thanh viêm lang trung cấp, tốc độ một chút cũng không kém gì hắn, để cho ưu thế của hắn mất hết, chỉ có thể lựa chọn du đấu, hắn không hy vọng có thể giết địch, nhưng mà cũng không thể để thanh viêm lang thương tổn đến hắn, bởi vì hắn mong đợi lãnh xà huynh muội có thể nhanh lên một chút giải quyết hỏa lang, tới đây trợ giúp hắn. Nhưng mà hắn đang cố gắng du đấu nhưng nghe được tiếng kinh hô của hai người, phân thần nhìn lại, chỉ thấy hai người đồng thời bị thanh đằng của đại thụ trói lại. Lăng Tiếu dừng lại thân hình, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, hắn quên mất ở phía sau còn có Thanh Viêm Lang đang truy kích, một đạo hỏa mang oanh ở trên người hắn, khiến cho hắn bay xa mấy thước, một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên đã bị trọng thương. Lăng Tiếu bò dậy không để ý đến Thanh Viêm Lang, mà hướng về phía Kim Sắc Lang Vương hạ lệnh, "Tiểu Kim chạy mau." Đáng tiếc, điều đã muộn. Thanh đằng tựa như là mạng nhện, chi chít điên cuồng hướng bọn hắn bao trùm mà đến. "Đáng chết, đây là ảo giác sao?" lăng tiếu nhìn hai chân bị quấn đầy thanh đằng không khỏi mắng một câu đao kiếm trong tay càng không ngừng cuồng chém xong đây hết thảy đều là tốn công vô ích thanh đằng chặt đứt lại sinh chặt đứt lại dài trong nháy mắt đem lăng tiếu trói lại bên kia chu đại lâm kim sắc lăng vương cùng thanh viêm lang cũng không thoát khỏi may mắn ai cũng trốn không thoát đều bị cùng nhau treo lên giữa không trung hỏa lang lãnh xà huynh muội lăng tiếu chu đại lâm cùng với hai con linh thú tổng cộng bảy cái kén thanh đằng treo ngược giữa đại thụ giống như là trái cây hình người mà đại thụ kết thành khiến cho người ta nhìn rất là ngạc nhiên ngô 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 tất cả mọi người đều bị trói ngay cả miệng cũng bị thanh đằng đút vào khiến cho bọn họ muốn nói chuyện cũng khó khăn hoàn hảo lỗ mũi còn có thể hô hấp bằng không bọn họ toàn bộ đều sẽ bị hít thở không thông mà chết rồi lăng tiếu bị trói chặt tâm cũng lạnh lại đến cực điểm thanh đằng chết tiệt này càng dãy giụa thì càng là cuốn lấy chặt chẳng lẽ đây là cây ăn thịt người sao lăng tiếu khiến cho chính mình tỉnh táo lại nhưng mà gặp phải thời khắc sinh tử hắn cũng là không thể tĩnh tâm nổi hết ức lo lắng suy đoán lai lịch của khỏa đại thụ này tiểu kim ngươi có tốt không lăng tiếu truyền niệm cho kim sắc lăng vương hỏi kim sắc lăng vương nói chủ nhân ta không tốt rồi ta có chứng sợ độ cao ta nhanh chóng sẽ ngất đi thôi lăng tiếu nghe được lời này thiếu chút nữa muốn bị sặc mẹ kiếm còn chứng sợ độ cao đây là cái gì quỷ lăng vương nhát gan sợ phiền phức như vậy có biện pháp gì thoát khốn không lăng tiếu hỏi Chủ nhân, ta cũng không biết. Kim sắc lăng vương hồi đáp. Xem ra chỉ có thể dựa vào mình. Lăng tiếu mờ mịt thầm nghĩ. Nhưng mà hiện tại toàn thân đều không nhúc nhích được, như thế nào tự cứu đây? Đúng lúc này, lăng tiếu phát hiện trên một cái kén ở đối diện bốc lên khói xanh. Khói xanh kia càng lúc càng lớn, dần dần thanh đằng lại đang bị thiêu đốt lên. Chỉ chốc lát sau thanh đằng kia cư nhiên bị thiêu hủy rồi. Như vậy cũng được. Lăng tiếu không khỏi sửng sốt. Người trong cái kén kia chính là hỏa lang bị vây khốn đầu tiên, hắn lợi dụng thuộc tính toàn thân nhanh chóng truyền đến bốn phía thân thể, năng lượng hỏa nhiệt đốt lấy thanh đằng để cho hắn thoát khốn. Hắn một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, thanh đằng chưa đến một lúc đã bị đốt đứt, cả người hắn bắt đầu rỡi xuống rồi. Đang lúc hỏa lang cho là mình đã thoát được, một đạo cự ảnh từ phía sau hắn oanh tới. Ba. Sau lưng hỏa lang gặp phải đòn nghiêm trọng, kêu thảm một tiếng, một ngụm huyết dịch tiên diễm trói mắt phun ra ngoài. Oanh. Hỏa lang cả người nện trên mặt đất, sinh tử chưa biết, lại bị thanh đằng lan tràn ra trói lại. Mọi người thấy một màn như vậy không có ai dám vọng động, ngay cả lãnh xà cùng vi đại nhi hỏa thuộc tính, cũng không dám tự cứu giống như hỏa lang. Ta dựa vào, cái cây này còn sẽ công kích người. Lang tiếu đáy lòng nguội lạnh, mới vừa rồi hắn tận mắt thấy cành cây hung hăng quất vào trên người hỏa lang, cảm thấy cái cây này thật giống như là có linh tính, sẽ chủ động công kích. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh thấp bé từ trên đại thụ nhảy xuống, linh thú quái dị hình dạng như anh nhi cặp lục nhãn to đến dọa người tiểu kim đây có phải hay không là gia hỏa nham hiểm lăng tiếu vội vàng truyền tin cho kim sắc lăng vương hỏi vâng chủ nhân nó chính là tên gia hỏa nham hiểm tính công kích không mạnh tuy nhiên nó có thể để cho nhân loại các ngươi sinh ra các loại ảo giác kim sắc lăng vương đáp sinh ra ảo giác sinh ra ảo giác đây là một con huyễn yêu lăng tiếu nỉ non mấy câu rốt cục biết đây là linh thú gì ủng hộ kênh qua linh halayji com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé huyễn yêu nhị giai đề cấp linh thú tính công kích cũng không mạnh tuy nhiên nó bị nhân loại liệt vào một trong những linh thú nguy hiểm nhất bởi vì cặp lục nhãn kia có thể khiến người ta sinh ra đủ loại ảo giác khiến người trầm mê trong đó không thể thoát ra cho đến một khắc kia chết đi cũng không biết là chuyện gì xảy ra huyễn yêu rất hứng thú nhìn bảy cái đại kén bị treo trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng kêu chít chít tựa hồ vô cùng vui vẻ sau đó nó từ trên thanh đằng hướng hỏa lang đi đến, đi tới trước mặt hỏa lang đã ngất đi, cặp lục nhãn kia hướng về phía đầu hỏa lang bắn ra hai đạo lục mang hư huyễn. ngay sau đó liền nghe thấy hỏa lang càng không ngừng vùng vẫy, thần sắc trở nên kinh hãi, trong miệng càng không ngừng phát ra thanh âm ngô, ngô, bộ dáng của hắn rất thống khổ, hắn rất muốn kêu lên, tuy nhiên hắn bị thanh đằng nhét vào đầy miệng, ngay cả kêu cũng không kêu được. hỏa lang càng dãy giụa, thanh đằng cuốn lấy càng chặt con huyễn yêu kia tựa hồ rất cao hứng, ở trên thanh đằng càng không ngừng nhảy nhót. Không đầy một lát, thân hình của hỏa lang ngừng động đậy, tựa hồ bị thanh đằng tươi sống siết chết rồi, vẫn là bị huyễn yêu sử dụng huyễn thuật cho giết chết. Hỏa lang đã chết cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là con huyễn yêu kia kế tiếp lại làm ra chuyện ghê tởm khiến cho mấy người cả đời khó quên. Huyễn yêu vỗ vỗ thanh đằng của đại thụ, những thanh đằng kia tựa như chiếm được chỉ thị nào đó, trong nháy mắt thanh đằng ở trên người hỏa lang rút đi hơn phân nửa, chỉ có mấy cây thanh đằng vẫn quấn chặt lấy hắn, để cho hắn không có rơi xuống. Tất cả mọi người thấy được thảm trạng của hỏa lang, vẻ mặt hết sức hoảng sợ, tuyệt vọng trước khi chết kia phảng phất như hắn nhìn thấy chuyện gì rất kinh hãi. Ngay sau đó, liền xảy ra một màn khiến cho mọi người cả đời khó quên. Huyễn yêu lại há to mồm trực tiếp cắn lấy đầu lâu, phốc, đầu lâu bị cắn xuyên qua, nó lộ ra vẻ mừng rỡ, miệng rộng ra tăng hấp lực. Sau một khắc, tất cả mọi người đều biết nó đang làm cái gì rồi nó lại đang hút não tương của hỏa lang. Theo ghi lại, huyễn yêu thích ăn não tương của nhân loại, đây nguyên lai like là thật. Mọi người đang bị treo thấy một màn như vậy, nhất thời một trận ghê tởm, dạ dày trong nháy mắt có cảm giác muốn nôn mửa. Ngô ngô ngô, bao gồm lăng tiếu ở bên trong, mọi người càng không ngừng muốn ói, đáng tiếc thanh đằng gắt gao chói buộc, mọi người muốn ói cũng phun không ra. Mẹ ơi, tiểu quái vật này thật ghê tởm. Lăng tiếu toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, hắn không khó tưởng tượng đợi lát nữa thời điểm đến phiên hắn chỉ sợ kết quả cùng hỏa lang đồng dạng bị chết rất thảm chủ nhân ta đói bụng rồi lúc này kim sắc lăng vương truyền ý niệm cho lăng tiếu kim sắc lăng vương là linh thú đối với huyễn yêu làm những thú này cũng không cảm giác được cái gì ngược lại bị cử động của huyễn yêu đưa tới con run ở trong bụng ngọ nguậy cũng muốn ăn một cái gì đó người còn ăn hàng này lại gọi nữa lão tử sẽ để cho ngươi ăn kiêng tươi sống đem ngươi chết đói lăng tiếu không khỏi mắng dạ dày của hắn khổ sở muốn chết gia hỏa này lại còn muốn ăn cái gì có mắng đều không hết giận chỉ chốc lát sau huyễn yêu tựa hồ mút thỏa thích rồi đứng thẳng người dậy lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn hàm răng sắc bén trong cái miệng rộng kia khiến cho người ta hết sức sợ hãi nó nhìn mọi người chung quanh một cái sau đó lại di động tất cả mọi người kinh hoàng vùng vẫy người nào cũng đều sợ hãi là người tiếp theo liền đến phiên bọn họ huyễn yêu lựa chọn cái kén người gần nhất người ở trong cái này không biết là người nào bởi vì cũng bị thanh đằng bao phủ không thấy rõ rồi dù sao lăng tiếu biết người đó không phải là mình bởi vì hắn vẫn hào hảo mà ở chỗ này đang ở thời điểm huyễn yêu muốn thi triển ảo thuật lăng tiếu không khỏi kêu lên ngô ngô hắn rõ ràng nhận ra người ở trong kén là ai bởi vì hắn từ trong khe hở của thanh đằng thấy được một tấm vãi một khối băng gạc màu đỏ ở trong mấy người này chỉ có vi đại nhi mặc võ phục màu đỏ lăng tiếu trăm phần trăm có thể khẳng định người bị khốn trụ trong kén đó là vi đại nhi tuy nói hắn đối với vi đại nhi được gọi là thân mật tuy nhiên hắn đối với nàng tình cảm không phải sâu như vậy nhiều nhất chỉ là đối với nàng có chút hứng thú mà thôi nhưng mà hắn căn bản là một người tiếc hoa lại thế nào nhẫn tâm nhìn vi đại nhi bị huyễn yêu hành hạ đến chết như thế thôi dù sao ta vốn nên là một người đã chết có thể để cho ta sống thêm mấy tháng là lời rồi nói không chừng ta nhân phẩm tốt sau khi chết đi còn có thể xuyên qua lần nữa lăng tiếu một bên suy nghĩ ở trong lòng một bên càng không ngừng vùng vẫy, hy vọng có thể khiến cho Huyễn Yêu chú ý, trước tiên tìm tới hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là một lòng muốn chết, bởi vì hắn nghĩ tới một cái phương pháp đưa thân vào chỗ chết hoàn sinh. Lăng Tiếu dễ dụ quả nhiên đưa tới chú ý của Huyễn Yêu, nó do dự một chút, bỏ qua thi triển ảo thuật với Vi Đại Nhi, lại hướng bên phía Lăng Tiếu đi tới. Huyễn Yêu đi tới phía trước Lăng Tiếu, cặp lục nhãn kia lại chợt lóe, lục mang hư ảo hướng Lăng Tiếu ở trong thanh đằng đánh tới, đầu của Lăng Tiếu tựa hồ bị cái gì đó xâm nhập, vẻ mặt thoáng cái cứng lại, tiếp theo hắn lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bởi vì ở trước mắt hắn xuất hiện một người, một lão nhân để cho hắn cả đời đều không thể quên được. Lão nhân này vóc dáng cũng không cao, một bộ lam sắc trường bào phủ lấy thân thể, một đầu ngân bạch trường phát, hai đạo lông mi dài dài đến dưới cằm, trên khuôn mặt luôn là treo nụ cười hòa nhã giống như là tiên nhân tiên phong đạo cốt, lại giống như gặp lão gia tử nhà mình, khiến cho người ta không nhịn được muốn thân cận đây chính là lão quỷ sư tôn ở kiếp trước của Lăng Tiếu. Này lão bất tử, là ngươi sao? Lăng Tiếu vừa mừng vừa sợ hướng người kia hỏi. Lão nhân kia vốn là mang theo nụ cười, đột nhiên thu vào, hai tròng mắt trở nên bén nhọn quát lên, đệ tử chẳng ra gì, đối với bổn tôn bất kín, bổn tôn phế đi võ công của ngươi, trục xuất ra khỏi sư môn. Này lão bất tử, ngươi mở cái trò đùa gì thế? Trục xuất ta thì còn người nào xuống núi mua rượu cho ngươi, thiệt là. Lăng tiếu xem thường cười nói, lão nhân kia không nói gì thêm, mà là lắc mình hướng Lăng Tiếu lướt tới, vung lên một trường hướng trước ngực Lăng Tiếu ấn đi. Tới thật, Lăng Tiếu không thể tin được đáp, song đang lúc hắn muốn tránh ra, lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không nhúc nhích được. Phốc, lão nhân một trường ẩn chứa nội lực toàn thân, một trường liền đem lồng ngực của Lăng Tiếu đánh cho lõm vào. Lăng Tiếu nhịn đai không được kinh hãi kêu lên, trong miệng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Ngươi kẻ này đại nghịch bất đạo, thiệt thòi bản tôn còn dưỡng dục ngươi hai mươi mấy năm, hôm nay bổn tôn liền để ngươi nhận hành hạ, lại phế bỏ một thân võ công của ngươi, trục xuất ngươi ra khỏi sư môn. lão nhân hiền lành trở nên dữ tợn đáng sợ, nói xong lại là từng trưởng oanh lên thân thể của lăng tiếu. thân thể của lăng tiếu giống như là bao cát, bị đánh đến các nơi đều biến hình, trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sư tôn hắn kinh yêu nhất, cư nhiên lại tàn nhẫn đối đãi với hắn như vậy, cái loại cảm giác bị người thân nhất phản bội này để cho hắn cảm thấy một loại đau đớn tê tâm liệt phế, đau vào trong cốt tủy, để cho hắn vĩnh viễn khó quên. Mà thôi, nếu thân võ công là sư phụ cho, vậy để cho hắn thu hồi đi. Cuối cùng lão nhân kia lại vung lên một chưởng, liền muốn hướng đan điền nơi bụng của hắn oanh tới, một đạo cảm giác thanh lương đột nhiên hiện lên trong lòng Lăng Tiếu. Không đúng, hắn không phải là lão bất tử này, hắn không phải là sư phụ của ta, đây là ảo giác, đúng, đây là ảo giác. Đây là ảo giác. Lăng Tiếu như tỉnh lại từ trong mộng, ý thức được trước mắt chính mình là ảo giác, vội vàng bảo vệ tâm thần Tam phân Quy Nguyên khí đã sớm vận chuyển. Nhất thời, lão nhân kia hướng bụng Lăng Tiếu Oanh tới trong nháy mắt liền biến mất. Lăng Tiếu khẽ thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi thiếu chút nữa hắn liền muốn tẩu hỏa nhập ma, chết ở trong ảo cảnh rồi, hoàn hảo Tam phân Quy Nguyên khí có thể tự động vận chuyển, bảo vệ thiên linh của hắn, để cho hắn ở thời khắc cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Bất quá hắn biết chuyện này còn chưa kết thúc, lúc này lại vùng vẫy mấy cái, sau đó ngừng lại hô hấp giống như là một người đã chết không hề nhúc nhích huyễn yêu ở một bên thấy lăng tiếu không còn vùng vẫy nữa lại giống như lúc trước vỗ thanh đằng một cái trong nháy mắt đại bộ phận thanh đằng từ từ rút đi chỉ có mấy căn vẫn treo trên thân thể của lăng tiếu chít chít huyễn yêu thấy lăng tiếu quả nhiên ngừng thở rồi không khỏi vỗ vỗ xong trưởng cao hứng lên vi đại nhi ở không xa thấy được lăng tiếu nước mắt chảy ra đầm đìa hắn là vì nàng mà chết nàng ở trong lòng như bị đao cắt khiến cho nàng thống khổ không chịu nổi. Mắt thấy huyễn Yêu liền muốn cắn đầu của Lăng Tiếu, Kim Sắc Lăng Vương lo lắng truyền tin nói, "Chủ nhân mau tỉnh lại. Nếu là Lăng Tiếu chết đi, nó cũng sống không nổi, nó có thể không gấp sao?" "Ầm, um, ý cái gì?" Lăng Tiếu trả lời một câu, hai mắt mở ra, một tay cứng rắn tránh thoát căn thanh đằng quấn quanh kia. Huyễn Yêu ở một bên kinh hãi, nó không nghĩ tới nhân loại đáng chết này là đang giả chết, vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Để cho ngươi chạy, ta cũng không phải là Lăng Tiếu rồi, khóe môi lăng tiếu hiện lên một nụ cười lạnh một tay khác cũng tránh thoát thanh đằng sau đó bàn tay vỗ vào trên cánh tay của một cái tay khác hưu một chi lãnh tiễn nhanh chóng tuyệt luân bắn đi ra ngoài kỷ huyễn yêu thân thể chúng tiễn kêu thảm thiết một tiếng sau đó thân thể mất đi thăng bằng từ trên đại thụ ngã xuống phốc huyễn yêu nặng nề rơi trên mặt đất vết máu loang ra giống như một bãi mực huyễn yêu rốt cục đã chết thanh đằng cuốn lấy lăng tiếu không có huyễn yêu chỉ thị quả nhiên liền không sống lại hô lại giữ được mạng nhỏ rồi lăng tiếu nặng nề thở một hơi một tay quệt chút mồ hôi lạnh nơi chán lộ ra một cái nụ cười sống sót sau tai nạn mới vừa rồi thật hung hiểm hoàn hảo tu luyện tam phân quy nguyên khí bảo vệ hắn một mạng mà trong cánh tay của hắn vẫn cất giấu tàng tụ lãnh tiễn lấy được từ thổ lang bằng không để cho huyễn yêu kia chạy thoát mà nói hắn như cũ là một cái tử lộ lăng tiếu xé đứt thanh đằng lưu lại ở trên người mình sau đó bắt được một cây thanh đằng trong đó thân thể rung động nhảy tới bên phía vi đại nhi huyễn yêu mặc dù đã chết nhưng mà thanh đằng của đại thụ vẫn vây khốn vi đại nhi lãnh xà chu đại lâm cùng với hai con linh thú hảo tỷ tỷ không nên sợ hãi đệ đệ cứu ngươi ra ngoài lăng tiếu đi tới bên cạnh vi đại nhi an ủi nói sau đó bắt đầu tay không đem thanh đằng vây khốn vi đại nhi xé đứt ra từng mảnh hẹp dài tại sao lại là tay không xé thanh đằng đây đây cũng là chuyện không có cách nào khác lăng tiếu bị thanh đằng trói lại làm tinh kiếm cùng ngân quỷ huyết đao đều rơi dưới tàng cây giờ phút này chỉ có thể lấy tay từ từ kéo ra thanh đằng rồi chủ nhân còn không mau tới cứu ta lúc này kim sắc lăng vương hướng về phía lăng tiếu truyền ý niệm gấp cái gì không thấy được ta đang bận lăng tiếu tức giận hồi đáp lúc này lăng tiếu nhưng là kiếm lợi lớn hắn ở thời điểm xé thanh đằng bàn tay to càng không ngừng ở trên thân thể uyển chuyển kia của vi đại nhi mà du đãng điều này khiến cho hắn hô to thoải mái nhất là xé những thanh đằng ở trước ngực vi đại nhi bàn tay kia không kìm lòng được sờ soạn cái thánh nữ phong hùng vĩ kia vài cái, không khỏi thầm hô, ghê gớm thật, có giãn thật tốt. Lăng Tiếu lưu luyến mà đem Vi Đại Nhi giải cứu đi ra ngoài, sắc mặt mang theo vẻ buồn phiền hết sức, bởi vì hắn ở phía dưới ngứa ngay đến quá khó tiếp thu rồi, trong lòng hắn thật muốn ngay tại chỗ đem Vi Đại Nhi ăn mất. Vi Đại Nhi thành công được giải cứu, nhảy tới lên cành cây, nhìn bộ dạng ủy khuất kia của Lăng Tiếu, không khỏi sắc mặt đỏ lên, gắt một cái nói, "Hảo đệ đệ, ngươi thật vô sỉ, nếu ta thật vô sỉ mới vừa rồi sẽ đem tỷ tỷ ngươi ăn lăng tiếu khom người không để cho vi đại nhi phát hiện lều nhỏ ở phía dưới u buồn hồi đáp hừ nhìn trên phần ngươi đã cứu ta tỷ tỷ không so đo với ngươi vi đại nhi khẽ hừ một tiếng sau đó thay đổi sắc mặt nụ cười vui vẻ treo trên mặt lăng tiếu nhìn không thấy nữa tiếp đó nàng liền hướng phương hướng đại ca nhảy tới đang ở lăng tiếu đi đến thả ra kim sắc lăng vương chu đại lâm bên kia lại tự hành đem những thanh đằng kia đánh tan ra mạng của các ngươi trước lưu lại cho lão tử, tổng sẽ có một ngày lão tử cho các ngươi chết không được tử tế. Chu Đại Lâm ngay cả Thanh Viêm Lang cũng không để ý tới nữa, lưu lại ngoan thoại, biến mất ở trong sương mù. Xong, hắn không biết thời điểm mình tránh thoát thanh đằng, đồng dạng rơi xuống một vật chân quý. Chỗ sâu mê huyễn cốc, trước một gốc tham thiên thụ mộc khổng lồ, hai nam một nữ ngồi xếp bằng, bên cạnh còn có hai con linh thú một vàng một xanh, một con uy phong lẫm lẫm, một con biết điều quỷ trên mặt đất, vẻ mặt tự hồ đối với con kim linh thú kia hết sức cung kính mấy người này chính là lăng tiếu lãnh xà vi đại nhi cùng hai con linh thú theo thứ tự là kim sắc lăng vương cùng thanh viêm lang lăng tiếu lấy thân phạm hiểm trước là bị ảo thuật của huyễn yêu thẳng đến sau đó giả chết để cho huyễn yêu mắc mưu cuối cùng dùng tàng tụ tiễn sáo bắn chết nó mọi người mới có thể được giải cứu bằng không tất cả mọi người sẽ bị huyễn yêu hành hạ đến chết rồi bất quá mọi người mặc dù được cứu nhưng mà lại để cho chu đại lâm chạy trốn một lúc lâu sau lăng tiếu đầu tiên khôi phục xong hắn lúc trước bị thanh đằng quấn lấy đã bị thanh viêm lang bắn cho một chiêu bị nội thương không nhỏ phục dụng qua đan dược sau khi đả tọa mới khôi phục trạng thái lãnh xà cùng vi đại nhi tiêu hao tương đối lớn hơn nữa đan dược của bọn họ đã sớm dùng hết nếu không phải đan dược của lăng tiếu tương đối đầy đủ chỉ sợ khôi phục sẽ vô cùng chậm chạp hơn nữa vạn nhất tái ngộ linh thú đó liền nguy hiểm rồi lăng tiếu thấy hai người vẫn đang đả tọa cho nên đi tới bên cạnh thi thể huyễn yêu ở không xa. Sách sách, vật nhỏ như vậy thiếu chút nữa đem ta giết rồi, thật là đủ nguy hiểm. Lăng tiếu nhìn thân thể của huyễn yêu vẫn còn sợ hãi nói, sau đó lại triệu hồi kim sắc lăng vương lại, tiểu kim, ngươi không phải là đói bụng sao, yêu, thưởng cho ngươi lấp đầy bao tử. Kim sắc lăng vương chạy tới, vẻ mặt vô tội nói, chủ nhân, đây quá nhỏ. Ngươi có ăn hay không, không ăn liền ba ngày sau không để cho ngươi ăn cái gì. Lăng tiếu hạ lệnh, Kim Sắc Lăng Vương đối với mệnh lệnh của Lăng Tiếu không dám cãi lời, một ngụm liền cắn lên thi thể của Huyễn Yêu, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lăng Tiếu đang muốn xoay người tránh ra, Kim Sắc Lăng Vương quái khiếu một tiếng, nhả ra một ngụm tàn vật. Lăng Tiếu vốn không muốn đi xem những thứ ghê tởm kia, nhưng mà hai đạo lục mang lóe sáng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là thứ quái quỷ gì? Lăng Tiếu tò mò đánh giá đồ vật do Kim Sắc Lăng Vương nhổ ra. Ba dạng đồ vật này đều giống như tinh thạch lập lóe tỏa sáng, đều lớn bằng nửa cái nắm tay nhỏ, có hai cái nhìn một cái liền biết rõ đó là song lục nhãn của huyễn Yêu, con mắt kia phảng phất như ngọc phỉ thúy đế vương, quang mang dạng dỡ thoạt nhìn hết sức tôn quý, ở bên cạnh đôi lục nhãn này thì còn lại một khối tinh đồng hình thoi không chênh lệch bao nhiêu, khối tinh đồng này giống như thuần thủy tinh trong suốt lóe sáng, bên trong cũng rõ ràng hiện ra cái bóng của Lăng Tiếu, nó không giống như con người lục nhãn tản ra lục mang, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn mỹ hết sức thuần khiết không tì vết. Lăng Tiếu nhặt lấy ba dạng đồ vật này, cặp lục nhãn kia nắm ở trong tay có một loại cảm giác ôn hòa, mà bạch sắc tinh đồng nhưng lộ ra cảm giác băng lãnh nhè nhẹ, tựa như là một khối băng vậy. Huyễn yêu đã chết, đôi mắt này nhưng còn lộ ra sinh cơ linh khí, nhất định là có chỗ bất phàm. Thu lại rồi hãy nói. Lăng Tiếu nhìn đôi lục nhãn trong tay phải, trong lòng cân nhắc một chút cảm thấy khẳng định không phải là vật phàm, cho nên cất nó vào trong túi. Hắn lại nhìn tinh đồng hình thoi ở bên tay trái một chút, cảm thấy trừ ánh sáng trong suốt ra cũng không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt. Chẳng lẽ đây là thú đan? Lăng Tiếu không khỏi nghi hoặc thầm nghĩ, quản nói nhiều như vậy, trước cắt xong rồi hãy nói, trở về lại tìm thêm tài liệu, xem có cách dùng gì. Lăng Tiếu tự nói một câu, sau đó đem tinh đồng hình thoi kia cũng cùng nhau thu vào. Lăng Tiếu xoay người sang một chỗ khác, đang muốn nhìn khỏa đại thụ này có chỗ nào đặc biệt, lại thấy Thanh Viêm Lang ngậm một vật đi tới trước mặt hắn. Lăng Tiếu không biết Thanh Viêm Lang muốn làm gì, không khỏi lui về phía sau một bước, còn muốn cùng ta đánh một trận tiểu kim người tới thu thập nó kim sắc lăng vương trong nháy mắt xuất hiện ở trước người lăng tiếu hướng về thanh viêm lăng liền muốn nhào tới thanh viêm lăng kia vội vàng phủ phục xuống thấp giọng ô ô kêu lên kim sắc lăng vương dừng lại thân hình đối với lăng tiếu truyền ý niệm chủ nhân nó có cái gì đưa đến lăng tiếu sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía trước lăng chảo quả nhiên có một vật đây rõ ràng là ngọc hộ oản của chu đại lâm ngọc hộ oản này là ở lúc chu đại lâm tránh khỏi thanh đằng không cẩn thận rơi xuống, hiện nay lại bị thanh viêm lang phát hiện. Lăng tiếu đưa tay nhặt lên, nhìn cái ngọc hộ oản sắc màu rất bình đạm này, cùng với vật phẩm trang sức ngọc hộ oản ở ngoài chợ không sai biệt lắm. Nếu như lăng tiếu hôm nay không thấy được Chu đại lâm, dùng cái ngọc hộ oản này đem thanh viêm lang, thả ra mà nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là đồ vật chân quý gì. Chữ tàng linh thú hộ oản mặc dù không hiếm thấy như không gian giới chỉ, nhưng mà giá trị tuyệt đối không rẻ, ở loại thành thị vắng vẻ như vẫn thạch thành, có tiền cũng khó mà mua được có thể nói lăng tiếu là nhặt được bảo rồi. Nhưng mà, hộ oản này đến tột cùng là dùng như thế nào đây? Lăng tiếu vuốt vuốt hộ oản, nhưng không biết cách sử dụng như thế nào. Chẳng lẽ cần nhỏ máu nhận chủ? Lăng tiếu nghi ngờ một chút, sau đó đang chuẩn bị cắn ngón tay nhỏ máu. Hộ oản này không phải là nhận chủ như vậy. Lúc này truyền đến thanh âm của lãnh xà. Lãnh xà cùng vi đại nhi đã đả tọa xong, hướng lăng tiếu đi tới. Đại ca, tỷ tỷ, các ngươi tốt rồi chứ? Lăng tiếu cười hỏi đa tạ lăng thiếu gia cứu giúp, sau này gọi ta lãnh xà là tốt rồi. Lãnh xà hướng về phía lăng tiếu chắp tay nói. Mới vừa rồi hắn đã nghe vi đại nhi đem thân phận của lăng tiếu nói ra. Cái gì thiếu hay không thiếu ra, bằng quan hệ của ta cùng tỷ tỷ, đại ca ngươi khách khí rồi, ngươi cứ gọi ta lăng tiếu là được. Lăng tiếu khoát tay nói. Hắn ở trong lòng nghĩ, muội tử ngươi sau này nếu là đi theo ta, ngươi chính là đại ca tiện nghi của ta rồi, gọi ngươi là đại ca cũng không lỗ. Vi đại nhi tức giận nói một câu, người nào cùng ngươi có quan hệ lăng tiếu không ngần ngại cười cười sau đó hướng về phía lãnh xà nói đại ca người nói đồ chơi này làm sao chơi lãnh xà nhìn hộ oản trong tay lăng tiếu trong mắt lộ ra quang mang nóng rực nói đây là một cái linh thú hộ oản thật không nghĩ tới thanh lang lại có vật chân quý như thế hộ oản này rất chân quý sao lăng tiếu không hiểu hỏi lãnh xà thản nhiên nói vạn kim khó cầu đáng giá như vậy trong lòng lăng tiếu chấn động hắn còn không biết cái đồ chơi nhỏ này lại chân quý như thế hắn không khỏi đắc ý ở trong lòng thầm nghĩ tiểu thanh lang này còn rất thức thời xem ra để cho tiểu kim thu nó làm tiểu đệ sau này lại là một cái trợ lực rồi hộ oản này cùng không gian giới chỉ trong truyền thuyết đều là dùng để chữ vật nhưng mà hộ oản này chỉ có thể dùng để cất chứa linh thú mà không gian giới chỉ có thể chứa vật chết cũng không chứa được đồ vật có sinh mệnh hai loại đều là vật chân quý hiếm thấy chỉ là linh thú hộ oản dễ dàng luyện chế hơn một chút nhưng cũng cực kỳ chân quý ở vẫn thạch thành ta còn chưa nghe nói qua người nào có linh thú hộ oản cùng không gian giới chỉ về phần ba đại thế gia có cất giấu hay không liền không biết được lãnh xà giải thích nói vậy người nói nhanh lên một chút rốt cuộc là như thế nào mới có thể sử dụng hộ oản này lăng tiếu cấp bách hỏi hôm nay hắn thu phục được kim sắc lăng vương hắn còn muốn thu luôn cả con thanh viêm lăng này có hai con linh thú bên người là chuyện vô cùng oai phong nhưng mà hắn biết nếu để cho người khác biết hắn có hai con linh thú chỉ sợ trêu chọc phải đố kỵ của người khác nếu như là thực lực thấp hơn so với hắn thì không sao cả nhưng mà gặp được cao thủ linh sư cường đại vậy hắn bị nhân gia tiêu diệt hết cũng là chuyện tình trong một phần chung huống chi sau khi có hộ oản đem kim sắc lang vương cùng thanh viêm lang thu vào ở bên trong vạn nhất sau này gặp được chuyện gì khó giải quyết cũng có thể xuất kỳ bất y đánh cho đối phương một cái trở tay không kịp tóm lại có thể dùng được cái hộ oản này chỗ tốt chính là nhiều chính là thuận tiện theo như ghi chép linh thú hộ oản không cần nhỏ máu nhận chủ chỉ cần ý niệm xâm nhập vào trong hộ oản đem ý niệm của chủ nhân trước đó lau sạch đi cái hộ oản này liền tất cả thuộc về ngươi lãnh xà đáp thì ra là như vậy ta đây thủ một chút lăng tiếu vui mừng hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy lúc này liền muốn lập tức thử một lần ta khuyên ngươi vẫn là đừng thử ngươi xóa không nổi ý niệm của thanh lang đẳng cấp của hắn so với ngươi cao hơn quá nhiều phải tìm một người có thực lực mạnh hơn so với hắn mới có thể lau đi ý niệm của hắn bất quá nếu là như vậy chỉ sợ cái hộ oản này liền không thuộc về ngươi cho nên ngươi ít nhất trở thành cao giai huyền sĩ lại thử một lần lãnh xà lên tiếng nhắc nhở lăng tiếu nghe lời này nhất thời như bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu đến chân để cho hắn buồn bực không thôi chẳng lẽ không có biện pháp khác sao lăng tiếu không buông bỏ hỏi muốn hắn đến cao giai huyền sĩ còn không biết đến khi nào rồi hắn cũng không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy hiện tại đã muốn dùng lãnh xà bất đắc dĩ lắc đầu tỏ vẻ không có biện pháp khác rồi. Nếu lãnh xà đã khẳng định như thế, Lăng Tiếu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế, đem hộ oản đeo vào trong tay của mình, đợi sau này hãy nói. Lúc này lãnh xà nhìn về phía cánh tay kia của Lăng Tiếu hỏi, Lăng thiếu gia, trong ống tay áo của ngươi giấu cái ám khí gì? Lăng Tiếu không quanh co lòng vòng, trực tiếp đáp, tàng tụ tiễn sáo. Nghe được lời này, lãnh xà cùng vi đại nhi biến sắc, nhìn bộ dạng của bọn họ tựa hồ đối với tàng tụ tiễn sáo vô cùng kiêng kỵ tiễn sáo này còn miễn cưỡng có thể sử dụng, nếu không có nó chúng ta cũng đã chết rồi. Lăng Tiếu phủi cánh tay nói. Nhìn động tác đập vào cánh tay của Lăng Tiếu, lãnh xà cùng Vi Đại Nhi không khỏi lùi về phía sau một bước, nghe lời nói của Lăng Tiếu, bọn họ hết chỗ nói rồi. Tàng tụ tiễn sáo nhưng là được mệnh danh nhị giai cao cấp lãnh ám khí, bất kỳ cao thủ huyền sĩ giai nào nếu là hơi không chú ý, đều có thể chết ở dưới tiễn sáo này, giá trị không cần nói cũng biết. Mà Lăng Tiếu còn nói chẳng qua là miễn cường có thể dùng được. Nói những lời này cũng không sợ đau đầu lưỡi sao? Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của lăng tiếu, tựa hồ lại cảm thấy nhân gia có tư cách nói lời như thế. Ai bảo nhân gia là thiếu gia của lăng gia cơ chút, hơn nữa còn là tiếp ban đệ tử của lăng gia vị kia. Lăng tiếu từ trên người kim sắc lăng vương lấy xuống một chút thịt sấy khô phân cho lãnh xà, cùng vi đại nhi, ba ngày không có ăn cái gì. Ba người đều đói bụng, nhất là lãnh xà cùng vi đại nhi, mấy ngày qua vẫn luôn là ăn một bữa bỏ một bữa, cho nên đặc biệt đói hoàn hảo lăng tiếu ở trong mê huyễn cốc cùng kim sắc lăng vương thú, phần lớn cũng là để cho kim sắc lăng vương ăn, con lưu lại không ít đồ dự bị sấy khô, hôm nay vừa lúc phát huy công dụng. Sau khi đã ăn hết thịt khô, lãnh xà lần nữa đối với lăng tiếu cảm ơn nói, nếu không phải lăng thiếu kịp thời chạy tới, chỉ sợ hai huynh muội chúng ta liền chết ở chỗ này rồi, sau này hai huynh muội chúng ta liền nghe theo sự sai khiến của lăng thiếu, tuyệt không hai lời. Lãnh xà vốn là hán tử ân oán rõ ràng, Huống chi hiện tại lãnh xà đoàn đã không còn tồn tại nữa, hắn cho dù không vì mình suy nghĩ, cũng vì muội muội vi đại nhi của hắn mà suy nghĩ, nếu như có thể kề sát lăng tiếu, chẳng khác nào kề sát lăng ra, cũng coi như an ổn hạ xuống, đây đối với bọn hắn mà nói có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi. Đại ca không cần khách khí như thế, nếu như đại ca nguyện ý, sau này ngươi chính là đại ca của lăng tiếu ta, tỷ tỷ dĩ nhiên là tỷ tỷ của ta, không cần phải nói, nếu như ở Vẫn Thạch Thành có ai dám bất kính với đại ca cùng tỷ tỷ, ta là người đầu tiên không tha cho hắn." Lăng Tiếu Hào khí can vân vỗ ngực nói, ánh mắt kia càng không ngừng nhìn ở trên người Vi Đại Nhi, lời nói này của hắn đương nhiên là hướng về phía Vi Đại Nhi mà nói. Thu một cái muội muội kết nghĩa, lại nhận một chị kết nghĩa, sau này cũng có tỷ tỷ nuôi thật là nhiều hạnh phúc. Lăng Tiếu đối với cái này nhưng là vô cùng ước mơ. Lãnh xà nhìn Vi Đại Nhi một cái, sau đó nghiêm túc nói, nếu Lăng thiếu nói như vậy, ta đây cũng cũng không sĩ diện rồi, sau này chúng ta lấy huynh đệ tương xưng, ngươi kêu ta đại ca, ta gọi ngươi tiểu đệ. Ha ha, liền như vậy mới phải sao? Lăng Tiếu thoải mái cười to nói, tiếp theo hắn đối với Vi Đại Nhi nói, tỷ tỷ, lúc này ngươi nhưng là tỷ tỷ của ta, sau này nếu là ai dám khi dễ ngươi, ta nhất định cắt cái đầu chó của hắn xuống uống rượu. Vi Đại Nhi khẽ đỏ mặt dịu dàng nói, tốt, đệ đệ sau này nhưng phải hảo hảo bảo vệ tỷ tỷ nha. Yên tâm đi, Lăng Tiếu ta còn sống một ngày, tuyệt sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Lăng Tiếu trịnh trọng cam kết, chỗ sâu mê huyễn cốc sương mù tầng tầng không thể phân biệt được ngày đêm từng đợt lãnh phong đánh tới nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều đoán chừng đã là vào nửa đêm dưới đại thụ chọc trời một đống lửa được đốt lên ấm áp cho mấy người ở phụ cận dưới tàng cây chỉ còn lăng tiếu lãnh xà cùng với vi đại nhi kim sắc lăng vương cùng thanh viêm lang bị lăng tiếu phái đi săn bắt linh thú lăng tiếu cũng không lo lắng kim sắc lăng vương cùng thanh viêm lang sẽ bị lạc phương hướng Cảm giác của linh thú so sánh với nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều, bọn chúng có thể dựa vào khứu giác, ngửi được khí vị do mình lưu lại, tìm được đường trở về. Lăng Tiếu, Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi một bên sưởi ấm, một bên trò chuyện. Lăng Tiếu nhìn Lãnh Xà hỏi, "Đại ca, các ngươi lần này tới là muốn tìm cái bí cảnh kia sao?" Lãnh Xà không có phủ nhận, gật đầu đáp, "Bí cảnh hấp dẫn quá lớn, chúng ta cũng không thể tránh được, nếu không phải vì cái bí cảnh này, dòng binh đoàn của ta cũng sẽ không." Ai, hôm nay tìm hay không tìm cái bí cảnh kia cũng không cần thiết nữa rồi, chỉ cần có thể còn xuển cốc là được, dù sao hiện tại Thanh Lang cũng không đủ gây sợ rồi, chỉ cần lại giết chết Thanh Lang, chúng ta coi như là thay các huynh đệ báo thù rồi. Đại ca nói đúng, bí cảnh này đến tột cùng có tồn tại hay không còn chưa biết, huống chi trong mê huyễn cốc tràn đầy sát cơ, chúng ta có thể sống sót hay không cũng là chưa biết được. Vi đại nhi ảm đạm nói. Đại ca, tỷ tỷ, các ngươi cũng không nên bi quan, trời không tuyệt đường người ta tin tưởng muốn lúc này rời đi cũng không phải là việc gì khó. Lăng tiếu không cho là đúng nói. Lãnh xà cùng vi đại nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo đều là khẩn trương nhìn lăng tiếu hỏi, người biết như thế nào đi ra ngoài. Lăng tiếu buông tay ra nói, ta cũng không biết, nhưng mà chúng ta muốn đi ra ngoài cũng không khó. Này, nói nhanh lên một chút xem có biện pháp gì. Lãnh xà cùng vi đại nhi ở chỗ này ngây người đã nhiều ngày, hai người đều bị hoàn cảnh nơi đây khiến cho hỏng mất, nếu là thật có thể đi ra ngoài, Bọn họ cũng không hy vọng xa vời tìm cái gì bí cảnh rồi, chỉ cần có thể sống sót là tốt nhất. Ha ha, ta chỉ cần gọi tiểu kim, bắt đi một con linh thú là có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài." Lăng Tiếu thoải mái mà cười nói. "Phải biết rằng hắn tới nơi này cũng là bởi vì có linh thú dẫn đường, cho nên thời điểm muốn đi ra ngoài chỉ cần lại bắt một con linh thú, tin tưởng có thể để cho linh thú mang theo đi ra mê huyễn cốc rồi." "Đệ đệ, ngươi thật là hảo ý kiến." Vi Đại Nhi vui mừng khen một tiếng, sau đó đứng người lên. Ở trên trán Lăng Tiếu hôn nhẹ một cái, lại ngồi về vị trí cũ nở nụ cười. Không chỉ là Lăng Tiếu sững sốt, ngay cả lãnh xà cũng sửng sốt. Lăng Tiếu là bởi vì phần thưởng đột nhiên xuất hiện mà sửng sốt, mà lãnh xà còn là lần đầu tiên thấy muội muội của hắn thân mật với một người nam tử như thế. Vi Đại Nhi bình thường biểu hiện nhiệt tình như lửa, kỳ thực lãnh xà biết nàng so với ai khác ánh mắt đều cao hơn, hơn nữa chừng cùng bất kỳ nam nhân nào có biểu hiện thân mật như thế, cho dù là cuồng đao vẫn điên cuồng theo đuổi nàng cũng là như thế trong lúc nhất thời, lãnh già xem hiểu rất nhiều thứ, trong lòng đã thay muội muội hắn cao hứng, nếu như Lăng Tiếu là muội phu của hắn cũng không tồi. Mặc dù thực lực Lăng Tiếu bây giờ không cao, nhưng là thủ đoạn cùng bối cảnh của hắn rất là kinh người, tương lai tuyệt đối sẽ tỏa sáng, vì đại nhi nếu là đi theo hắn coi như là phúc khí của nàng. Tỷ tỷ, có thể hay không tới một lần nữa? Mới vừa rồi quá nhanh, ta cũng không biết được tư vị gì." Lăng Tiếu vuốt cái trán bị Vi Đại Nhi hôn nói, "Không để ý tới ngươi nữa, Vi Đại Nhi nó một tiếng, sau đó chạy chậm sang một bên. Lãnh Xà thấy Vi Đại Nhi đi rồi, sau đó hướng về phía Lăng Tiếu Trịnh trọng nói, Tiếu đệ, sau này hảo hảo đợi Đại Nhi." Lăng Tiếu thu hồi khuôn mặt tươi cười, nặng nề gật đầu nói, "Đại ca yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ, không để cho nàng có bất cứ thương tổn gì." "Ừ, đi xem nàng một chút đi, tin tưởng nàng có rất nhiều lời muốn nói." Lãnh Xà vỗ vỗ bả vai của Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu ư một tiếng sau đó đi đến bên cạnh Vi Đại Nhi đứng dưới tỷ, giận đệ đệ rồi. Hừ. Vi Đại Nhi khẽ hừ một tiếng, đem khuôn mặt quay sang một bên khác, không để ý tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thấy Vi Đại Nhi không để ý tới hắn, vừa muốn nói gì, do dự một chút, ngậm miệng lại, cùng Vi Đại Nhi sóng vai đứng, không nói thêm câu nào nữa. Ở dưới cự thụ lộ ra vẻ cực kỳ yên tĩnh, chữ tình. Một lát sau, Vi Đại Nhi đầu tiên phá vỡ yên lặng thản nhiên nói, ngươi tại sao tới? Cũng là vì bí cảnh sao? Lăng tiếu sâu xa nói, nếu như ta nói là vì tỷ tỷ mà tới, tỷ tin tưởng sao? Vi đại nhi cả giận nói, dĩ nhiên không tin, ta nhưng cảm thấy ngươi không có lòng tốt như vậy. Lăng tiếu cười nói, ha ha, tỷ tỷ không tin thì quên đi, thật ra ta thật sự có một nửa là vì tỷ tỷ mà đến. Về phần bí cảnh ta chỉ là thuận đường tới đi dạo một chút, vạn nhất ta nhân phẩm tốt tìm được nó, ta sẽ không để ý mà nhận lấy. Nói thật là dễ nghe. Vi đại nhi tức giận nói, chỉ là trong lọt ngào nồng đậm, Đúng tồi tỉ tỉ, ngày mai là trước đưa các ngươi đi ra ngoài hay tiếp tục tìm bí cảnh? Lăng Tiếu hỏi. Mới phải đã nói rồi sao, tìm hay không tìm bí cảnh không quan trọng rồi, đã như vậy chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi, huống chi cho dù tìm được bí cảnh, chúng ta cũng rất khó lấy được, nghe nói nơi đó có một con tam gia linh thú ở phụ cận, bằng thực lực của chúng ta căn bản rất khó tới gần. Vi Đại Nhi lắc đầu nói. Nói cũng đúng, vậy ngày mai ta liền đưa các ngươi đi ra ngoài. Nếu như tỷ tỷ cùng đại ca không ngại mà nói, có thể đến lăng ra chúng ta, sau này đệ đệ sẽ bảo vệ ngươi." Lăng Tiếu gật đầu đáp. "Ha ha, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, đại ca ta là cao giai huyền sĩ, ta cũng đạt tới huyền sĩ giai, chỉ bằng vào ngươi là cao giai huyền giả, nho nhỏ cũng có thể bảo vệ được chúng ta sao?" Vi Đại Nhi cười trêu ghẹo nói. Lăng Tiếu nhìn nụ cười của Vi Đại Nhi không khỏi ngẩn ngơ, nhẹ khen nói, "Tỷ tỷ, ngươi cười lên thật đẹp." Vi Đại Nhi nghe được lời này, trên mặt soát một cái phiếm hồng lên, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói, có thật không? Dĩ nhiên là thật. Lăng Tiếu gật đầu lia lịa đáp. Nhìn bộ dáng nũng nịu của Vi Đại Nhi, hắn cái miệng đại động, muốn thăm dò đi xuống hôn Vi Đại Nhi. Đừng nghĩ loạn chiếm tiện nghi. Vi Đại Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lăng Tiếu, sau đó đem Lăng Tiếu đẩy ra, tiếp theo phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc, trở lại bên cạnh lãnh xà. Lãnh xà sờ sờ mũi cười khan một chút, trong lòng đắc ý xem ra sắp có được vi đại nhi rồi đang ở lúc lăng tiếu muốn đi trở lại bên cạnh hai người một cỗ cảm giác không hiểu đánh tới để cho hắn dừng bước làm sao cảm thấy lạnh sống lưng lăng tiếu nhìn đại thụ có chút sợ hãi lẩm bẩm sau đó đang muốn rời đi bỗng nhiên một cái thanh đằng quấn lấy chân của lăng tiếu không thể nào chẳng lẽ cái cây ăn thịt người này lại muốn bắt người rồi lăng tiếu trong lòng hoảng hốt lúc này muốn mở miệng nhắc nhở lãnh xà cùng vi đại nhi đúng lúc này thanh đằng kia nhưng lại buông lỏng chân của lăng tiếu ra ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé đây lăng tiếu không nghĩ tới thanh đằng này lại tự động buông ra trong lúc nhất thời đầu óc xoay chuyển không thôi mẹ kiếp vẫn là mau rời đi cái địa phương quỷ quái này lăng tiếu ở trong lòng mắng một câu sau đó lại muốn chạy đi nhưng mà thanh đằng kia lại lần nữa quấn lấy chân hắn khi lăng tiếu dừng lại thanh đằng kia lại buông lỏng hắn ra ta dựa vào, người có thôi hay không, người giúp cuộc muốn làm gì? Lăng Tiếu không khỏi đối với thanh đằng kia mắng. Ai ngờ, thanh đằng kia lại uốn lượn lên, hướng thân cây khổng lồ chỉ tới, ý tứ thật giống như là muốn để Lăng Tiếu đi qua. Lăng Tiếu trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không nghĩ tới khỏa đại thụ này cư nhiên có linh tính như thế, trong lòng nghi ngờ trợ. Lăng Tiếu do dự một chút, cắn răng lần nữa đi tới bên cạnh đại thụ, lại phát hiện đại thụ không có gì khác thường. Tiếp theo hắn nhìn về phía thanh đằng, thanh đằng kia lại rút vào bên trong thân cây sau đó lại xông ra câu động mấy cái liền giống như là ngón tay của nhân loại câu động không phải là muốn để ta tiến vào trong thân cây đi lăng tiếu lộ ra một cái biểu tình khoa trương lẩm bẩm thanh đằng kia liên tục mấy lần rút vào bên trong thân cây lại xông ra đối với lăng tiếu hạ xuống chỉ thị lăng tiếu rốt cục không chịu được hấp dẫn đem tay để lên trên cự thụ bỗng nhiên cả người chợt lóe hắn biến mất ngay tại chỗ đây là đâu lăng tiếu hoảng hốt không nghĩ tới chạm vào đại thụ một cái lại đã đến một chỗ khác nơi này hình như là một phương thế giới khác bên trong tràn đầy lục sắc sinh cơ từng đạo thanh đằng đan vào tung hoành giống như là linh xà đang không ngừng ngọ nguậy giữa thanh đằng cũng không thiếu bạch sắc thủy tích di động mỗi một giọt đều lộ ra vẻ tinh oánh mượt mà tựa hồ lộ ra một cỗ sinh cơ cường đại lúc này ở trong đầu lăng tiếu vang lên một giọng nói hoan nghênh tiểu hữu đi tới thế giới của ta là ai lăng tiếu khẩn trương nhìn bốn phía hỏi ngay sau đó một đạo lục mang lóe lên, một lão nhân hòa ái đầu đầy tóc xanh biếc, tay nắm quải trượng xanh biếc xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiếu. "Ngài là?" Lăng Tiếu kinh ngạc hỏi. Lão nhân hòa ái kia vuốt chòm râu màu xanh một cái cười a à nói, "Ta là thụ linh của cây cự thụ mà ngươi vừa mới nhìn thấy, ngươi có thể gọi ta là Lục ông, hiện tại ngươi đang ở trong bụng của ta." Lăng Tiếu không khỏi ngây dại, hắn thật sự không nghĩ tới khả đại thụ này thật sự có linh hồn. Mẹ ơi, đại lục này thật là không gì không có. Ngài là thụ linh, không phải là thụ yêu. Lăng tiếu thử dò xét hỏi. Thụ linh lục ông cười a à à nói, lão phu đương nhiên là thụ linh, tại sao có thể là thụ yêu được? Lăng tiếu không hiểu hỏi, vậy ngài để cho ta vào trong bụng ngài làm gì? Sẽ không phải muốn hấp thu ta đi. Lục ông sắc mặt xanh lại, không, hẳn là tối sầm, mặt của nó vốn chính là màu xanh rồi. Tiểu hữu đừng nên lo lắng, lão phu để ngươi đi vào tuyệt không có ý ra hại, lão phu đây là tới đáp tạ ngươi. Lục ông giải thích nói, đáp tạ, sẽ không lừa ta chứ, ngươi có thể có cái gì cho ta?" Lăng Tiếu lộ ra một cái nhãn thần đánh chết cũng không tin nói. Lục ông nói, "Lão phu là vạn năm thụ linh, cất giấu tương đối khá, chỉ cần ngươi muốn, lão phu tự nhiên có." Lăng Tiếu mừng rỡ, lúc này xoa xoa đôi bàn tay nói, "Như thế rất tốt, vậy trước cho ta 180 thanh huyền binh, phẩm cấp càng cao càng tốt, còn có kim tệ, tùy tiện cho mấy ngàn vạn là tốt rồi, về phần linh thảo nha, càng nhiều càng tốt." mà nói trước, không có tam giai trở lên thì ngươi đừng cầm ra, ừ, tạm thời trước hết muốn những thứ này đi, ta người này, ưu điểm lớn nhất chính là không tham lam. Lục ông nghe được lời nói của lăng tiếu, thất thần không nói ra lời. Như thế nào? Có phải hay không ngươi không có nhiều như vậy? Đã như vậy, vậy ngươi có bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu đi, bản thiếu ra chưa từng thấy lão đầu hẹp hòi như ngươi. Lăng tiếu lộ ra một cái vẻ mặt nhụt chí nói. Lục ông nhẹ thở dài một tiếng nói, những thứ ngươi nói ta đều không có, Nghe xong lời này, sắc mặt Lăng Tiếu tối sầm lại, lúc này hướng về phía Lục ông hét lớn, "Vậy mới vừa rồi ngươi còn nói cất giấu tương đối khá mà, chỉ cần ta muốn thì ngươi sẽ có, ngươi xú lão đầu này chỉ được cái nói lung tung, thật là lãng phí thời gian của bản thiếu gia, quên đi, bản thiếu gia không có thời gian chơi đùa với ngươi, mau để bổn thiếu gia đi ra ngoài." Lục ông bị Lăng Tiếu mắng như vậy, cả người đều choáng vắng rồi. Hắn đường đường là vạn niên thụ linh, toàn thân đều là bảo, tiểu tử này cư nhiên không biết hàng chọn những thứ hắn không cất giấu, như vậy hắn cuồng trảo không thôi. Nếu như là bình thường, chỉ sợ hắn lập tức đem Lăng Tiếu ném ra rồi, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình có chuyện muốn cầu cạnh tiểu tử này, chỉ có thể nhịn thôi. Lục Ông chỉ vào mấy giọt nước trong suốt nói, đây là vạn niên thụ phù chấp, tuy không quý giá như vạn niên thạch trung phù, nhưng cũng là vạn năm khó gặp, mỗi một giọt cũng có thể để cho nhân loại các ngươi kéo dài trăm năm thọ nguyên, còn có vạn niên thụ căn của ta, chỉ cần nhân loại các ngươi có thể một ngụm ăn vào, Thụ căn của ta đây tuyệt đối có thể khởi tử hồi sinh, còn có thụ quả do ta kết xuất." Lục ông còn chưa nói hết, lúc hắn thấy vẻ mặt khoa trương kia của Lăng Tiếu, lúc này không nói thêm gì nữa rồi. "Nói, cây quả có công hiệu gì?" Lăng Tiếu lau một cái nước miếng, hai mắt hiện ra ánh sáng vàng hỏi. "Hừ, lão phu không nói nữa, tốt lắm, ngươi đã xem thưởng lão phu, lão phu bây giờ đưa ngươi ra ngoài là tốt." Lục ông đắc ý hừ nhẹ nói. "Cái kia, mới vừa rồi tiểu tử có mắt không tròng hiểu lầm ngươi rồi người xem người cũng đừng cùng tiểu tử so đo lăng tiếu vội vàng để thấp bộ dáng lấy lòng nói hắn biến sắc mặt thật rất nhanh mới vừa rồi còn đầy mặt tức giận hiện giờ lại là đầy mặt tiếu dung một bộ dáng bé ngoan ta xem vẫn là quên đi ít đồ này của lão phu chịu không được ngươi giày vò ta đưa ngươi đi ra ngoài đi lục ông vuốt dầu nói hắn nhìn lăng tiếu bộ ăn điểm thiệt thòi trong lòng sảng khoái Lăng Tiếu nhìn ánh mắt của Lục Ông, trong lòng vừa chuyển, thu hồi vẻ lấy lòng, nhẹ nhẹ thở dài một tiếng nói, đã như vậy, vậy thì đưa ta đi ra ngoài đi. Tốt, tốt. Lục Ông liền ứng hai câu, tiếp theo sừng sốt, thử dò xét hỏi, ngươi thật muốn đi ra ngoài. Đó là dĩ nhiên, con người của ta không thích miễn cưỡng người khác, nếu ngài không có đồ cho ta, ta cũng sẽ không trương ra mặt ở chỗ này, tốt lắm, nhanh đưa ta ra ngoài đi. Lăng Tiếu đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nhất thời, trong lòng Lục Ông có chút lo lắng rồi, lão lần nữa hấp dẫn nói, vạn năm thụ nhũ, vạn năm thụ căn. Ngươi đều không muốn sao? Lăng tiếu thở dài nói, ta dĩ nhiên là muốn, nhưng mà đây không phải là đồ của ta, ta tự nhiên sẽ không cứng rắn đoạt nó đúng không? Ta nhưng là được hào xưng là thành thực thiện lương tiểu lăng quân, tuyệt đối sẽ không đoạt chỗ tốt của người khác. Thật không? Lục ông nghi ngờ nói. Lăng tiếu gật đầu nói, đương nhiên, khi thật hắn ở trong lòng khẩn trương. Vạn nhất lão đầu này thật không cho, tổn thất liền lớn, Lục ông gãi gãi đầu đầy tóc xanh nói, "Ta đưa còn không được sao?" "Thật không?" "Đương nhiên." "Ha ha, tốt lắm, vạn năm thụ phù chấp, vạn năm thụ căn, vạn năm thụ quả các loại cho ta 180 là tốt, ta người này thật không tham lam." Lăng Tiếu thoải mái cười to nói, "Ai nha, ta già mà hồ đồ." Lục ông nhìn ánh mắt đắc ý kia của Lăng Tiếu, ý thức được mình bị mắc lừa, không khỏi ảo não kêu lên một tiếng, lại nói tiếp, "Nhân loại các ngươi chính là giảo hoạt đa đoan." Dễ nói dễ nói lăng tiếu đắc ý chắp tay cười nói lục ông khẽ thở dài một hơi tiếp theo nghiêm túc nói người muốn ta đều có thể cho ngươi nhưng mà ta có một điều kiện tiên quyết quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy lăng tiếu lập tức ở trong lòng thầm nghĩ hỏi tiếp ngài nói một chút xem đầu tiên nói trước quá khó khăn thì ta đây nhưng không giúp được ngươi lăng tiếu hết sức cẩn thận vạn năm lão quái giống như lão cũng cần sự hỗ trợ của hắn chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì vạn nhất để cho hắn làm một chút chuyện mà không cách nào làm được kia còn không bằng trước tiên liền làm rõ huống chi hắn cũng không cho mình thật sự là nhân phẩm đại bộc phát tùy tiện liền có chuyện tình tốt như vậy đụng vào hắn có một câu nói nói rất hay cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm lục ông sâu xa nói tiểu hữu không cần lo lắng điều kiện của ta vô cùng đơn giản hơn nữa đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt thật hay giả lăng tiếu vẻ mặt không tin hỏi ngược lại lục ông nói tiểu hữu ngươi trước hãy nghe ta nói lăng tiếu ngậm miệng lại gật đầu ý bảo không hề xen mồm nữa Lục ông vuốt vuốt tròm dâu xanh lục nói, tiểu hữu có biết sơn cốc này vì sao sương mù hàng năm đều không tiêu tan. Lăng tiếu lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nơi này có thể nói là bởi vì ta mà dựng nên. Lục ông lộ ra một cái thần sắc ảm đạm nói, tiếp đó còn nói, 800 năm trước, nơi này vốn là giống với những sơn cốc khác. Khắp nơi tràn đầy ánh mặt trời, mưa móc, cây cối linh thảo chỗ nào cũng có, linh khí hết sức đầy đủ, sau ở chỗ này liền tới một con huyễn yêu, nó phát hiện ra sự tồn tại của ta, sử dụng mê huyễn thuật khiến cho ta làm yêu bộc của nó bởi vì huyễn yêu ưa sinh tồn ở nơi sương mù ẩm thấp cho nên nó thao túng ta để cho ta mỗi ngày phát ra thụ linh khí cùng xương sớm hội tụ lại một chỗ do đó gia tăng độ dày của sương mù tích lũy ngày đêm cuối cùng tạo thành sương mù mờ mịt sơn cốc không có chút ánh dương quang như ngày hôm nay trở thành địa bàn do huyễn yêu chúa tể theo người nói như vậy mê huyễn cốc này là do huyễn yêu cùng ngươi mà tạo thành lăng tiếu không nhịn được mở miệng hỏi lục ông đáp Đúng vậy, hôm nay trong sơn cốc trừ linh thú thường hay lui tới ra, tất cả hoa cỏ cây cối đều không có ánh dương quang làm dịu để chết khô hết rồi. Ai? Lục ông vốn là thụ linh, cùng hoa cỏ cây cối vốn là đồng loại thực vật, bởi vì nguyên nhân của nó mà tạo thành cả cái sơn cốc này không có một ngọn cỏ, điều này khiến cho tâm tình của nó hết sức khó chịu. Điều này cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi." Lăng Tiếu lên tiếng an ủi. Lục ông thở dài nói, "Ai, ngươi cũng không cần an ủi ta." chuyện này nếu là ta tạo thành ta sẽ toàn lực đền bù sai lầm của ta vậy ngươi tính toán làm sao đền bù lăng tiếu không rõ ràng cho lắm hỏi đây chính là nguyên nhân mà ta muốn mời ngươi tiến vào lục ông nói chuyện này đâu có liên quan gì đến ta chẳng lẽ ngươi cho là ta có thể khiến cho sương mù nơi này tan hết vạn vật hồi phục nếu là ta thật có thần thông này hôm nay cũng sẽ không bị ngươi trói chặt rồi lăng tiếu tức giận nói tiểu hữu chuyện ngày hôm nay là huyễn yêu kia gây nên ta cũng là thân bất do kỷ, ngươi chớ để ở trong lòng rồi. Sau khi lục ông giải thích một câu, lại nói tiếp, sương mù tan hết, vạn vật hồi phục tự nhiên là không cần tiểu hữu đi làm, lão phu tự có biện pháp. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Lăng tiếu không hiểu hỏi. Lục ông nghiêm túc nhìn lăng tiếu nói, ta cần tiểu hữu cứu ta một mạng. Lăng tiếu nghe được lời này liền sừng sốt, tiếp theo là không tin nói. Nói đùa gì vậy, thụ linh ngươi đã có đại thần tông khiến cho vạn vật hồi phục, làm sao cần ta cứu ngươi? huống chi người bây giờ không phải là rất tốt hay sao? Lăng Tiếu cho là lời nói của Lục Ông có chút thiên phương dạ đàm rồi, năng lực của thụ linh so với hắn mạnh hơn quá nhiều, hắn không cho là mình có bản lĩnh gì cứu Lục Ông, huống chi hiện tại Lục Ông không phải là hoàn hảo sao? Tiểu Hữu ngươi hãy nghe ta nói, lão phu tính toán hấp thu thụ linh khí của ta trở về, sương mù sẽ dần dần mất đi, đến lúc đó ta sẽ hao tổn sinh mệnh lực của ta khiến cho cả cái sơn cốc này lần nữa khôi phục sinh cơ, đến lúc đó lão phu khẳng định nguyên khí tổn thương nặng nề cho nên mới cần sự hỗ trợ của tiểu hữu lục ông giải thích lăng tiếu nghe xong lời nói của lục ông cảm thấy có mấy phần tin cậy hỏi tiếp ta có thể giúp ngươi cái gì đến lúc đó ta muốn ở nhờ trong tinh thần thức hải của tiểu hữu để khôi phục nguyên khí lục ông chỉ chỉ đầu của lăng tiếu nói cái gì ờ ở nhờ trong tinh thần thức hải của ta không được không được ngươi rõ ràng là muốn đoạt nhục thể của ta ngươi quả nhiên là thụ yêu mà không phải là thụ linh lăng tiếu bị sợ hết hồn lúc này liên tiếp lui về phía sau nói. Lục Ông vội vàng nói tiếp, "Tiểu Hữu chớ vội cự tuyệt, ta không phải là muốn đoạt than thể của ngươi, nếu như ta thật muốn chiếm nhục thể của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Ta cần gì lãng phí miệng lưỡi nói với ngươi nhiều như vậy?" Lăng Tiếu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy lời nói của Lục Ông không sai, Lục Ông thần thông quảng đại, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Tiểu Hữu ta gửi nhờ vào trong tinh thần thức hải của ngươi đối với ngươi là trăm lợi mà không có một hại, lục ông dụ dỗ nói nói nhìn một chút lăng tiếu có chút động tâm hỏi sau khi nguyên khí của ta tổn thương là trạng thái ta suy yếu nhất đến lúc đó ta sẽ lấy trạng thái thụ linh chui vào trong tinh thần thức hải của ngươi chữa trị nguyên khí của ta dĩ nhiên ta sẽ không chiếm quá nhiều địa phương trong thức hải của ngươi bởi vì ta phát hiện tinh thần thức hải của ngươi rất lớn tựa hồ là gấp mấy lần thường nhân thậm chí là mười mấy lần điểm này cũng là nguyên nhân mà ta chọn ngươi nếu như là người bình thường căn bản không chịu nổi thụ linh của ta miễn cưỡng tiến vào mà nói bọn họ sẽ bạo não mà chết lục ông nói ta dựa vào nguy hiểm như vậy sẽ bạo não mà chết lăng tiếu quái khiếu một tiếng vỗ vỗ lồng ngực hiển nhiên là bị dọa ta là nói người bình thường tiểu hữu bản thân thì sẽ không có tình huống như thế sau khi ta tiến vào thức hải của ngươi ý thức của ngươi nguyên bản sẽ không phải chịu bất kỳ trở ngại cung ước thúc nào hơn nữa chờ thời điểm ngươi đầy đủ cường đại ngươi còn có khả năng hấp dẫn thiên địa linh khí do ta tụ tập tăng nhanh tốc độ tu luyện của ngươi ngươi càng có thể lây nhiễm thụ linh khí của ta đối với ngươi có công hiệu kéo dài tuổi thọ sau khi chờ ta hồi phục nguyên khí ta lại cấp cho ngươi vạn năm thụ phù chấp vạn năm thụ căn cùng với vạn năm thụ quả những thứ này đối với nhân loại các ngươi mà nói tuyệt đối là thế gian hiếm thấy lục ông vẻ mặt nghiêm túc nhìn lăng tiếu nói làm sao ngươi biết tinh thần thức hải của ta so với thường nhân thì gấp mấy lần lăng tiếu hỏi bởi vì ngươi là nhân loại thứ nhất phá được ảo thuật của huyễn yêu nếu không phải tinh thần thức hải cường đại là tuyệt đối không thể nào chạy trốn khỏi khống chế của nó." Lục ông khẳng định nói. "Chẳng lẽ thật là như thế?" Lăng Tiếu ở trong lòng hỏi ngược lại, hắn còn tưởng rằng là công lao của Tam phân Quy Nguyên khí, không nghĩ tới còn là cùng thức hải của hắn có quan hệ. Bất quá vừa nghĩ tới mình là nhân sĩ xuyên qua, hai tinh thần thức hải hợp lại làm một, có thể đã xảy ra dị biến, đây mới khiến cho thức hải của hắn so với thường nhân thì gấp mấy lần đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Tiếu động tâm mặc dù hắn không biết thụ linh của lục ông là cái gì chỉ bằng nhân ra có thể khiến cho hắn tăng nhanh tốc độ tu luyện lại có thể để cho hắn kéo dài tuổi thọ hai điểm này vô luận đổi lại là người nào cũng nhịn không được động tâm phải biết rằng thế nhân ai cũng đang theo đuổi mộng trường sinh nhưng mà lại có bao nhiêu người có thể làm được đến bước này chỉ sợ chẳng qua là kéo dài thọ nguyên rất nhiều người đều cảm thấy là trời cao ân tứ rồi lăng tiếu rơi vào trong trầm mặc lục ông cũng không quấy dày lão biết lời nói của mình Người bình thường rất khó sẽ tin tưởng, tổng cần phải có thời gian suy nghĩ thật lâu. Một lúc lâu, Lăng Tiếu ngẩng đầu lên nhìn Lục Ông thản nhiên nói, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng mà ta muốn nghiệm chứng lời của ngươi có phải là thật hay không mới được, nghiệm chứng như thế nào thì ngươi mới tin. Lục Ông hỏi ngược lại, hiện tại sẽ để ta dùng một giọt vạn năm thụ phù chấp, nếu như thấy hiệu quả mà nói. Liền thành giao, nếu như không có hiệu quả thì không cần bàn nữa. Lăng Tiếu chỉ vào từng giọt thủy châu giống như ngôi sao nói, tốt không thành vấn đề. Lục ông sảng khoái đáp ứng. Sau khi lục ông đáp ứng, một giọt vạn năm thụ phù chấp bay đến trước mặt lăng tiếu. Ta không biết mình tồn tại đã bao nhiêu năm, dù sao sẽ không ít hơn một vạn năm ngàn năm. Lúc này tổng cộng mới động lại hơn một trăm giọt vạn năm thụ phù chấp, mỗi một giọt đều là tinh nguyên của ta. Hôm nay cho ngươi một giọt, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa của ngươi. Lục ông đau lòng nhìn một giọt vạn năm thụ phù chấp nói. Đây là một trong một trăm giọt vạn năm thụ phù chấp, mà nó trải qua hơn vạn năm tích lũy mới có được, Mỗi một giọt đều là tinh nguyên của nó, thiếu một giọt này ít nhất cần phải qua gần ngàn năm mới có thể lần nữa ngưng tụ, nó có thể không thịt đau sao? Lăng Tiếu nhìn bộ dạng đau đớn của Lục ông, nhanh chóng hé miệng đem giọt vạn năm thụ phù chất này hút vào. Nhất thời một cỗ cảm giác thanh lương đạm sảng lan khắp toàn thân. Thoải mái. Lăng Tiếu không khỏi mở miệng khen. Kế tiếp chuyện tình kỳ diệu xảy ra, một cỗ lực lượng mênh mông tinh khiết hướng toàn thân Lăng Tiếu lan tràn mà đi tam phân quy nguyên khí cùng kim cương ngũ biến quyết trong nháy mắt cũng vận chuyển lên bọn nó điên cuồng hướng về cỗ lực lượng tinh khiết kia mà cắn nuốt một cỗ năng lượng tinh khiết kia trong nháy mắt bị chia làm hai một nửa hấp thu đến trong đan điền đan điền chiếm được đầy đủ ấm áp một bộ phận năng lượng lại hướng kinh mạch phân hóa mà đi mấy đạo kinh mạch thật nhỏ trong nháy mắt bị sông phá một nửa bị hấp thu tới các nơi trong thân thể kích hoạt tính sinh động của tế bào toàn thân tứ chi bách hải lục phủ ngũ tạng đều được làm dịu nhất là những cân lạc kia sau khi hấp thu năng lượng trở nên bền bỉ hơn gấp đôi so với trước nhàn nhạt phủ lên kim quang đây chính là dấu hiệu kim cương ngũ biến quyết đệ nhị biến luyện cân trung thành rồi dĩ vãng tu luyện đệ nhị biến luyện cân cũng cần hấp thu dược lực phụ trợ cường hóa cân lạc hôm nay một giọt vạn năm thụ phù chấp chính là bộ phẩm tốt nhất trong nháy mắt để cho đệ nhị biến có tiến triển lăng tiếu tâm thần chấn động không dám chậm trễ lúc này liền ngồi xuống chuyên tâm hấp thu cỗ lực lượng tinh khiết này sau một lát Quanh thân Lăng Tiếu đều phủ lên từng đạo quang thải lục sắc như long rất sống động, khiến cho người ta cảm thán không thôi, mà trên da cũng là phủ lên một tầng kim quang đạm sắc, hai tầng màu sắc do thoa lộ ra vẻ cực kỳ kỳ lạ, thánh khiết. Khí tức của Lăng Tiếu một đường dâng cao, từ cảnh giới cao giai huyền giả sơ thành, một đường tiêu thăng đến cao giai huyền giả trung thành chi cảnh, khí tức cũng không có dừng lại mà trực tiếp một đường vọt tới huyền giả giai đỉnh phong, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá huyền sĩ giai. Liền ở lúc này, khí thế của Lăng Tiếu trực tiếp dừng lại rồi. Lục ông thấy tình huống này, nắm tròm dâu lục sắc, ở trong lòng thầm nghĩ, người này tâm tính kiên định, lại có thể nhịn được hấp dẫn của đột phá, ngày sau tiền đồ vô lượng, xem ra lựa chọn hắn cũng là không tệ. Một lúc lâu sau, Lăng Tiếu bỗng đứng lên, khí tức của hắn rõ ràng so với vừa rồi mạnh hơn gấp 2, toàn thân lưu chuyển sinh mệnh tinh khí nồng đậm, một cỗ thanh hương nhàn nhạt, nhạt như có như không khiến cho người ta hơi hơi sảng khoái, hắn rõ ràng cảm thấy thân thể của mình lộ ra sinh cơ bừng bừng, phảng phất toàn thân có vô số tinh lực cùng năng lượng cái này để cho ta tăng thêm 100 năm thọ nguyên sao? Lăng Tiếu xòe hai tay không thể tin được nhìn mình, hắn cảm giác trên người mình xác thật xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng mà hắn còn phải lần nữa hướng Lục Ông chứng thực nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đó là dĩ nhiên, trừ gia tăng thọ nguyên ra, còn có chỗ tốt rất lớn, ngày sau ngươi liền tự biết rồi. Lục Ông thần sắc ngạo nghễ nói. Hiện tại Lăng Tiếu đối với lời nói của Lục Ông không hề chất vấn nữa rồi. Tốt, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, cho ngươi vào trong tinh thần thức hải của ta khôi phục. Lăng Tiếu chiếm được chỗ tốt, lúc này sảng khoái đáp ứng. Hắn ở trong lòng vô cùng cao hứng, vô duyên vô cớ liền tăng 100 năm thọ nguyên, đây là bất luận kẻ nào cũng tha thiết ước mơ, muốn mà không có. Thông qua nghiệm chứng, hắn cảm thấy lời nói của Lục lão đầu tử thật đúng là có thể tin, cho lão vào trong thức hải, có lẽ thật sự là cục diện cả hai cùng có lợi. Tiểu Hữu, ngươi ngày sau sẽ vì quyết định này của mình mà cảm thấy may mắn lục ông hài lòng nói cái này đợi ngày sau hãy nói lục lão vậy ngài lúc nào mới đem sương mù này xua tan lăng tiếu ngay cả cách sưng hô cũng thay đổi được chỗ tốt rồi nhất định phải tôn kính lão nhân ra một chút đi ở nơi này một hai ngày đi chờ ta thu hồi thụ linh khí sương mù sẽ lập tức tiêu tán lục ông nhàn nhạt, nhạt nói được vậy hiện tại trước hết để cho ta đi ra ngoài đi bằng hữu của ta không thấy ta mà nói chỉ sợ sẽ lo lắng Lăng Tiếu đáp một tiếng, sau đó lại nhớ lãnh xà cùng Vi Đại Nhi ở bên ngoài, vạn nhất bọn họ thấy mình biến mất, chỉ sợ sẽ gấp gáp. Tốt, một hai ngày này ngươi trước ở lại phụ cận chỗ này, không nên chạy loạn, sau khi chờ ta tiêu hao nguyên khí, tự nhiên sẽ trực tiếp tiên vào trong thức hải của ngươi, chỉ cần ngươi thuận theo tự nhiên không cần kháng cự, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì, nếu như ngươi kháng cự mà nói, vậy tự gánh lấy hậu quả rồi. Lục ông bàn giao nói, ngay sau đó lăng tiếu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chính mình lần nữa xuất hiện ở trước cây đại thụ rồi ta dựa vào cái này quá thần kỳ rồi lăng tiếu không khỏi thở dài nói lúc này lãnh xà huynh muội một mực ở phụ cận tìm kiếm lăng tiếu cũng đã phát hiện ra hắn vi đại nhi chạy chậm mấy bước hai tay chống eo nhìn lăng tiếu tức giận nói mới vừa rồi ngươi chạy đi đâu làm sao một mực gọi ngươi mà không đáp lời còn tưởng rằng ngươi bị linh thú ăn rồi lăng tiếu gãi gãi cái ót nói ách người là có ba việc cấp bách nha Người cấp bách cũng quá lâu đi, cư nhiên tốn hơn một canh giờ. Vi Đại Nhi làm sao tin tưởng lời nói của Lăng Tiếu? "Này, nín chừng mấy ngày rồi nha, đúng rồi, tỷ tỷ có phải hay không đang lo lắng vì đệ a?" À? Lăng Tiếu vô lại cười nói, tiếp theo nói sang chuyện khác, hắn cũng không đem chuyện mới vừa rồi nói cho bất luận người nào biết, bởi vì đây quá không thể tưởng tượng nổi rồi, nói ra cũng sẽ không có ai tin tưởng. Vi Đại Nhi khẽ đỏ mặt gắt lên một cái nói, "Người nào lo lắng cho ngươi?" lúc này lãnh xa ở một bên kinh ngạc nhìn lăng tiếu nói, tiếu đệ, ngươi lại đạt tới huyền giả giai đỉnh phong rồi. hắn nhớ được mới vừa rồi lăng tiếu chẳng qua là sơ nhập cao giai huyền giả, hôm nay lại chỉ là cách hơn một canh giờ đã đến huyền giả đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến huyền sĩ giai. đây, đây quá làm cho người ta không nói được lời nào đi. vi đại nhi ở một bên lần nữa nhìn về phía lăng tiếu, thần sắc thu lại, tiếp đó đồng ý nói, thật sự là huyền giả đỉnh phong rồi, di, tựa hồ có một cỗ vị đạo gì đó cảm giác rất mới, chẳng lẽ ngươi dùng linh thảo gì? Nào có dùng linh thảo gì, để đệ ta thiên tư chắc tuyệt, thực lực tăng lên đó là chuyện bình thường không quan trọng, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói ta hai năm rưỡi trước, cũng đã đột phá tới huyền sĩ giai sao, hôm nay chẳng qua là từ từ khôi phục thực lực mà thôi. Lăng tiếu rất là dám thúi nói. Bất quá lãnh xả cùng vi đại nhi nghe xong nhưng cảm thấy lời nói của lăng tiếu, có mấy phần đạo lý, bọn họ đã sớm nghe danh thiên tài của lăng tiếu, có lẽ đúng như lời nói của hắn, hôm nay chẳng qua là đang khôi phục thực lực mà thôi tốt lắm nếu tiếu đệ không có chuyện gì liền đi qua ăn chút gì đi lãnh xà không có nghĩ nhiều nữa lúc này nói sang chuyện khác kim sắc lăng vương cùng thanh viêm lang bắt về một con nhị giai trung cấp u văn báo đủ để giải quyết vấn đề ăn uống của ba người sau khi ăn xong thịt báo lăng tiếu mới đối với lãnh xà cùng vi đại nhi nói lãnh đại ca tỷ tỷ các ngươi thật là muốn vứt bỏ bí cảnh hai người không hiểu nhìn Lăng Tiếu, lúc trước hai người bọn họ đã nói rất rõ ràng, bọn họ đã không còn ý định đi tìm bí cảnh nữa rồi, chỉ cần có thể rời đi mê huyễn cốc là được, nhưng không biết Lăng Tiếu vì sao lại hỏi lại. Tiếu đệ, chẳng lẽ ngươi tính toán? Lãnh giả suy đoán nói. Lăng Tiếu không có phủ nhận gật gật đầu nói, không sai, ta là người có lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng, nếu là đã đến nơi này, ta nghĩ tìm tòi đến tận cùng. Hơn nữa sương mù của mê huyễn cốc hai ngày nữa có thể sẽ toàn bộ tiêu tán rồi, qua một hai ngày nữa sương mù của mê huyễn cốc sẽ tiêu tán đến lúc đó là có thể nhận rõ đường đi đến bí cảnh lăng tiếu dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ duyên nhìn thấy bí cảnh cho nên hắn lần nữa hỏi lãnh xà cùng vi đại nhi nếu như bọn họ còn kiên trì đi ra ngoài mà nói trước hết liền đưa bọn họ đi ra ngoài chính mình trên đường một người cũng thuận tiện nếu như bọn họ vẫn có hứng thú tìm tòi bí cảnh mà nói mang theo bọn họ cũng không sao dù sao thực lực của lãnh xà cùng vi đại nhi cũng không tính là yếu gặp chuyện không may cũng có thể chiều ứng Sương mù của mê huyễn cốc tiêu tán. Cái này không thể nào, mê huyễn cốc đã được tạo thành mấy trăm năm rồi, chưa từng nghe nói qua sương mù sẽ tiêu tán. Tiếu đệ ta xem ngươi cũng đừng đánh chú ý vào cái bi cảnh kia, nghe nói bi cảnh có tam giai linh thú canh giữ, chỉ sợ là linh sư đến đây cũng khó mà lấy được. Lãnh xà cười khổ lắc đầu khuyên. Vi đại nhi ở một bên cũng là gật đầu, cho là lời nói của lăng tiếu cũng không thể tin. Mê huyễn cốc đã tồn tại mấy trăm năm rồi thậm chí đến ngàn năm, làm sao có thể bởi vì Lăng Tiếu nói tán liền tán được, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Lăng Tiếu cười cười không nói nữa, dù sao lại giải thích thêm bọn họ cũng nghe không lọt, vậy hãy để cho bọn họ mỏi mắt chờ mong đi. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua. Lãnh Sa cùng Vi Đại Nhi chia ra ngồi ở trên người Kim Sắc Lăng Vương cùng Thanh Viêm Lang, xuất hiện ở ngoại vi mê huyễn cốc. Thật tốt quá, rốt cục rời đi địa phương quỷ quái này rồi. Mới ra khỏi mê huyễn cốc, Vi Đại Nhi liền nhịn không được của kinh hô lên đúng vậy, lần này thật là hung hiểm, nếu không phải tiểu đệ kịp thời xuất hiện, chỉ sợ chúng ta sẽ chết ở trong cốc rồi. Lãnh xà cảm khái nói. Sau khi vi đại nhi từ trên người kim sắc lăng vương nhảy xuống, quay đầu nhìn lại sơn cốc một mảnh sương mù ở trước mắt, trong mỹ mâu tràn đầy nhu tình nói. Đúng vậy, tên kia mặc dù hơi có chút vô lại, nhưng bản lĩnh lại không yếu, thậm chí ngay cả kim sắc lăng vương cũng có thể thu phục, hy vọng hắn thật có thể thuận lợi tìm được bí cảnh đi. Ngô, hy vọng hắn hết thảy thuận lợi đi, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Lãnh xà đồng dạng nhìn mê huyễn cốc, vỗ vỗ bảo vai của Vi Đại Nhi nói. Lúc này Kim Sắc Lăng Vương cùng Thanh Viêm Lăng lại lần nữa chui vào trong sương mù, bọn họ phải về đến bên cạnh Lăng Tiếu. Đang ở lúc lãnh xà cùng Vi Đại Nhi muốn rời đi, mê huyễn cốc rốt cục bắt đầu phát sinh đại biến rồi. Lãnh xà cùng Vi Đại Nhi đều là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hết thảy trước mắt, há miệng thật to, tựa hồ thật không thể tin được đây là sự thật chỉ thấy sương mù bên trong mê huyễn cốc đột nhiên sôi trào dũng động lên từng tầng sương mù nhanh chóng hướng đến chỗ sâu mê huyễn cốc dũng mãnh lao tơi chỗ sâu mê huyễn cốc tựa như có một cái vòng xoáy khổng lồ như muốn nuốt hết sương mù trong lúc nhất thời phi cầm tẩu thú trong cốc rốt rít kinh hoàng đều liên tục cướp đường mà chạy dòng binh cùng mạo hiểm giả ở phụ cận mê huyễn cốc cũng nhìn thấy được hiện tượng kinh người này mau nhìn sương mù của mê huyễn cốc bên kia lại từ từ biến mất đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ mê huyễn cốc bên kia thật có cái linh vật gì đản sinh? Thiên địa dị biến, thật có thể đúng. Đáng tiếc bên kia gần đến chỗ sâu sơn mạch, nhị giai linh thú trở lên đặc biệt nhiều, qua đó chỉ có một con đường chết. Ngay trước nghe nói Thanh Lang đoàn thật giống như hướng về phía mê huyễn cốc mà đi, chẳng lẽ động tĩnh này là bọn họ làm ra? Như thế xem ra, chẳng lẽ Thanh Lang đoàn lấy được cái linh vật gì? Thật, thật tán rồi. Vi Đại Nhi nhìn sương mù dần dần biến mất, kinh ngạc nói: "Đúng vậy, thật không biết tiểu tử này là làm sao làm được. Lãnh Sa cảm khái vô hạn nói, "Đại ca, ngươi sẽ không cho là chuyện này hắn làm ra chứ?" Vi Đại Nhi kinh hãi nói, "Không phải là hắn, ngươi cho còn có thể là ai? Hắn nếu đã sớm kết luận hai ngày sau sương mù sẽ tán đi, vậy hắn khẳng định biết chút gì đó, chỉ là không nói rõ thôi." Lãnh Sa nhàn nhạt nói. Nghe được lời của Lãnh Sa, thân thể mềm mại của Vi Đại Nhi chấn động, mỹ mâu nhìn chỗ sâu sơn cốc lộ ra chân tình nói không ra lời nếu có cảm giác liền hào hào quý trọng đi hắn có lẽ là một cái lựa chọn tốt lãnh già nhìn vi đại nhi đang thất thần nói một cái tiểu hài tử xấu xa mới là không thích hắn vi đại nhi khuôn mặt đỏ ửng nói một câu đột nhiên sau đó xoay người bỏ chạy một phương hướng khác của sơn cốc trên bầu trời ba đầu nhị giai đê cấp thanh phong hạc từ xa hướng về phía mê huyễn cốc bên này bay tới nhìn kỹ trên người ba đầu thanh phong hạc này lại có người ngồi hai nam một nữ nếu để cho người thấy tình cảnh như thế chỉ sợ sẽ bị giật mình, đến tột cùng là ai lại có khả năng cưỡi ở trên nhị giai linh thú, chỉ sợ ba đại thế gia của vẫn Thạch Thành không có một nhà nào có loại khả năng cùng thực lực này. Để cho người ta sưng kỳ chính là hai nam một nữ này đều vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa thực lực hết sức cường đại. Hấp dẫn người ta nhất chính là thiếu nữ ngồi ở trên đầu thanh phong hạt chính giữa kia, khuôn mặt nàng mang theo một cái bạch sắc diện xa chỉ lộ ra mỹ mâu trong suốt tựa như thu thủy da trắng nõn nà mấy ngàn cái liễu ti phiêu đáng theo gió trên người của nàng mặc một cái thắt lưng màu lam thắt hình con bướm lộ vẻ cực kỳ linh động ưu nhã một bộ lam sắc vệ giáp bao quanh thân thể lung linh hấp dẫn kia một cái hồng sắc yêu đái có khắc từng con phượng hoàng lộ ra vẻ sáng lạn rực rỡ cao quý bất phàm một mực nhìn lại liền bị tiên tử phong tư yểu điệu kia khiến cho mê hoặc mặc dù cái khăn che mặt che kín khuôn mặt của nàng nhưng mà không khó tưởng tượng được vẻ đẹp tuyệt thế kia tuyệt đối khiến cho người ta sợ hãi than ở bên phải của nàng một thanh niên tuấn lãng bất phàm ngồi trên một con thanh phong hạc, thanh niên này ước chừng 25 tuổi, mặc một bộ hắc sắc võ phục đơn giản, hai tay ôm lại trước ngực, tùy ý để cho từng trận gió đem quần áo thổi bay phất phới, mà cả người yên lặng, lộ ra vẻ cực kỳ tiêu sái phiêu giật song nhãn thần kia tập trung ở trên người thiếu nữ ở chính giữa, hàm chứa ai ý nông đậm, thỉnh thoảng mang theo khuôn mặt tươi cười mê người đang nói gì đó. Trên thanh phong hạc ở bên trái thiếu nữ là một gã thanh niên cường hãn cao lớn, ước chừng 23 tuổi, tướng mạo của hắn hết sức thật thà đường hoàng trên người hắn chỉ mặc một bộ như áo ba lỗ trên hai tay mạnh mẽ mà hữu lực kia có từng đạo gân xanh tựa như linh xả bò ở trên đó da thịt bền chắc trước ngực đem bối tâm chống đỡ chặt chẽ ở sau lưng hắn có một đôi cự phủ khiến người ta ghé mắt di tiểu sư mọi người nhìn sơn cốc ở phía trước kìa thanh niên tuấn lãng chỉ vào mê huyễn cốc ở phía trước đối với thiếu nữ ở giữa kinh ngạc nói thiếu nữ kia nhàn nhạt, nhạt đáp ta thấy được Thanh âm của nàng như chim hoàng oanh xuất cốc hót lên, khiến người ta nghe hoài mà không chán, chỉ là trong giọng nói kia lộ ra cảm giác cự người ngoài ngàn dặm. Lúc này, thanh niên thật thả kia nói, "Bát sư huynh, nơi đó không phải là mê huyễn cốc sao? Năm ngoái chúng ta thật giống như cũng đi ngang qua nơi này." Thanh niên tuấn lãng kia đáp, "Không sai, nghe nói nơi này đã được tạo thành từ mấy trăm năm rồi, sương mù chưa bao giờ tiêu tan qua, hôm nay lại tiêu tan rồi, hơn nữa, nhưng sương mù kia tất cả đều hướng về chỗ sâu dũng mãnh lao tới." chẳng lẽ bên kia xảy ra tình huống gì sư phụ đã nói thiên địa dị tượng tất có linh vật xuất hiện bát sư huynh ngươi nói có phải là có cái linh vật gì đó xuất hiện hay không thanh niên thật thà kia gãi cái ót nói thanh niên tuấn lãng chưa trả lời hắn mà là hướng thiếu nữ ở giữa hỏi tiểu sư muội chúng ta có muốn hay không đi qua xem một chút thiếu nữ khẽ cho mày một chút tiếp đó thản nhiên nói qua xem một chút đi dù sao cũng là thuận đường tốt chúng ta đi thôi bát sư huynh kia tựa hồ đối với lạnh lùng của thiếu nữ đã tập mãi thành thói quen rồi không ngần ngại cười cười nói ngay sau đó ba đầu thanh phong hạc mở hết tốc lực hướng chỗ sâu mê huyễn cốc mà đi chỗ sâu mê huyễn cốc lăng tiếu thân đang ở dưới cự thụ ngắm nhìn lên một màn trước mắt khiến cho người ta sợ hãi than nội tâm kinh ngạc không dứt một tầng thủy vụ giống như người nhỏ xuống hướng đại thụ bao trùm mà đến nếu không phải hắn có hộ quang cháo của đại thụ ngăn chặn chỉ sợ hiện tại hắn cũng biến thành ướt sũng rồi Xem ra hành trình sơn mạch lần này thật không có đi vô ích. Lăng Tiếu không nhịn được cảm khái trong lòng nói, nếu là hắn hiện tại vẫn ở trong hậu sơn gia tộc tu luyện, chỉ sợ không có kỳ ngộ như vậy rồi. Lãnh xà đại ca cùng hảo tỷ tỷ hẳn là đã đến ngoại vi sơn cốc rồi, cái này khẳng định bọn họ đã bị giật mình, ha ha, lại không tin lời nói của bản thiếu gia, bí cảnh ta liền ăn một mình. Lăng Tiếu mỉm cười lẩm bẩm, ước chừng nửa ngày sau, sương mù xung quanh mê huyễn cốc đã tiêu tán hơn một nửa rồi. Tầm nhìn đã có thể thấy được phía trước 50 thước. Sương mù đã đình chỉ dũng động, nhưng mà những sương mù này lại, ở trong ánh mặt trời rực rỡ dần dần bị khu tán đi, không giống như trước sương mù tầng tầng như vậy, phạm vi nhìn bị ngăn trở. Hôm nay tựa như một tầng diện xa bị vạch ra rồi, dần dần lộ ra sơn cốc trụ lùi ở bên trong. Sơn cốc liên miên, nhưng không có chút sinh cơ nào, duy chỉ có một gốc đại thụ chọc trời ở chỗ sâu nhất đang đứng thẳng. Lúc này đại thụ dần dần run rẩy. Từng đoàn từng đoàn lục mang từ quanh thân kia trong nháy mắt tán phát ra. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày lẩm bẩm, muốn bắt đầu sao? Ngay sau đó, lấy quanh thân đại thụ bắt đầu, mặt đất cư nhiên bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy nguyên lai mặt đất khô khốc từ từ phá, ra một cái cây cỏ non lấy tốc độ trưởng thành bằng mắt thường có thể thấy được, đầu tiên là từ chồi mà lên, tiếp theo liền dài ra thành cỏ nhỏ xanh lục, không lâu lắm cỏ nhỏ kia lại cao hơn nửa thước, không chỉ như thế, một chút hoa cỏ dã cây cũng trong nháy mắt trưởng thành lên tốc độ một chút không không chậm hơn so với cỏ nhỏ. Tựa hồ chỉ ở trong khoảnh khắc, sơn cốc trụi lùi lúc này lại dần dần có từng bụi cỏ xanh um tươi tốt kéo dài, hoa tươi đầy khắp núi đồi, từng khỏa thụ mọc mọc lên, một cỗ linh khí nồng đậm trong nháy mắt hiện ra cả tòa sơn cốc, trong lúc hô hấp chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhìn từ chỗ xa tới, mê huyễn cốc nguyên lai đã thay đổi thành một dạng khác, sương mù mịt mờ tản đi, trở nên lục cảnh tiên mỹ, sinh cơ bộc lộ, giống như một bức họa cảnh duy mỹ tự nhiên sinh ra khiến cho tâm thần người ta sảng khoái. Lúc sơn cốc biến hóa, một quả đại thụ chọc trời ở chỗ sâu sơn cốc đã biến mất, nó từ thân đại thụ mười mấy người ôm, cũng không hết từ từ rút nhỏ lại gấp mấy lần, mà thân cây đâm vào trong tầng mây kia trong nháy mắt điêu linh co lại, không đầy một lát sau, đại thụ chọc trời trở thành một gốc cây bình thường. Đúng lúc này, quả thụ kia lần nữa sinh ra biến đổi lớn, từ thụ mục biến thành một cái lục sắc lão nhân hơi còng, lão nhân này thần thái hết sức mệt mỏi không chịu nổi thân thể gầy yếu bị cong lại giống như gần đất xa trời, tùy thời có thể biến mất. Tiểu, tiểu hữu, ta muốn tiến vào. Lục sắc lão nhân hữu khí vô lực nói. Lăng tiếu nhìn lục ông lúc này, nội tâm phẳng phất như bị xúc động cái gì, không chút do dự nói. Lục lão, ngài mau vào đi. Lăng tiếu buông lỏng tâm thần toàn thân, ngồi xuống nhắm mắt lại. Lục sắc lão nhân khẽ gật đầu, cả người bay về phía đỉnh đầu lăng tiếu chui vào. Hưu, một đạo lục quang trực tiếp chui vào trong thức hải của lăng tiếu thân thể của hắn khẽ run lên tiếp theo giống như mất đi ý thức ngơ ngác ngồi nguyên tại chỗ trong thức hải lăng tiếu lục ông thuận lợn tiến vào lão nhìn thức hải rộng rãi của lăng tiếu vô cùng hài lòng gật đầu nói quả nhiên không ngoài dự liệu thức hải của người thật so với người mình thường phải lớn gấp mấy lần thật là gặp may mắn lục ông nhìn chung quanh một chút lại nói như vậy lão phu liền có thể an tâm ở chỗ này khôi phục nguyên khí rồi lục ông nói xong trong nháy mắt biến thành một gốc cây nhỏ bắt đầu cắm rễ ở một góc trong thức hải của Lăng Tiếu. Cũng không lâu lắm, trong thức hải Lăng Tiếu liền có một mảnh nhỏ biến thành lục mang, lộ ra vẻ sinh khí rồi rào, thức hải lúc này cũng từ từ bắt đầu dị biến. Sau nửa canh giờ, ba đầu thanh phong hạc bay đến trên bầu trời phía trên Lăng Tiếu. Phía dưới có người Thanh niên thật thà chỉ vào lăng tiếu ngồi xếp bằng ở phía dưới nói. Đi xuống xe một chút. Thanh niên tuấn lãng kia đáp một tiếng, dẫn đầu chỉ thị thanh phong hạc của mình bay xuống phía dưới. Ngay sau đó, thiếu nữ cùng thanh niên thật thả kia cũng cưỡi thanh phong hạc đi theo xuống. Thanh phong hạc còn chưa có hạ xuống đất, ba người liền từ trên lưng nhảy xuống. Ngươi là người phương nào? Có biết mới vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì không? Thanh niên Tuấn Lãng hướng về phía Lăng Tiếu quát khẽ, thần thái của hắn lúc này lộ ra vẻ cực kỳ ngạo mạn, nghe đến khiến cho người ta hết sức khó chịu. Giờ phút này Lăng Tiếu đang ở vào lúc không ý thức được gì, căn bản không nghe thấy lời nói của thiếu niên Tuấn Lãng, vẫn đang ngồi xếp bằng. Bát sư huynh, hắn thật giống như đang tu luyện. Người trẻ tuổi thật thà nhắc nhở. Hừ, cao giai huyền giả nho nhỏ cũng dám tự cao tự đại, có tin hay không hiện tại ta liền giết ngươi. Thanh niên tuấn lãng hết sức không vui hừ lạnh nói. Lăng tiếu như cũ là không nhúc nhích. Lúc này thiếu nữ ở một bên cũng cảm thấy không vui. Xem ra không để cho ngươi chút giáo huấn là không biết sợ. Thanh niên tuấn lãng nhăn chân mày một chút, trong tay dưng lên, một đạo kim sắc quang mang liền hướng lăng tiếu đánh tới một chiêu này lại là cường chiêu huyền lực ngoại phóng của huyền sĩ giai mắt thấy kim mang liền muốn oanh ở trên người lăng tiếu một đạo la mang từ bên kia bay ra trực tiếp đem kim mang của hắn bắn cho tản mắt ra tiểu sư muội người đây là thanh niên tuấn lãng kia không rõ ràng cho lắm nhìn thiếu nữ kia hỏi một đạo la mang mới vừa rồi kia hiển nhiên chính là thiếu nữ kia phát ra thiếu nữ nhàn nhạt, nhạt nói đừng ở chỗ này làm mất thời gian xem chung quanh một chút có phát hiện gì không thanh niên tuấn lãng không cam lòng nhìn thoáng qua lăng tiếu, hướng về thiếu nữ kia thuận theo gật gật đầu. Lúc ba người đang muốn rời đi, lăng tiếu phát ra một tiếng ngâm khẽ, thanh tỉnh lại. Lục lão, hẳn là tiến vào rồi đi. Lăng tiếu lắc đầu lẩm bẩm. Bát sư huynh, tiểu sư muội, hắn tỉnh rồi. Thanh niên thật thà chỉ vào lăng tiếu thở nhẹ nói. Lăng tiếu ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc một chút nói, cư nhiên có người đến mà ta lại không biết. Mê huyễn cốc mới phát sinh biến hỏa nửa ngày, Lăng Tiếu không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên đã có người xuất hiện rồi. Ngươi có biết mới vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì không? Thanh niên Tuấn Lãng lần nữa hướng Lăng Tiếu cao cao tại thượng hỏi. Phát sinh chuyện gì? Ta không biết. Lăng Tiếu thuận miệng đáp. Ngay sau đó, con mắt hắn sáng ngời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ mặc tơ lụa màu lam nhạt kia, trong lòng khen, bé con thật xinh đẹp, cái tư thái này thật là... Sách sách, thật là không còn gì để nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. thanh niên tuấn lãng nghe được lăng tiếu tùy ý trả lời, trong lòng cũng không sảng khoái. sau đó lại thấy lăng tiếu dùng ánh mắt hèn mọn kia nhìn tiểu sư muội của hắn, một cỗ lửa giận vô danh dâng lên. thiếu nữ kia bị ánh mắt của lăng tiếu nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, lúc này hừ lạnh một tiếng không vui. tiểu tử thúi, lại dám mạo phạm đến tiểu sư muội ta, ta móc cặp mắt chó của ngươi, tha cho ngươi mạng chó. tên thanh niên tuấn lãng kia nổi giận mắng. lăng tiếu thu hồi ánh mắt, cười khan một chút nói. Vị huynh đệ kia đừng nổi giận, không phải là chỉ nhìn một chút thôi sao, cũng không có tổn thất gì, ta ở chỗ này hướng vị tiểu thư này nói xin lỗi. Tiếp theo hắn nhìn về phía thiếu nữ kia nói, "Tiểu thư, tiểu sinh thất lễ, tiểu sinh chẳng qua là bị thiên tư tiên dung của tiểu thư hấp dẫn đến, thỉnh chớ trách móc. Khốn kiếp, tiểu sư muội của ta há lại người bậc sơn thôn dã nhân này khen tặng." Thanh niên tuấn lãng kia khuôn mặt khẽ vặn vẹo một chút, một đạo kim quang từ trong tay bắn nhanh ra, thẳng hướng Lăng Tiếu Oanh tới lăng tiếu nói chuyện nho nhã nghe vào trong tay thanh niên tuấn lãng lại là giống như đang đùa dẫn tiểu sư muội của hắn lúc này hướng về phía lăng tiếu oanh ra một kích muốn để cho tiểu tử chán ghét này biến mất ở trước mặt hắn ta dựa vào lời nói mà cũng phạm pháp sao lăng tiếu quái khiếu một tiếng lúc này triển khai bộ pháp tránh thoát oanh kích của thanh niên kia oanh kim mang kia oanh ở một chỗ cách đó không xa phát ra một trận tiếng vang khởi lên một trận cho bụi di lại có thể tránh thoát một kích của bát sư huynh thanh niên thật thà kia kinh ngạc nói người thiếu nữ kia đồng dạng lộ thần sắc kinh dị thanh niên tuấn lãng đồng dạng không nghĩ tới cao giai huyền sĩ nho nhỏ này lại có thể tránh thoát một kích của hắn bất quá đây càng để cho trong lòng hắn hạ xuống tất sát chi tâm xem ra tiểu tử này đã gần như có thể huyền lực ngoại phóng đạt tới huyền sĩ giai rồi bất quá cho dù như thế trong mắt ta cũng chỉ là sâu kiến không chịu nổi một kích thanh niên tuấn lãng kia suy nghĩ một một chút ngay sau đó hai tay nổi lên kim quang âm sâu cười nói, ta xem ngươi còn thế nào trốn được hai quyền của ta. Hư hư, lại là một đạo kim mang ngưng tụ thành hai cái đại quyền đầu, nhanh chóng hướng lăng tiếu đập tới, tốc độ lần này so với mới vừa rồi còn phải nhanh hơn gấp hai lần. Tới thật rồi, đây là muốn mạng người mà. Lăng tiếu kêu lên một tiếng, thời điểm muốn trốn nhưng lại phát hiện chính mình bị khí thế của nhân gia khóa lại rồi, chưa kịp trốn, hai đạo kim mang trực tiếp oanh ở trên người của hắn. Lăng tiếu kêu thảm thiết một tiếng, một ngụm máu tới phun ra, thân thể bay ra hơn 10 thước, ngã vào trong bụi cỏ, không bò dậy được nữa. Không chịu nổi một kích, chúng ta đi thôi, xem một chút chung quanh đây có linh vật gì không. Thanh niên Tuấn Lãng kia khinh thường nói một câu, sau đó cười hướng thiếu nữ kia nói một câu. Hắn cho là lăng tiếu bị chúng công kích của hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, cho nên cũng không có tiến lên xem xét. Thiếu nữ kia hướng chỗ lăng tiếu ngã xuống liếc mắt một cái, sau đó gật đầu, ba người liền rời đi. Sau khi ba người rời đi một lát, Lăng Tiếu thở nhẹ một tiếng, từ trên mặt đất bắn ra. Mẹ kiếp, may là bản thiếu gia thân thể cứng rắn, nếu không thật muốn chết ở chỗ này rồi, không nghĩ tới tên thanh niên kia cũng là huyền sĩ giai rồi, cảm giác thật giống như so với lãnh xa đại ca còn mạnh hơn, xem ra ít nhất cũng có thực lực cao giai huyền sĩ, khí tức của hai người khác cũng rất mạnh, lại để cho ta nhìn không ra, chẳng lẽ là linh sư cấp. Cái này không thể nào đi. Lăng Tiếu nhìn phương hướng mấy người rời đi may mắn lẩm bẩm, Mới vừa rồi hắn bị trúng một kích của thanh niên tuấn lãng kia, quả thật là bị thương, nhưng mà còn chưa đến mức muốn tính mạng của hắn, hiện tại kim cương ngũ biến, quyết đệ nhị biến luyện cân của hắn đã đến cảnh giới trung thành, có thể chống đỡ một kích của trung giai huyền sĩ mà không việc gì, thanh niên tuấn lãng mới vừa rồi kia chẳng qua là sử ra một nửa thực lực, cho nên Lăng Tiều mới có thể bình yên vô sự. Hắn sở dĩ phải lựa chọn giả chết hoàn toàn là không có nắm chắc chiến thắng ba người, nếu như chỉ là thanh niên tuấn lãng kia mà nói, hắn ngược lại có thể liều mạng nhưng mà thực lực của ba người so với hắn đều mạnh hơn quá nhiều chỉ có thể lựa chọn trước tránh đi mũi nhọn dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt lăng tiếu cũng không phải là hạng người hữu dũng vô mưu bé con kia mặc dù che đệ dung nhan nhưng mà từ tư thái của nàng đến xem tuyệt đối là siêu cấp mỹ nữ tư sắc như vậy mới phù hợp làm lão bà của ta lần sau lại để cho ta bắt gặp tuyệt không thể bỏ qua cho nếu không cả đời đều sẽ không cam lòng lăng tiếu nghĩ tới thiếu nữ mới vừa rồi nội tâm tuôn ra một cỗ suy nghĩ ham muốn giữ lấy trước nay chưa từng có bất quá trước tiên vẫn là nghĩ biện pháp nhanh sớm tăng lên thực lực nếu không ngay cả con ruồi bên người nàng cũng đánh không lại làm sao có thể đuổi đến bên người nàng được lăng tiếu xoay chuyển ý nghĩ lấy phương thức như thế tới khích lệ chính mình cố gắng tu luyện vừa nói đồng thời ngồi xuống bắt đầu vận khởi huyền công tu luyện lăng tiếu thời khắc không quên tăng lên thực lực chính là bởi vì hắn biết mỗi một tên siêu cấp cường giả đều là thông qua không ngừng cố gắng mà đạt tới đỉnh phong cũng không phải là chỉ có dựa vào thiên ân là có thể quyết định hết thảy. Nếu như tự thân không cố gắng, kết quả là có lẽ có thể trở thành cường giả, nhưng mà muốn đoạt tới loại siêu cấp cường giả là không thể nào. Lăng Tiếu phục dụng một giọt vạn năm thụ phù chấp, nguyên nhân chủ yếu là hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, tinh khí cũng chưa hợp nhất, nếu như miễn cưỡng đột phá mà nói, đối với căn cơ của hắn sẽ có hao tổn. Cho nên Lăng Tiếu cũng không vội vã nhất thời, hắn tính toán đợi đến thời điểm trạng thái của chính mình đạt tới tốt nhất, mới là lúc hắn lựa chọn đột phá. Hôm nay hắn làm chính là hết áp sức áp súc năng lượng, khiến cho huyền lực tinh luyện đến một trình độ nhất định, hơn nữa phân hóa ra huyền lực dùng để đột phá nhất giai đệ nhị tầng thác mạch, chi cảnh của Tam phân Quy Nguyên khí, kinh mạch bế tắc toàn thân có 365 cái, Lăng Tiếu đã đả thông 31 cái, chỉ cần lại đả thông 331 cái nữa liền tu thành Tam phân Quy Nguyên khí đệ nhị tầng, tiến vào đệ tam tầng khoát huyệt chi cảnh. Mỗi đột phá một tầng Tam phân Quy Nguyên khí, Huyền lực mà Lăng Tiếu vận chuyển liền càng nhanh càng nhiều, đây đối với hắn tu luyện rất có ích lợi, hơn nữa thăng cấp hết sức nhanh chóng. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở, trong mấy tháng ngắn ngủi liền từ một tên phế nhân trở thành một gã cao giai huyền giả. Lại là một ngày đi qua, Lăng Tiếu miễn cưỡng lại đả thông một đạo kinh mạch, hắn đã đả thông 25 đạo kinh mạch rồi. Một lúc lâu sau, Kim Sắc Lăng Vương cùng Thanh Viêm Lăng lần nữa trở lại bên cạnh Lăng Tiếu, hơn nữa còn ngậm trong mồm một con nhị giai để cấp linh thú trở lại, cho Lăng Tiếu hưởng dụng sau khi ăn thịt xong, Lăng Tiếu một thân huyền lực hết sức đầy đủ, tinh thần trạng thái thật tốt. Tốt, là lúc đi tìm bí cảnh kia rồi, đợi khi tìm được bí cảnh là có thể trở về, tin tưởng lão thái gia thấy ta lên cấp nhanh như thế cũng sẽ không trách tội ta đi. Lăng Tiếu ngồi ở trên kim sắc lăng vương, tự nhiên tự đắc đi về phía chỗ sâu hoang tùng sơn mạch. Trên đường đi, Lăng Tiếu gặp gỡ không ít nhị giai trung cấp cho đến nhị giai cao cấp linh thú, thậm chí còn có kết thành quần đội may là kim sắc lăng vương cùng thanh viêm lang ở đây đánh thắng được liền đánh đánh không lại thì bỏ chạy nếu không đã trở thành thức ăn trong miệng linh thú rồi trước mắt là một đạo hồng câu khổng lồ sâu không thấy đáy sâu sắc đem ngoại vi cùng nội vị ngăn cách dưới đáy câu đen nhánh một cỗ âm phong từ phía dưới dâng lên khiến cho lăng tiếu bất giác co người lại thật là lạnh đối diện chính là chỗ sâu sơn mạch sao lăng tiếu nhìn sơn lĩnh ở phía sau hồng câu lẩm bẩm nói theo lộ tuyến đồ mà cái bi cảnh kia chỉ thị Bí cảnh này hiển nhiên là ở phụ cận nơi này, không phải là ở dưới Hồng Câu này sao?" Lăng Tiếu nâng cằm lên suy tư nói. Lăng Tiếu nhớ được bí cảnh lộ tuyến đồ nhìn được từ chỗ Vi Đại Nhi, vị trí cuối cùng chỉ đến ước chừng liền là phụ cận nơi này, cụ thể ở đâu ngược lại là nói không rõ, chẳng qua là nghe nói có một con tam gia linh thú ở phụ cận, điều này khiến cho Lăng Tiếu có chút khó khăn rồi. "Tiểu Kim, cảm thụ một chút, chung quanh đây có linh thú cường đại nào không?" Lăng Tiếu vỗ đầu của Kim Sắc Lăng Vương hỏi hồi bẩm chủ nhân ở phụ cận ngang cấp với ta có mấy gia hỏa nhưng mà so với ta cường đại hơn nhiều thì không có phát hiện kim sắc lăng vương hồi đáp năng lực cảm ứng của linh thú hết sức nhạy cảm khí tức của linh thú ở trong phương viên trăm dặm là có thể cảm ứng được đến kỳ quái không phải là ở đối diện sao có lẽ đây chỉ là một cái âm mưu lăng tiếu nghi ngờ nghĩ tới quên đi ở chung quanh đây đi dạo rồi hãy nói lăng tiếu quyết định chủ ý sau đó cưỡi kim sắc lăng vương di chuyển ở phụ cận xem một chút có phát hiện gì. Di chuyển một hồi lâu, cái thu hoạch gì cũng không phát hiện, bất đắc dĩ chỉ đành phải tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Vào đêm, lương phong như thủy, giảo nguyệt như bàn. Trong sơn mạch, từng đạo tiếng tế hống của linh thú không ngừng truyền đến. Lăng tiếu một bên ăn thịt khô, một bên ở trên cây nghỉ ngơi. Kim sắc lăng vương ở không xa hướng về giảo nguyệt thôn tức, một viên thú đan lớn nhỏ chỉ bằng nửa cái quyền đầu từ trong miệng phun ra, thú đan tản ra nhàn nhạt kim sắc quân nhân chi khí, một cỗ lang vương chi khí lan ra để cho thanh viêm lang ở một bên phủ phục trên mặt đất trong mắt lộ ra vẻ tôn sùng trên giảo nguyệt ừng đạo ôn hòa chi sắc từ trên trời hạ xuống bắn thẳng đến lên trên thú đan thú đan kia dần dần có khuynh hướng bành trướng thì ra linh thú là tu luyện như vậy lăng tiếu nhìn bộ dáng kia của kim sắc lăng vương cuối cùng đối với phương thức tu luyện của linh thú có điều lý giải bỗng nhiên lúc này cách đó không xa chuyển đến một trận xôn xao lăng tiếu lập tức cảnh giác Kim Sắc Lăng Vương cũng thu hồi thú đan, lộ ra răng nanh, Thanh Viêm Lang cũng là như thế. Ngay sau đó một đầu song đầu sư thú giống như phát điên hướng bên phía đám người Lăng Tiếu chạy tới. "Chủ nhân, gia hỏa này so với ta còn mạnh hơn." Kim Sắc Lăng Vương lập tức truyền tin cho Lăng Tiếu. "Gia hỏa thật cường tráng, bất quá xem bộ dạng của nó rất cấp bách, chẳng lẽ nó gặp được linh thú nào so với nó còn lợi hại hơn sao?" Lăng Tiếu lo lắng nhìn một con song đầu sư thú trưởng thành đến bốn thước âm u nói, Chủ nhân nhanh lên đây, nó hướng bên phía chúng ta. Kim sắc lăng vương lộ ra răng nanh nhìn chằm chằm vào song đầu sư ở phía trước, lại hướng lăng tiếu truyền ý niệm. Không vội, nó chỉ so với người mạnh hơn một chút, chúng ta không cần sợ nó. Lăng tiếu rút ra đao kiếm, âm thầm đề phòng. Kim sắc lăng vương cùng thanh viêm lang lui dần đến bên cạnh lăng tiếu. Đầu song đầu sư thú kia càng không ngừng chạy nhanh, trong miệng hướng tới lăng tiếu cùng với hai đầu lang linh thú gào thét. Hai đầu lang linh thú cũng theo đó tê giống lên, muốn cùng xong đầu sư thú đánh một trận đến cùng. Vậy mà xong đầu sư thú, kia liền ở vào lúc nhanh chóng đến trước mặt Lăng Tiếu bọn họ, đột nhiên thay đổi phương hướng, không có hướng bọn họ công kích. Tiểu huynh đệ phía trước, có thể hay không giúp lão phu đem đầu xong đầu sư thú kia ngăn cản một chút, lão phu sẽ có trọng tạ. Một đạo thanh âm từ không xa chuyển đến. Trong lòng Lăng Tiếu chấn động, thanh âm này lại hàm chứa huyền lực cường đại, khiến người ta có một loại cảm giác bị áp bách không dám không nghe theo, giống như là từng ở Lăng Gia nội viện đối mặt với khí thế của Lý gia tộc trưởng cùng Lam gia gia chủ, tuyệt đối là cao thủ linh sư giai. Lăng Tiếu thẩm nghĩ nói, tiếp theo thanh âm kia lần nữa truyền đến, tiểu huynh đệ có thể giúp đỡ ngăn trở một chút hay không? Thanh âm này đã gần lại một phần, hiển nhiên đang lấy tốc độ cực nhanh đến gần. Tiểu Kim, Tiểu Viêm, ngăn cản đầu song đầu sư thú kia. Lăng Tiếu do dự một chút hạ lệnh, song đầu sư thú kia đã hướng một cái phương hướng khác chạy đi rồi, nhưng mà Kim sắc Lăng Vương có phong thuộc tính. Trong nháy mắt liền đuổi tới trước mặt, song đầu sư thú chặn lại trước mặt, Thanh Viêm Lang từ phía sau đi theo. Song đầu sư thú bị buộc dừng lại, mở ra cái miệng rộng lập tức hướng Kim Sắc Lăng Vương, cùng Thanh Viêm Lang phun ra hỏa diễm nồng đậm. Trải qua một phen ngăn cản này, người mở miệng kia rốt cục đi tới phía sau song đầu sư thú rồi. Hảo ra hỏa, để cho ta đuổi đến cực khổ." Lăng Tiếu phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy một gã lão giả phổ thông mặc một bộ hôi sắc trường bào xuất hiện ở phía trước, lão giả này ước chừng 60 tuổi, vóc người hơi có chút mập vóc dáng cũng không cao, thoạt nhìn một cái cũng cảm thấy rất bình thường. Nhưng khi ngươi thấy được hắn xuất thủ liền sẽ không cho là, hắn chỉ là lão nhân gia bình thường. Chỉ thấy hắn giống một tiếng, một tay liền hướng cái đuôi của song đầu sư thú kia chụp tới. Song đầu sư thú kia tựa hồ rất sợ lão nhân gia này, lúc này hống khiếu một tiếng, không để ý đến kim sắc lang vương cùng thanh viêm lang đang chặn lại liền muốn chạy trốn. Hừ, còn muốn chạy trốn, thể diện của lão phu toàn bộ bị ngươi ném hết rồi. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, thân thể lần nữa tiến lên, bàn tay lập tức bắt được cái đuôi của song đầu sư thú. Tiếp theo Lăng Tiếu liền thấy được một màn khiến cho hắn kinh hãi. Lão giả kia lại tay không liền lôi kéo đầu song đầu sư thú, vài trăm cân kia ném bay ra ngoài. Oanh! Sư thân khổng lồ kia nặng nề đập vào trên một cây đại thụ, đại thụ ứng tiếng mà gãy. Song đầu sư thú gào thét một tiếng, bò dậy muốn tiếp tục chạy trốn. Đáng tiếc, lão giả kia đã lần nữa đến trước người nó, quát to một tiếng, quyền đầu nặng nề đánh vào trên thân thể của nó lão giả cũng không bỏ qua liên tục xuất ra mấy quyền từng quyền oanh đả vào trên sư thân song đầu sư thú liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết cho đến cuối cùng không có chút lực phản kích nào mềm oạt ngã trên mặt đất kim sắc lăng vương cùng thanh viêm lang thấy cảnh tượng như vậy vội vàng lui trở về bên cạnh lăng tiếu thân thể cũng khẽ run rẩy chủ nhân 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 loại này thật cường đại kim sắc lăng vương hướng về phía lăng tiếu truyền ý niệm ừ ta biết lăng tiếu nắm chặt đao kiếm đáp hôm nay hắn trăm phần trăm có thể khẳng định người này tuyệt đối là cường giả linh sư giai chỉ là không biết cảnh giới đến tình trạng nào mà thôi từ khí thế mà nói hắn cùng tộc trưởng gia ra, ra cơ hồ không phân cao thấp chẳng qua là ai mạnh ai yếu cũng không biết song đầu sư thú bị lão giả kia tay không tươi sống đánh chết tiếp theo lão giả kia xoay đầu lại hướng lăng tiếu chào hỏi tiểu tử mượn vũ khí của ngươi sử dụng một chút lúc ra khỏi nhà quên mất mang theo vũ khí rồi lăng tiếu sắc mặt tối sầm lão đầu này thật đúng là không khách khí chẳng lẽ lão không biết hắn cầm trên tay nhưng là nhị giai trung cấp vũ khí vài nghìn kim tệ sao bất quá vừa nghĩ đến nhân ra đường đường là cường giả linh sư giai như thế nào lại đem hai thanh tiểu vũ khí này của hắn nhìn vào trong mắt cho nên không do dự cầm lam tinh kiếm trong tay hướng lão giả kia ném qua sau khi lão giả kia bắt được lam tinh kiếm ngón tay búng vào thân kiếm một cái phát ra một cái thanh âm thanh thúy ngô cũng không tệ lắm đáng tiếc phẩm chất hơi thấp một chút Lão giả hướng về Lam tinh kiếm đánh giá một tiếng, tiếp theo vung Lam tinh kiếm phân giải xong đầu sư thú. Không lâu sau, đầu xong đầu sư thú kia liền bị lão giả phân cách ra, bên trong một mảnh gân xanh hẹp dài giữ tợn bị lão giả rút ra, còn có một hàng răng nanh bén nhọn đều bị lão giả thu vào trong túi. "Tiểu tử, nơi này còn lại không ít đồ vật, ngươi có cần hay không?" Lão giả quay đầu lại hỏi Lăng Tiếu. Nhị giai cao cấp xong đầu sư thú toàn thân nhưng đều là bảo vật, ngoài gân xanh cùng răng nanh ra, nó còn có sư não tương sư mao. Những thứ này đều trị giá không ít kim tệ. Lão giả này chỉ lấy gân xanh cùng răng nanh, những thứ khác cũng không cần rồi. Lăng tiếu sửng rốt một chút nói, lão nhân ra, đây nhưng cũng thiếu thứ tốt, người chẳng lẽ không muốn sao? Ha ha, những thứ này đối với ta vô dụng, mang theo cũng chỉ là gánh nặng, tiểu tử, nếu như ngươi cần mà nói thì cứ lấy đi, bất quá thịt sư này lưu lại cho ta mấy khối để nướng ăn. Lão giả kia cười đem lam tinh kiếm ném trở lại cho lăng tiếu, a nói. Tiểu tử liền không khách khí rồi, lăng tiếu đáp một tiếng sau đó động thủ lấy não tương sư mao đợi lấy xong mấy thứ đáng giá sau đó lại cắt ra một khối thịt lớn lại gọi kim sắc lăng vương cùng thanh viêm lang đem số thịt còn lại phân ra tiểu tử hai con này là hộ thân linh thú của ngươi lão giả đã chú ý hai con lang linh thú này lâu rồi khi thấy lăng tiếu chỉ huy hai con lang linh thú này xé thịt của sư thú vẫn là thất kinh hỏi lăng tiếu khẽ đắc ý nói đây là linh thú hàng phục được vài ngày trước đó Cảm thấy thực lực không tệ liền để cho chúng nó đi theo ta. Ha ha, tiểu tử làm người cần chân thành, hai con linh thú này so với thực lực của ngươi thì mạnh hơn nhiều, ta cũng không tin ngươi có thể hàng phục bọn chúng, đây là trưởng bối của ngươi từ nhỏ chăn nuôi cho ngươi." Lão giả híp mắt cười nói. Một con nhị giai cao cấp Phong Lang, một con nhị giai trung cấp Thanh Viêm Lang, so sánh với Lăng Tiếu thực lực đều muốn mạnh hơn nhiều, lão giả tự nhiên không tin lời nói của Lăng Tiếu là sự thật. Lăng Tiếu cười khổ một cái không có tiếp tục giải thích. Sau đó ở phụ cận tìm một chút ít củi khô rồi đốt lửa lên, đem thịt sư tới nướng. Lão nhân ra sưng hô như thế nào? Lăng tiếu cảm thấy nhàm chán, một bên nướng thịt, một bên không nhịn được tò mò hỏi. Lão phù họ lệ, người khác gọi ta là lệ lão. Lão giả kia đáp, lệ lão. Lăng tiếu nghi ngờ một chút, trong lòng cảm thấy sưng hô này có chút quen tai, chỉ là một thời gian không có nhớ được là đã nghe qua ở đâu. Tiểu tử ngươi sưng hô như thế nào? Một người đến sân mạch lịch luyện nơi này chính là tiếp cận nội vi son mạch nhất rồi chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sợ sao lão giả tự xưng là lệ lão kia đánh giá lăng tiếu hỏi lăng tiếu nói lệ lão ngài gọi ta lăng tiếu là được rồi ta là một người lén chạy đến đây lịch luyện luôn ở trong nhà tu luyện cũng không phải là một việc tốt ngươi là hậu bối của lăng gia lệ lão kinh ngạc hỏi đúng vậy lệ lão ngài cũng là người ở vẫn thạch thành sao lăng tiếu đáp lăng tiếu cảm thấy lão nhân ra trước mắt này cũng không có ác ý bộ dáng hết sức hiền hòa cho nên cũng không ngại nói thật với lão nhân gia nếu như lão già này thật muốn đánh chủ ý với hắn người hắn cũng không phải là đối thủ của người ta ha ha, lão phu cũng là người ở vẫn thạch thành hơn nữa cùng tộc trưởng lăng thương của gia tộc các ngươi coi như là hào bằng hữu lệ lão vuốt dầu cười nói trong lòng lão lại mang theo nghi ngờ lăng gia khi nào nuôi hai con lăng linh thú này nguyên lai là người biết gia gia của ta ta đây cũng phải tôn sưng người một tiếng lệ gia gia lăng tiếu rất biết nịnh bợ nói người này nhưng là cường giả linh sư cấp, ở vẫn thạch thành nhưng là cao thủ nhất đẳng, nếu như có thể cùng nhân ra leo lên một chút quan hệ, đó là trăm lợi mà không có một hại. Thì ra người là tôn tử của lăng thương, không tệ không tệ, trẻ tuổi như thế liền muốn đột phá huyền giả dai, trở thành huyền sĩ dai rồi, xem ra lăng ra các ngươi tương lai sẽ lại nhiều thêm một vị cường giả. Lệ lão kinh ngạc một chút, tiếp theo khích lệ lăng tiếu nói, lệ lão quá khen rồi, tới đây ta đưa thịt cho ngài. Lăng tiếu chuyển thịt nướng khiêm tốn nói lệ lão cũng không khách khí nhận lấy từng mụm lớn bắt đầu ăn lăng tiếu lại nướng một khối cho mình lại hỏi lệ gia gia ngài đến sân mạch chính là vì bắt con song đầu sư thú này thôi sao đây cũng không phải mục tiêu của ta là đi tới đối diện tính toán chuẩn bị chút tài liệu trở về chế tạo mấy món vũ khí lệ lão rất tùy ý đáp căn bản không có nửa điểm bộ dạng cường giả thịnh khí lăng nhân chế tạo vũ khí ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé lăng tiếu lẩm bẩm một câu tiếp theo là mở to hai mắt nhìn lệ lão kinh hô ngài là là thủ tịch luyện khí đại sư của vẫn thạch thành lệ đại sư cái gì thủ tịch luyện khí đại sư chỉ là người khác xưng hô thôi lệ lão khoát tay nói nguyên lai là lệ đại sư tiểu tử thất kính lăng tiếu vội vàng cung kính nói nguyên lai lão giả ở trước mắt này chính là một vị tam gia luyện khí sư duy nhất ở vẫn thạch thành lệ không lệ đại sư ở vẫn thạch thành lệ không nhưng là có địa vị hết sức tôn quý các đại gia tộc đối với hắn đều muốn tôn sùng là thượng khách, bởi vì vẫn thạch thành đại bộ phận cao cấp vũ khí đều là do lão hoặc môn đồ của lão chế tạo, quan trọng hơn một chút là ở, trong vẫn thạch thành chỉ có lão một người có thể chế tạo ra Tam giai huyền binh. Đối với bất kỳ võ giả nào mà nói, có vũ khí nơi tay, lực chiến đấu có thể gia tăng rất nhiều, nhất là vũ khí càng cao cấp còn có thể xuất kỳ bất ý vượt cấp giết địch, cho nên võ giả bình thường đều sẽ trang bị vũ khí, như vậy mới có thể gia tăng năng lực chiến đấu của mình mà luyện khí sư có thể chế tạo ra cao cấp vũ khí hết sức hiếm thấy địa vị liền lộ ra vẻ đặc biệt cao quý rồi nhất là tam giai luyện khí sư như lệ đại sư lại càng hưởng địa vị vô thượng cái gì lệ đại sư hay không lệ đại sư ngươi tiểu tử này cũng không tệ lắm tựa như mới vừa rồi gọi ta là lệ gia gia thì tốt rồi đợi đến khi trở về vẫn thạch thành ta lại thăng cấp cho hai kiện vũ khí này một chút mới có thể đạt đến nhị giai cao cấp coi như là vì công lao mới vừa rồi ngươi giúp ta ngăn trở đầu song đầu sư thú này đi lệ không khoát tay nói vậy vậy thì đa tạ lệ gia ra, ra lăng tiếu đáp trong lòng hắn hiện tại có thể đáp ý không nghĩ tới tùy tiện biết được lão đầu này lại là luyện khí đại sư có danh khí nhất trong thành hơn nữa còn đáp ứng giúp hắn một lần nữa thăng cấp vũ khí đây quả là khiến cho hắn vui mừng quá đỗi nhị giai vũ khí ở vẫn thạch thành không ít nhưng mà nhị giai cao cấp vũ khí trở lên lại hết sức hiếm thấy ở trong gia tộc những chấp sự kia tất cả đều là mang theo nhị giai trung cấp vũ khí mà thôi đến nay vẫn chưa thấy có người sử dụng nhị giai cao cấp vũ khí Ban đầu Lăng Tiếu hướng Thái thượng trưởng lão đòi vũ khí, biết Thái thượng trưởng lão có cất giấu, nhưng mà Thái thượng trưởng lão cũng không cho hắn, phải đợi hắn đến trung giai huyền sĩ mới bằng lòng cho hắn sử dụng, có thể thấy được nhị giai cao cấp vũ khí có giá trị hết sức bất phàm. Bất quá Lăng Tiếu tự hồ đối với cái này còn chưa hài lòng lắm, hắn thử dò xét hỏi, "Lệ gia gia, người nhìn kiện vũ khí này của ta có thể lên đến tam giai huyền binh hay không?" Binh khí tổng cộng chia làm 5 đẳng cấp người phẩm giai, theo thứ tự là phàm, huyền, linh, thánh, thần. Mỗi hai giai là một cái cấp bậc, đạt tới cấp 3 xưng là huyền binh rồi. Nghe lời này, Lệ không sắc mặt tối sầm lắm, hắn tức giận nói, ngươi cho rằng huyền binh tùy thời đều có thể chế tạo a? À? Muốn chế tạo huyền binh, trừ muốn dùng tài liệu phẩm cấp cao, còn phải có thú đan của tam giai linh thú mới có thể luyện chế, tam giai linh thú đây chính là tồn tại đồng đẳng với cường giả linh sư giai, ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể bắt được? Thì ra là như vậy, Lệ gia gia đừng trách tiểu tử không hiểu chuyện. Lăng Tiếu vội vàng nói, trong lòng lại đang khinh bỉ. Xem ra Tam gia luyện khí sư cũng không gì hơn cái này. Nếu để cho lệ không nghe được tiếng lòng của Lăng Tiếu mà nói, chỉ sợ lập tức một cái tát đánh cho hắn nằm xuống. Đường Đường là thủ tịch luyện khí đại sư, của vẫn thạch thành lại bị một tên tiểu tử như vậy khinh bỉ, thật sự là thiên đại trào phúng. Đúng rồi, lệ gia gia ngài còn chưa thu đồ đệ, ngươi nhìn tư chất của ta thì như thế nào? Lăng Tiếu xoa xoa đôi bàn tay hỏi. Hắn đang suy nghĩ, nếu luyện khí sư được hoan nghênh như vậy chính mình sao không học một chút lấy thiên tư của hắn có lẽ rất nhanh học xong lệ không trên dưới đánh giá lăng tiếu một chút nói chờ ngươi đột phá huyền sĩ giai rồi lại nói luyện khí sư cùng luyện đan sư giống nhau đều phải là võ giả hỏa thuộc tính mới có thể học tập hơn nữa ta khuyên ngươi vẫn là đừng đem tâm tư thả vào cái này tin tưởng lăng thương cũng không cho phép ngươi bái ta làm thầy muốn trở thành một gã luyện khí sư cũng phải cần rất nhiều tinh lực như thế sẽ hao phí thời gian tu luyện của ngươi chỉ sẽ làm giảm tiến trình của ngươi lăng tiếu gãi gãi cái ót nói vậy hay là thôi đi trong lòng hắn thầm nghĩ lấy hắn đẹp trai như vậy đi làm nghề rèn sắt chỉ sợ sẽ tổn hại hình tượng nếu như là luyện đan sư còn suy nghĩ một chút mặt trời lên khi lăng tiếu tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của lệ không giỏi bất quá tối hôm qua hắn cùng với lệ không tán gẫu cũng biết rõ là lão muốn tiến vào nội vi sơn mạch theo lệ không nói ở không xa chỗ này có một cái cầu có thể đi vào chỗ sâu nội vi chẳng qua là cái cầu này dị thường hung hiểm hơi không cẩn thận sẽ phải rơi xuống vực sâu hơn nữa cho dù sau khi qua cầu đến nội vi linh thú thấp nhất đều là trên nhị giai cao cấp hơn nữa tam giai linh thú cũng là thường thường nuôi tới ở nội vi chỗ sâu này còn có tứ giai ngũ giai những linh thú đẳng cấp cao này lão khuyên bảo lăng tiếu ngàn vạn lần không được tùy ý bước vào nội vi sơn mạch kia lăng tiếu biết lệ không đây là nói lời thật hắn cũng tạm thời không có can đảm tiến vào trong nội vi trừ phi hắn đạt tới cao giai huyền sĩ có lực tự vệ mới đi tìm tòi đến tột cùng lăng tiếu tiếp tục hành trình tìm kiếm bí cảnh hắn nghĩ đến nếu như trong vòng ba ngày lại tìm không được bí cảnh liền buông tha trở về hắn đã đi ra hơn một tháng rồi thật sự nếu không trở về chỉ sợ người trong nhà cùng lão thái gia cũng sẽ lo lắng ba ngày đảo mắt mà qua chung quanh đây cũng không thấy tam gia linh thú thường lui tới đến tột cùng là chỗ nào lăng tiếu như cũ không có bất kỳ phát hiện nào trong lòng đối với cái gọi là bí cảnh này càng ngày càng không có suy nghĩ nhiều rồi quên đi xem ra thật chỉ là một âm mưu vẫn là trở về đi thôi lăng tiếu thất vọng tự nói một câu trong lòng đã hoàn toàn buông tha cho tiếp tục tìm kiếm bí cảnh rồi đang ở lúc lăng tiếu muốn rời đi thanh viêm lang hướng về phía kim sắc lang vương gầm nhẹ mấy tiếng tiếp theo kim sắc lang vương đối với lăng tiếu chuyển ý niệm nói chủ nhân tiểu viêm có phát hiện phát hiện cái gì đi xem một chút lăng tiếu kinh ngạc nói đi không bao xa đi tới bên cạnh vách đá thâm uyên hai giới thanh viêm lang càng không ngừng hướng phía dưới gầm nhẹ Lăng Tiếu co thân thể lại, đi tới bên cạnh Thâm Uyên đưa đầu nhìn xuống dưới, từng đợt âm phong đánh tới để cho hắn lạnh đến muốn chết. Không có phát hiện gì à? Lăng Tiếu hơi nhìn mấy lần, chỉ thấy ở dưới vách đá trừ một ít cỏ dại ra lại không phát hiện ra cái khác, đang ở lúc hắn muốn đem đầu rụt về lại, con ngươi co rụt lại, lập tức kinh hô lên, đó, đó là âm, âm phong thảo. Ở dưới vách đá hơn 10 thước, có ba gốc hôi sắc tiểu thảo, cái này hiển nhiên là âm phong thảo âm phong thảo, tam giai cao cấp phong thuộc tính linh thảo, ban đầu độc ưng quy thuận hắn liền hiến cho hắn một gốc âm phong thảo, không nghĩ ở dưới vách đá của thâm uyên tiếp giáp hai giới này lại sinh trưởng. Hơn nữa còn không chỉ có một gốc, tổng cộng có ba gốc âm phong thảo, chỉ sợ hắn lại đem vài cọng tiểu thảo cho rằng là cỏ dại bình thường để đối đãi, thật không ngờ vừa nhỏ vừa tầm thường quả thật làm, cho người ta khó có thể nhìn ra được. Xong, lăng tiếu không có bị vui sướng bất thình lình khiến cho bị vắng đầu, hắn vội vàng không ngừng lui về phía sau, bởi vì hắn biết địa phương có âm phong thảo bình thường sẽ có âm phong thú cho dù hắn cộng thêm hai con lang linh thú cũng không phải đối thủ của người ta tiểu kim ngươi xem một chút chung quanh đây có hay không ra hỏa đặc biệt cường đại lăng tiếu hỏi kim sắc lăng vương kim sắc lăng vương cảm ứng một chút nói chủ nhân thật không có phát hiện ra hỏa cường đại lăng tiếu sửng sốt một chút sau đó lẩm bẩm chẳng lẽ nơi này không có âm phong thú thủ hộ lúc này lăng tiếu do dự ba gốc tam giai âm phong thảo đây cũng là linh thảo có thể đánh ra giá trị trên trời, nói không động tâm là gạt người, nhưng mà lại sợ có linh thú cường đại bảo vệ. Trước khi chưa hái được linh thảo, sợ rằng liền bị linh thú ăn. Chủ nhân, ta muốn ăn ba gốc linh thảo kia, nó có thể khiến cho ta tăng lên lực chiến đấu. Kim sắc lăng vương chuyển ý niệm nói. Kim sắc lăng vương là tam nhãn phong lăng biến dị, bó trừ có kim thuộc tính ra, còn có phong thuộc tính tự thân. Nếu như ăn cái tam gia linh thảo phong thuộc tính này, nhất định có thể tăng cường thực lực của nó thật lớn lăng tiếu lần nữa hỏi người xác định chung quanh thật không có ra hỏa cường đại chủ nhân thật không có cảm ứng của ta sẽ không sai kim sắc lăng vương khẳng định đáp mẹ kiếp liều mạng lăng tiếu xoa sao đôi bàn tay hạ quyết tâm muốn lấy ba gốc âm phong thảo này rồi bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm không có một chút nguy hiểm thì kiếm đâu ra chỗ tốt lăng tiếu ở phụ cận tình được một chút thảo đằng sau đó đem bọn họ đều trói chặt lại sau khi dùng sức lôi kéo xác định không có vấn đề gì lại lần nữa đi tới thâm uyên kia đem thảo đằng cột vào một thân cây đại thụ tiểu kim nhất định phải cẩn thận không cho phép bất kỳ vật gì có thể làm đứt thảo đằng này nếu không chủ nhân anh tuấn vĩ đại nhất của ngươi liền chết có biết không lăng tiếu đối với kim sắc lăng vương trịnh trọng bàn giao nói vâng thưa chủ nhân kim sắc lăng vương đáp ngay sau đó lăng tiếu đem thảo đằng cũng trói ở trên người sau đó từ từ hướng vách đá ở phía dưới bò xuống từng đợt âm phong sát khí từ phía dưới dâng lên lăng tiếu phải vận khí huyền lực hộ thể nhưng mà cái này vẫn cảm thấy hết sức âm lãnh khó chịu. Âm khí thật nặng, khó trách có thể sinh trưởng ra âm phong thảo. Lăng Tiếu ở trong lòng thở dài một câu, vô cùng cẩn thận bò xuống phía dưới. Nếu là hơi không cẩn thận rơi xuống vực sâu vạn trượng này, chỉ sợ 10 cái mạng cũng không đủ chết rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời ba đầu nhị giai đề cấp thanh phong hạc từ trên bay qua. Di, Phía dưới có hai con lang linh thú?" Gã thanh niên thật thà ngồi ở trên thanh phong hạc kinh ngạc nói. "Có cái gì kỳ quái?" Nơi này liền gần đến nội vi rồi, cao cấp linh thú cũng không ít. Thanh niên Tuấn Lãng ngồi ở trên một đầu thanh phong hạc khác đáp. Thiếu nữ duy nhất ở giữa mang mạn che mặt kia không có lên tiếng. Ba người này nhưng không phải là mấy ngày trước lăng tiếu đã gặp qua sao. Di, phía dưới còn có người. Tên thanh niên thật thả kia lần nữa kinh ngạc nói. Lần này thanh niên Tuấn Lãng kia bĩu môi không đáp lời nữa. Hiển nhiên đối với thanh niên thật thả có chút không nhịn được. Bát sư huynh. Thanh niên thật thả hướng về thanh niên Tuấn Lãng kia kêu to nói sư đệ ngươi lại làm sao nữa rồi? Thanh niên Tuấn lãng nhịn không được đáp. Người nọ ở phía dưới không phải là cái mà mấy ngày trước đây ngươi đã giết chết sao? Thanh niên thật thà nói. Làm sao có thể? Thanh niên Tuấn lãng không tin nói một câu, bất quá ánh mắt vẫn là nhìn xuống. Thật sự là tiểu tử thúi kia, lại không chết, lần này ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh niên Tuấn lãng trong nháy mắt tuôn ra sát khí, hắn không nghĩ tới đối phương lại trúng một chiêu của hắn mà không chết, trong lòng rất là căm tức đúng lúc thanh niên tuấn lãng muốn khu xử thanh phong hạc bay xuống, thiếu nữ kia cuối cùng mở miệng, nàng khẩn trương nói, đi mau, là tam giai thiểm điện điêu. U, cách đó không xa một con hắc sắc đại điêu phát ra một tiếng tê minh, hướng bọn hắn bên này đánh tới. Hắc sau đại điêu minh khiếu một tiếng, ba người ngồi trên thanh phong hạc đều lắc lư lên, hiển nhiên đối với đại điêu kia hết sức e ngại. Nhưng mà liền ở lúc ba người muốn vội vàng rút lui, lại thấy con đại điêu kia hướng vách đá phi nhanh xuống, kim sắc lang vương cùng thanh viêm lang hướng về hắc sắc đại điều kia đều hống khiếu lên, thân thể nhưng đang không ngừng lui về phía sau, đều bởi vì bọn chúng biết thực lực của con đại điều này so sánh với bọn chúng, thì mạnh hơn nhiều lắm. Chủ nhân, có gia hỏa cường đại tới. Kim sắc lang vương không quên đối với lang tiếu truyền ý niệm. Lăng Tiếu đã nhanh chóng đến gần ba gốc âm phong thảo kia rồi, nhưng mà lại nghe được ý niệm của Kim Sắc lang Vương truyền tới, trong tay khẽ run rẩy, dưới thân thể trượt xuống mấy thước, cũng vượt qua vị trí của âm phong thảo kia mẹ kiếp, chim thật là to. Lăng tiếu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng đen che trời đang hướng hắn phi phắc xuống, ở trong lòng kinh hãi nói. Lăng tiếu không dám trần chờ, nắm đằng thảo toàn lực bò lên, cả ba gốc âm phong thảo kia cũng không dám động, không có gì so với mạng mình còn quan trọng hơn rồi. Đáng tiếc hắn bò lên vẫn không đủ nhanh, cự trảo của thiểm điện điêu kia đã hướng hắn trảo xuống rồi. Nguy rồi. Lăng tiếu kinh hô một tiếng, ở giữa không trung hắn vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho thiểm điện điêu xem là thịt cá rồi. Thiểm điện điêu một chảo bắt được thân thể của lăng tiếu, lại là một tiếng tê minh, trực tiếp kéo lăng tiếu hướng lên trời cao, thảo đằng buộc lăng tiếu kia trong nháy mắt bị xé đứt rồi. Ha ha, tạp trùng chết tiệt, xem ra coi như là linh thú cũng không muốn bỏ qua cho ngươi. Ở giữa không trung tên thanh niên Tuấn Lãng thấy tình huống này, không khỏi ha ha phá lên cười. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé đi mau, nó hướng chúng ta bay tới rồi. Thiếu nữ kia lần nữa kinh hô, sau đó không dám trần chờ khu sử thanh phong hạc chạy trốn. Hai gã thanh niên khác cũng không dám lưu lại, cùng theo đó khu sử thanh phong hạc chạy trốn. U, thiểm điện điêu lần nữa hí lên một tiếng, một đạo phong nhận trong nháy mắt bắn nhanh ra, hướng thanh phong hạc mà thanh niên tuấn lãng kia cưỡi đánh tới. Thanh phong hạc căn bản không kịp né tránh, một cái liền bị phong nhận cắt rớt, nó kinh hô một tiếng, thân thể lập tức rơi xuống phía dưới. Không sư đệ mau cứu ta thanh niên tuấn lãng kia kinh khiếu một tiếng chỗ đặt chân của thân thể không ổn cũng từ không trung rơi xuống trên cao đến mấy trăm thước chỉ sợ cao thủ linh sư dây rơi xuống cũng đều phải chết bát sư huynh thanh niên thật thà kia gọi một tiếng lập tức để cho thanh phong hạc của hắn bay đến đón thanh niên tuấn lãng kia hô thanh niên tuấn lãng kia rơi xuống trên thanh phong hạc của thanh niên thật thà thần sắc hết sức trắng bệch thở phào nhẹ nhõm các ngươi mau đi xuống phía dưới trốn ta tới ứng phó nó thiếu nữ kia rút ra nhuyễn kiếm, đứng ở trên lưng thanh phong hạc nghênh hướng thiểm điện đại điêu, lăng tiếu ở dưới trào của thiểm điện điêu nhìn lam y thiếu nữ anh tư hiên ngang, trong lòng thầm hô, thật đẹp. tam giai linh thú đã có linh thức, biết rõ cơ nhiên có người ở trên không trung khiêu khích uy nghiêm hoàng giả của nó, lần nữa phun ra một đạo phong nhận hướng thiếu nữ kia oanh tới, song thực lực của thiếu nữ kia hết sức bất phàm, nhuyễn kiếm trong tay đồng dạng xuất ra một đạo lam sắc quang mang đối oanh tới, oanh giữa không trung giống như nở rộ ra phó hoa lam sắc duy mỹ thật là đáng sợ chẳng lẽ bé con kia cũng có thực lực linh sư giai lăng tiếu nhìn đối oanh ở trước mặt trong lòng cuồng hãi bát sư huynh chúng ta đi chợ giúp tiểu sư muội thanh niên thật thà hỏi thanh niên tuấn lãng ở phía sau hắn nói thanh niên tuấn lãng có chút mất bình tĩnh nói vẫn là đừng đi thực lực của tiểu sư muội hơn xa chúng ta tin tưởng nàng có thể thoát khỏi thiểm điện điêu mới vừa rồi hắn bị thiểm điện điêu hù dọa cho vỡ mật làm sao còn dám lại đi nghênh chiến, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Không được, vạn nhất tiểu sư muội lại xảy ra chuyện thì làm thế nào bây giờ? Thanh niên thật thả kia không đồng ý nói, tiếp đó khu sử thanh phong hạc lần nữa bay lên phía trên. Ngươi điên rồi, ngươi muốn đi một mình ngươi đi đi, trước để cho ta xuống. Thanh niên tuấn lãng kia gấp gáp hống khiếu nói. Oanh oanh, giữa không trung lại là mấy đạo năng lượng đối oanh vang lên. Ai? Bát sư huynh, ta coi như là nhìn nhầm ngươi, thanh niên thật thả thán một tiếng, không cam lòng nhìn đối chiến trên cao không, sau đó sử thanh phong hạc hạ xuống, để cho sư huynh của hắn ở sau lưng nhảy xuống mặt đất. Thanh niên tuấn lãng kia không do dự nhảy xuống mặt đất, thanh niên thật thả kia lần nữa khu sử thanh phong hạc bay lên, đồng thời rút ra song cự phủ kia ở sau lưng hét lớn, tiểu sư muội, ta tới giúp ngươi. Thanh niên trẻ tuổi tay cầm một đôi cự phủ màu bạc sáng bóng, vừa nhìn đã biết đây tối thiểu là vũ khí trên cấp 2 trung giai. Hắn đứng trên lưng thanh phong hạc múa cự phủ, hai đạo hào quang màu vàng đất từ phía sau đánh về phía Thiểm Điện Điêu. Hắn vốn tưởng rằng sẽ tạo thành tổn thương gì đó với Thẩm Điện Điêu, ai ngờ Thẩm Điện Điêu giống như có mắt sau lưng né tránh lên trên, đồng thời dùng móng vuốt ngăn cản công kích của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đáng thương bị hai đạo hào quang màu vàng đất trực tiếp đánh vào người. Lăng Tiếu đành chịu bị đánh hai cái và phát ra tiếng kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trong thân thể quay cuồng, hiển nhiên đã bị thương nặng, nhưng hắn vẫn gầm rú nói với người thanh niên kia, đại tử, ngươi có thể sáng mắt ra hay chưa? Ngươi muốn mưu tài hại mạng à? Ta, ta không cố ý, thực xin lỗi, ta chỉ muốn giúp tiểu sư muội của ta mà thôi. Người trẻ tuổi chất phác xin lỗi. Sư huynh, ngươi xuống trước đi, ngươi không phải đối thủ của nó đâu. Thiếu nữ kia đứng trên người thanh phong hạc kêu to nói với tên thanh niên. Lúc này, thiểm điện điêu không còn để ý đến thiếu nữ nữa, trực tiếp quay đầu đánh về hướng người trẻ tuổi chất phác, hiển nhiên nó tức giận vì vừa rồi bị đánh lén con chim đáng chết, ta không sợ ngươi đâu. Người trẻ tuổi chất phác đối mặt với thiểm điện điêu cũng không e ngại, ngược lại cầm cự phủ nghênh đón công kích. Sư huynh chạy mau. Thiếu nữ kia lập tức hoảng sợ hét lên, trong tay ngưng kết huyền lực cường đại, múa kiếm bay tới. Một đạo kiếm khi còn mạnh hơn mấy chục lần công kích của huyền sĩ, cao dài đánh thẳng vào thiểm điện điêu. Thiểm điện điêu dường như đã sớm có phòng bị, thân thể nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, né tránh đạo công kích kia, đồng thời cánh của nó vỗ mạnh, có hai đạo điện quang đánh thẳng vào người trẻ tuổi kia. Công kích lôi thuộc tính, thiểm điện điêu chụp thẳng vào Lăng Tiếu Hoàng sợ hét lên. Nói chung thuộc tính chia thành thuộc tính ngũ hành, gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhưng cũng có các loại thuộc tính hiếm thấy khác như phong, lôi, quang, ám. Trong đó lực công kích mạnh nhất trong chín đại thuộc tính cũng không phải thuộc tính kim hay hỏa, mà là lôi thuộc tính. Thiên lôi có thiên uy hủy thiên diệt địa, thân có lôi thuộc tính cũng phải hấp thu thiên lôi lực để tu luyện thân thể khi thân thể đạt đến mức tận cùng, có thể dẫn động thiên lôi làm thủ đoạn công kích mạnh nhất. Nhưng thiểm điện điêu, tam giai này dường như chỉ có thể sử dụng thuộc tính công kích của bản thân, vẫn không thể dẫn động thiên lôi công kích, mặc dù công kích như vậy cũng vô cùng khủng khiếp. Điện mang màu tím phát ra tiếng vang ù ù, không khí xung quanh đều bị xé nứt. Người trẻ tuổi biến sắc, thanh phong hạc căn bản không kịp trốn tránh, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, liên tục huy động cự phủ tạo ra hơn 10 đạo huyền lực nghênh tiếp điện mang kia. Ầm, um, chiêu số của người trẻ tuổi kia căn bản vô dụng, trực tiếp bị điện mang kia nuốt hết, điện mang trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn, khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, từ giữa không trung bay ngược xuống dưới, may mắn Thanh Phong Hạc kịp thời tiếp được hắn, để hắn may mắn thoát khỏi đau đớn. Nhưng nhìn thảm trạng toàn thân cháy đen, chắc chắn không thể tái chiến. Sư huynh, thiếu nữ kia kinh hô, trong mắt lộ ra sát khí đậm đặc, nhuyễn kiếm trong tay vung vẩy liên tục, từng đạo linh lực như nước hội tụ tới. Có thể tụ tập linh lực. Chuyện này không thể nào lăng tiếu hoảng hốt nhìn qua thiếu nữ kia rõ ràng tụ tập linh lực trong không khí phải biết rằng đây chính là cường chiêu chỉ có cường giả siêu cấp cấp vương mới có thể đánh ra huyền giả giai có thể ngưng tụ huyền lực tu luyện sau khi tu luyện huyền lực đạt tới trình độ nhất định khi có thể phóng ra ngoài cơ thể chẳng khác nào đột phá huyền sĩ giai thành công nếu đạt tới linh sư giai là có thể điều động linh khí thiên địa tu luyện đến lúc đó trong cơ thể cũng không phải tu luyện huyền lực mà là linh lực thế nhưng linh sư giai chỉ có thể hấp thu linh lực tu luyện lại không thể điều động linh khí thiên địa làm thủ đoạn công kích, nếu như có thể lợi dụng thiên địa linh khí công kích, vậy chỉ có đạt trên cấp vương mới có khả năng. Người thiếu nữ trước mắt này tối đa chỉ là linh sư cấp thấp, nhưng có thể điều động linh khí công kích, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng. Người trẻ tuổi khôi ngô dưới đất nhìn cuộc chiến giữa không trung, đồng dạng khiếp sợ lẩm bẩm, tiểu sư muội muốn sử dụng chiêu kia, thật sự là đáng sợ, tin tưởng nhất định có thể giết chết tên tạp mao súc sinh này ở bên kia lăng vương kim sắc và thanh viêm lang cũng không ngừng gầm rú, chúng lo lắng cho lăng tiếu, nhất là lăng vương kim sắc, đây là chuyện quan hệ đến tánh mạng của nó, nếu lăng tiếu chết, nó cũng chỉ có thể chôn cùng lăng tiếu. Linh khí quanh người thiếu nữ càng không ngừng hội tụ, khí thế cũng không ngừng tăng vọt, sinh ra cảm giác áp bách rất lớn xung quanh. Chiếc khăn che mặt bị mồ hôi thấm ướt, có thể thấy được nàng sử xuất ra chiêu này cũng không hề thoải mái. Thiểm điện điêu đương nhiên phát giác ra chiêu cường đại này, nó ngửa mặt lên trời hét to một tiếng trong miệng nhổ ra mấy đạo phong nhận hai cánh lại đồng thời vỗ mấy đạo lôi điện xen lẫn gió thổi tập kích về phía cô gái kia chiến đấu kịch liệt chỉ sợ huyền sĩ cao giai bị một đạo năng lượng trong đó đụng vào cũng bị đánh cho te tua lăng tiếu ở dưới điêu chảo như quên đi an nguy của mình nhìn đại chiến kinh thiên trước mắt trong lòng kinh hãi ngay lúc này cô gái kia kinh hô một tiếng nhuyễn kiếm chém ra thủy linh lực đã ngưng kết cực lớn giống như thủy cầu ẩn chứa lực phá hoại cường đại đối chọi với lưỡi dao gió và lôi điện của thiểm điện điêu rầm rầm công kích vô cùng ác liệt phát ra tiếng nổ khủng bố giữa không trung cự cầu thủy linh lực đánh tan lưỡi dao gió lôi điện tiếp tục đập về phía thiểm điện điêu ôi thiểm điện điêu kinh hãi kêu lên cự cánh đập điên cuồng lại là mấy đạo lôi điện đánh tới đồng thời chảo hạ buông lỏng lăng tiếu từ giữa không trung té xuống thiểm điện điêu tránh được công kích cường đại kia chỉ là dưới bụng có rất nhiều lông vũ bị đánh rơi xuống cứu mạng Lăng Tiếu ở giữa không trung giống như con rùa đen vung vẩy tứ chi cả kinh kêu lên. Hắn hiện tại cách không trung vài trăm mét, nếu té xuống sẽ thập tử vô sinh. Mẹ kiếp, không phải nói người tốt sẽ có phúc tốt sao? Người tốt như bản thiếu gia làm sao có thể đoàn mệnh như vậy? Trời xanh, ngươi thực là có mắt không tròng. Trong lòng Lăng Tiếu tuyệt vọng khôn cùng, giống giận, hắn không cam lòng. Hai lần đều chết trẻ như vậy, là ai cũng vô cùng không muốn. Lục lão, ngươi mau ra đây cứu mạng lăng tiếu trong tình cảnh vô kế khả thi lại nhớ tới lục ông trong thức hải của hắn không ngừng kêu gọi đáng tiếc lục ông không có bất kỳ đáp lại tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh lăng tiếu nhắm mắt lại nhận lấy triệu hoán của tử thần lần nữa bỗng nhiên hắn thấy mình rơi lên một vật mềm nhũn lăng tiếu mở to mắt kêu to chẳng lẽ nhân phẩm bản thiếu gia bộc phát không chết không muốn chết thì im miệng một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai lăng tiếu lúc này lăng tiếu mới nhìn rõ tình huống thì ra hắn đang ngồi trên thanh phong hạc chính là thiếu nữ kia đã cứu hắn tiên tiên nữ đa tạ ân cứu mạng lăng tiếu vội vàng cảm kích nói với thiếu nữ đang nửa nằm trên thanh phong hạc trong lòng cũng khinh bạc nói thơm quá dáng người tuyệt đẹp cô gái kia không đếm xỉa tới hội lăng tiếu nàng sử xuất cấm chiêu toàn thân vô lực địa bới ra tại thanh phong hạc phía trên thúc giục thanh phong hạc xuống bỏ chạy thiểm điện điêu chính là bá chủ trên không trung tiếc rằng nó không phải đối thủ của người ta, đến trên mặt đất có lẽ còn có một tia sinh cơ. Đáng tiếc Thanh Phong Hạc cùng Thiểm Điện Điêu tranh lệch cấp bậc quá lớn, hơn nữa thiếu nữ vừa rồi dùng một chiêu siêu mạnh đã chọc giận Thiểm Điện Điêu, tuy không có đánh trúng chỗ hiểm của nó thế nhưng mà, cũng làm nó rơi dụng không ít lông vũ, nó thể phải giết chết mấy tên nhân loại ghê tởm này. Nó vỗ cánh mấy cái, lập tức bay thẳng về phía Thanh Phong Hạc. Lần này Thiểm Điện Điêu không có dùng thuộc tính công kích, nó dùng mỏ mổ vào thanh phong hạc, móng vuốt sắc bén cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp chảo lên hai cánh của thanh phong hạc. Thanh phong hạc kêu to si một tiếng, thân thể càng không ngừng lay động, thiếu nữ cùng lăng tiếu trên lưng lắc qua lắc lại như sắp rơi xuống, khá tốt lăng tiếu một tay kịp thời bắt lấy lông vũ của thanh phong hạc, một tay nắm lấy thân thể mềm mại của thiếu nữ kia. Mà thiểm điện điêu, nhìn thấy thiếu nữ cùng lăng tiếu vùng vẫy dãy chết thì dường như càng thêm đắc ý, nó tiếp tục mổ vào cổ của thanh phong hạc, một khối huyết nhục bị mổ ra thanh phong hạc lay động vài cái từ trên cao bay thẳng xuống dưới thiếu nữ cùng lăng tiếu trên người của nó kinh hô lên khăn che mặt của thiếu nữ bị gió mạnh cuốn đi một gương mặt tuyệt diễm hiện ra trước mặt lăng tiếu gần trong găng tấp trên gương mặt bóng loáng trắng nõn như ngọc chính là đôi mắt dễ thương như thu thủy ai nhìn thấy cũng phải thương hoa tết ngọc đôi mi lá liễu của nàng nhíu một cái càng làm cho nam nhân siêu lòng đôi môi thơm như hoa lan ngũ quan phối hợp hoàn mỹ vô khuyết trên người tỏa ra tiên khí khiến người ta không thể sinh lòng khinh nhờn lại phối hợp với tơ lụa mỏng trên người của nàng, tay áo bồng bềnh giống như không ăn khói lửa nhân gian, như tiên nữ thiên giới hạ phàm, đẹp tới mức khiến người ta hoa mắt. Đẹp quá. Lăng Tiếu ngơ ngác nhìn qua thiếu nữ 17, 18 tuổi, kìm lòng không được tán thưởng một câu. Trong lòng của hắn đột nhiên nhảy mạnh, một cảm xúc trước nay chưa từng có xuất hiện. Cô gái kia có chút nhíu mày, cũng không quan tâm tới Lăng Tiếu, mà là đang tự hỏi tự cứu mình thế nào. Ôi, Thiểm Điện Điêu thấy hai người không có té ra khỏi lưng Thanh Phong, hạc thì kêu to một tiếng một đạo phong nhận đánh vào người thanh phong hạc xíu thanh phong hạc bị phong nhận cắt thành hai nửa mà thiếu nữ cùng lăng tiếu trên lưng của nó kêu to lên từ trên lưng hạc té xuống súc sinh đáng chết lão tử cho dù chết cũng kéo ngươi đệm lưng lăng tiếu tự biết lần này không có vận khí tốt như vậy lúc này một tay ôm thiếu nữ trong ngực thấp giọng nói với thiếu nữ ôm chặt thân thể của ta sau đó hắn buông thiếu nữ ra một tay vỗ lên tay áo xíu một mũi tên bắn lén từ trong tay áo của lăng tiếu bắn ra ngoài. Ôi! Thiểm điện điêu do không kịp để phòng bị tên bắn lén đánh trúng vào bụng dưới, phát ra tiếng kêu xé lòng. Thiểm điện điêu cũng không có chết đi như vậy, ngược lại càng kích thích hung tính của nó. Đôi cánh lớn vỗ một cái, hai đạo lôi điện chi lực nện vào lăng tiêu. Không tốt! Lăng tiếu kinh hô một tiếng, ôm chặt thiếu nữ kia, hắn dùng thân thể của mình làm tấm chắn cho thiếu nữ. Oanh! Lăng tiếu bị đánh trúng và phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, một ngụ máu tươi phun lên mặt kiểu diễm của thiếu nữ hai người rơi xuống thật nhanh lúc này thiểm điện điêu cũng giãy dụa vài cái thân thể khổng lồ cũng rơi xuống hiển nhiên là tên bắn lén độc phát giữa không trung lăng tiếu ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp kia bị thiểm điện điêu đánh chúng làm thân thể rơi xuống nhanh hơn dưới đất lăng vương kim sắc cùng thanh viêm lang đồng thời hét to lao thẳng về hướng lăng tiếu té xuống bên kia thanh niên chất phác bị thiểm điện điêu đánh trọng thương miễn cưỡng ăn vào đan dược vào nhìn thấy tiểu sư muội bị đánh rơi xuống hắn nhanh chóng thúc giục thanh phong hạc đuổi theo nhanh lại nhanh hơn nữa thanh niên chất phác không có để ý tới thương thế trên người cắn răng thúc giục thanh phong hạc đáng tiếc cách xa nhau khoảng cách quá xa mà tốc độ rơi xuống của hai người quá nhanh hắn đuổi theo không kịp hai người cũng không có ngã xuống đất mà là rơi vào trong vực sâu xuống đi nhất định phải tiếp được bọn họ thanh niên chất phác quát lên trong lòng của hắn gấp gáp tiểu sư muội có địa vị trong tông môn rất siêu nhiên vạn nhất xảy ra chuyện gì thì bọn họ không chịu nổi lửa giận của tông môn thanh phong hạc kêu một tiếng dương cánh bay theo thanh phong hạc bay xuống gần trăm trượng và sắp đuổi kịp nó lại phát ra một tiếng kêu to cũng không có đuổi theo xuống dưới mà là bay thẳng lên trên dường như cảm giác được thứ gì quá đáng sợ ngươi làm gì nhanh bay xuống tiếp bọn họ đi thanh niên chất phác tức giận vỗ lên người thanh phong hạc và thúc giục thế nhưng mà thanh phong hạc vẫn không có để ý tới càng không ngừng phát ra tiếng cc si si. mặc kệ thanh niên chất phác thúc giục thế nào cũng không bay xuống dưới súc sinh đáng chết thanh niên chất phác tức giận quát một tiếng hắn tức giận nệ một quyền vào người thanh phong hạc chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu sư muội và lăng tiếu rơi vào vực sâu không đáy tiểu sư muội lang vương kim sắc cùng thanh viêm lang chạy tới biên giới vực sâu và kêu to lên trong khi hai người rơi xuống thần sắc đều trắng bệch cô gái kia sợ hãi ho dùng thất sắc ôm chặt lấy eo của lăng tiếu cho dù thực lực của nàng mạnh hơn Lăng Tiếu nhiều, thế nhưng mà vào thời khắc đối mặt với sinh tử, thì nàng vẫn không kiềm được sợ hãi trong lòng. Làm sao bây giờ? Nên xử lý thế nào? Trong lòng Lăng Tiếu không ngừng hô to, lúc này hắn cũng chẳng biết làm gì. Hai người cũng rơi xuống không bao lâu, cô gái kia té xỉu trong ngực Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tuy ôm người đẹp như tiên, thế nhưng mà trong lòng không có chút vui mừng nào, hắn nhìn thấy thiếu nữ gần trong gang tấc và nói, hai người chết không bằng một người chết vào thời khắc hai người sắp rơi vào đất thì lăng tiếu hét lớn một tiếng thân thể ôm cô gái kia xoay lại hắn ôm thân thể cô gái hướng lên mà chính mình lại lót dưới nàng oanh hai người rơi vào mặt đất rắn chắc nửa ngày sau trên vực sâu hai người trẻ tuổi đang cãi lộn Sư đệ người chết tâm này đi chúng ta mau chóng quay về tìm sư môn cứu giúp có lẽ tiểu sư muội còn có một đường sinh cơ tên thanh niên tuấn lãng nhìn qua thanh niên chất phát nói tên thanh niên chất phát đã phục dụng đan dược xong thương thế đã ổn định nhưng mà thần sắc của hắn vô cùng tái nhợt tóc cháy đen không chịu nổi hắn trừng mắt với tên trẻ tuổi tuấn lãng kia đi về thì ngươi tự về đi nếu như không tìm thấy tiểu sư muội ta tuyệt đối sẽ không trở về tại sao đầu óc của ngươi đông cứng như vậy thanh phong hạc căn bản không dám bay xuống ngươi lấy gì tìm kiếm tiểu sư muội thanh niên tuấn lãng khó chịu nói ta là đầu óc đông cứng nhưng mà ta không phải loại người như ngươi trước kia tính toán ta nhìn lầm ngươi ngươi không xứng làm sư huynh của ta thanh niên chất phác tức giận quát lên sau đó kéo thân thể trọng thương tìm kiếm dây mây, buộc tiếp lại với nhau, muốn tự mình xuống vực sâu tìm kiếm. Ta là loại người gì thì sao ngươi biết, không phải đối thủ của thiểm điện điêu còn dám ngạnh kháng, đây rõ ràng là muốn chết. Ngươi xem ngươi bây giờ đi, ngươi đến giúp tiểu sư muội cái gì? Còn không phải liên lụy nàng. Tên thanh niên Tuấn Lãng không cam lòng phản bác một câu. Nói bậy, ngươi đừng kiếm cớ cho mình, muốn đi thì chính ngươi đi, ta không tìm được tiểu sư muội tuyệt đối sẽ không trở về. Tên thanh niên chất phát kiên định nói ra, sắc mặt tên thanh niên tuấn lãng co quắp lại, hai đấm nắm quá chặt, sát khí giăng lên. Hô! Trong chốc lát người trẻ tuổi tuấn lãng không có hạ sát thủ, hắn đi tới con thanh phong hạc vốn là củ thanh niên chất phác, sau đó nhảy lên lưng hạc, không quan tâm tới tên thanh niên chất phác và rời đi. Tên thanh niên chất phác người quay đầu lại, nhìn qua tên thanh niên tuấn lãng nói, đúng là tiểu nhân, khó trách tiểu sư muội không có vừa ý ngươi. Sau đó tên thanh niên chất phác lại kết dây mây lại với nhau. Dưới vực sâu tối tăm, gió lạnh thổi qua, từng đợt khí tức âm hàn ăn mòn thân thể thổi qua. Trên mặt đất một đôi nam nữ đang nằm đó, không phải Lăng Tiếu cùng cô gái kia sao? Không bao lâu thiếu nữ được Lăng Tiếu đỡ tỉnh lại. Ta chết sao? Thiếu nữ thì thào lẩm bẩm, sau đó nàng cảm giác mình đang đè lên cái gì đó, hắn nhanh chóng xem xét, đã thấy là thiếu niên anh tuấn đang bị nàng đè lên. Thiếu nữ cả kia kinh kêu một tiếng, vội vàng đứng khỏi người Lăng Tiếu, dường như tiếp xúc ra thịt nàng rất chú ý tới, thế nhưng mà khi nàng nhìn thấy máu tươi trên khóe miệng lăng tiếu thì hiểu ra ngay sau đó dùng tay động cánh tay lăng tiếu uy ngươi tỉnh ngươi tỉnh thiếu nữ gọi lăng tiếu vài tiếng nhưng không có phản ứng nào nàng duỗi ngón tay đặt lên mũi của lăng tiếu chết chết thiếu nữ kia kinh hãi địa co rúm người lại thần sắc tái nhợt vài phần nàng nhìn qua lăng tiếu lại ngẩng đầu nhìn lên trên nhớ tới lúc rơi xuống đây hai người ôm nhau tại sao thiếu niên này bị nàng áp dưới than đáp án rõ ràng thiếu niên này vì cứu nàng mà chết đi. Thời điểm thiếu nữ không biết làm sao, từng tiếng kêu quái dị làm nàng hoảng sợ vang lên. Nàng móc mấy viên đan dược trong người ra, sau đó kéo thân thể Lăng Tiếu tới một nơi sạch sẽ hơn. Nàng sử dụng cấm chiêu, tối thiểu trong một tháng không cách nào vận dụng linh lực, hôm nay nàng chẳng khác gì người bình thường, trong tình cảnh không biết gì thế này, nàng cũng thập phần sợ hãi. Lúc này nên làm gì đây? Thiếu nữ hai tay ôm gối nhìn qua Lăng Tiếu thầm nghĩ. Dần dần cô gái này quá mệt mỏi, lại nhắm mắt ngủ giờ phút này thân thể lăng tiếu sinh ra biến hóa kinh người chỉ thấy thân thể của hắn giờ phút này nổi lên hào quang vàng nhạt lộ ra nét thánh khiết chiếu sáng mặt đất chung quanh trong thức hải của lăng tiếu có một gốc cây nhỏ tỏa sinh cơ nồng đậm vài đạo năng lượng màu xanh lá từ trong nó chuyển ra khắp tứ chi bách hải bị hao tổn của lăng tiếu cũng đưa vào ngũ tạng lục phủ ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé năng lượng màu xanh đi qua đâu kinh mạch và nội phủ bị hư hao xuất hiện dấu hiệu khôi phục. Đồng thời trong cơ thể Lăng Tiếu hai đại huyền công không ngừng vận chuyển, tam phân quy nguyên khí vẫn chuyển huyền lực trong đan điển ra khắp người Lăng Tiếu, kim cương ngũ biến quyết thì vạn chuyển hấp thu năng lượng màu xanh lá từ trong thức hải, thoải mái chữa trị thân thể Lăng Tiếu. Những kinh mạch, huyết quản, nội tạng bị hư hao dưới sự vạn chuyển hai đại huyền công dần dần khôi phục lại, khu vực trái tim hấp thu năng lượng màu xanh lá lại đập lên. Cũng không biết qua bao lâu, Rốt cuộc Lăng Tiếu cũng từ trong quỷ môn quan tỉnh táo lại. Đây, đây là đâu? Lăng Tiếu ra nan bỏ dậy, đáng tiếc xương cốt toàn thân của mình tổn thương, nội thương rất nặng, căn bản không đứng lên được. Chẳng lẽ ta còn chưa có chết sao? Lăng Tiếu cảm giác thân thể của mình vô cùng đau đớn, nghi hoặc lẩm bẩm. Lăng Tiếu mình cảm giác một chút, quả nhiên phát hiện mình vẫn còn sống, chỉ bị tổn thương thập phần nghiêm trọng mà thôi. Không chết là tốt rồi, còn sống thì có hy vọng. Lăng Tiếu âm thầm may mắn nói ra lúc này bên cạnh hắn có giọng nói của thiếu nữ vang lên ngươi ngươi còn chưa có chết lăng tiếu sững sờ hữu khí vô lực nói còn chưa có chết nhưng mà ta không nhúc nhích được ngươi có thể lấy hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan trong ngực của ta ra được không để cho ta ăn vào chữa thương cô gái kia không nói hai lời trực tiếp ném mấy viên đan dược tới trước mặt lăng tiếu lăng tiếu nhìn đan dược và cười khổ có thể cho vào miệng ta hay không tứ chi của ta gãy toàn bộ rồi úc cô gái kia ứng một tiếng Ngón tay cầm đan dược bỏ vào trong miệng Lăng Tiếu. Đan dược tới trước môi, Lăng Tiếu há mồm nhẹ nhàng hợp lại, không ngờ lại ngậm ngón tay của thiếu nữ luôn. Cô gái kia thở nhẹ một tiếng, nhanh chóng rút tay về. Khục khục, Lăng Tiếu thiếu chút nữa phun đan dược ra khỏi miệng, liên tục khục vài cái, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. "Thực xin lỗi, ta không phải cố ý." Cô gái kia đỏ mặt cúi đầu xin lỗi. Lăng Tiếu nuốt đan dược vào, cười nhạt nói, "Không có việc gì, là ta mạo phạm trước." cô gái kia ứng một tiếng xong thì không nói nữa kế tiếp nơi này lâm vào trầm mặc chỉ còn lại tiếng gió thổi qua cùng tiếng linh thú quái dị kêu lên đúng rồi ngươi có thể đào cái động hay không chúng ta đi vào tránh gió lăng tiếu đánh vỡ trầm mặc ta không mở được ta ta không có linh lực cô gái kia sâu kín trả lời lăng tiếu nghe thiếu nữ trả lời nhớ tới một chiêu mạnh mẽ của thiếu nữ biết rõ thiếu nữ này tình huống chỉ tốt hơn hắn một chút mà thôi cũng không có nói cái gì nữa mà chuyên tâm chữa thương lăng tiếu vận chuyển hai đại huyền công tốc độ nhanh nhất hấp thu đan dược vừa ăn vào nhất thời một đạo dược lực phân ra hai đại huyền công như sói săn mồi lập tức cắn nuốt dược lực cái này đây là đan dược gì nhất định là cao cấp hơn hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan nhiều lăng tiếu lập tức cảm giác đan dược thiếu nữ cho hắn rất bất phàm hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan cũng không có dược lực mạnh như vậy cái hai chủng đan dược này là đan dược đê dài nhất trong thành vẫn thạch cũng coi như cực kỳ chân quý nhưng mà thiếu nữ này cho hắn ăn là ngoài cấp 2, bằng không cũng không có dược tính như vậy. Có dược lực sung túc, lăng tiếu nhắm con mắt lại, toàn lực chữa thương, hy vọng mau chóng khôi phục thương thế. Nhưng mà không bao lâu sau, trong bóng tối có bóng đen chậm rãi đi tới. Cái gì thế? Cô gái kia nhìn thấy bóng đen thì hoảng sợ nói ra. Trong bóng tối, một đạo bóng đen chậm rãi đi tới. Cô gái kia nhặt nguyễn kiếm lên để phòng. Xuất hiện trước mặt nàng chính là một con linh thú màu đen. Trừ chỉ có thể nhìn rõ hai mắt to của nó ra, thân thể của nó dung hòa vào trong bóng tối. Thời điểm nó tới gần một chút và nhìn kỹ, chỉ thấy nó cao hơn một mét và dưới bung là chân dài thật nhỏ. phía sau có hai cái chân lớn trèo chống thân thể, hai chân mảnh khẳng phía trước giơ lên. Đầu của nó đặc biệt lớn, hai mắt to như đèn lòng, còn mang theo hai cái râu dài. phía sau có cái đuôi hình cầu to, trong miệng phát ra từng tiếng kêu chít chít. Hắc vệ nghĩ, cô gái nhận ra thân phận của con linh thú và hoảng sợ nói ra. Hắc vệ nghĩ thuộc về linh thú hắc ám hiếm có, ưa thích ở trong vách đá treo leo và vực thẳm, là linh thú quần cư, hơn nữa số lượng quần cư vô cùng khổng lồ. Con hắc vệ nghĩ này chỉ cao hơn 1 mét, xem ra chỉ là cấp 1 mà thôi, nếu như như là hắc vệ nghĩ ngoài cấp 2 phải cao hơn 2 mét. Hiện tại chỉ có một con hắc vệ nghĩ ở chỗ này, xem bộ dáng là nó đi tìm con mồi. Mặc dù như thế thiếu nữ cũng cảm thấy không xong, linh lực của nàng hiện tại đã dùng hết giống như người bình thường căn bản không thể nào là đối thủ của hắc vệ nghĩ hắc vệ nghĩ không có phát động tiến công nó không ngừng đong đưa cặp râu dài trong miệng phát tiếng chít chít không ngừng dường như quan sát tình huống của con mồi không phải sợ trên cánh tay của ta có ám tiễn kịch độc ngươi dùng nó bắn con kiến đi lăng tiếu mở to mắt nói ra giờ phút này thân thể của hắn đang khôi phục thật nhanh thế nhưng mà vẫn chưa chữa trị toàn bộ căn bản không thể đứng lên ứng chiến chỉ có thể sử dụng ám tiễn lần nữa ám tiễn này chính là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn sử dụng, bởi vì ám tiễn này chỉ sử dụng 5 lần, lần thứ nhất dùng trên người Huyễn Yêu, lần thứ hai tác dụng trên người Thiểm Điện Điêu, chỉ còn lại 3 lượt. Cô gái kia nghe Lăng Tiếu thì đi tới cánh tay có ám tiễn của Lăng Tiếu. Hắc vệ nghĩ thấy cô mồi động thì nó bắt đầu lay động tay chân, công kích thiếu nữ cùng Lăng Tiếu. Rốt cuộc thiếu nữ cũng thao ám tiễn trên cánh tay Lăng Tiếu và nhắm vào người Hắc vệ nghĩ, mà bắn. Hắc vệ nghĩ lập tức trúng tên, thân thể của nó dừng lại liên tục phát ra tiếng kêu to thế nhưng mà thời điểm cho rằng hắc vệ nghĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ còn hắc vệ nghĩ chạy tới là nữa tại sao vô dụng cô gái kia hoảng sợ kêu lên một tiếng cầm ám tiễn bắn liên tục ám tiễn bắn ba mũi tên lên người hắc vệ nghĩ hắc vệ nghĩ liên tục bị xạ kích toàn thân có ba lỗ nhỏ mở ra đau đến mức cùng độ lao nhanh về phía trước một chân nện vò thiếu nữ thiếu nữ tránh không kịp thân thể bị đánh bay nặng nề té xuống đất con hắc vệ nghĩ dường như chưa hết giận, cái chân khác nện vào người thiếu nữ. đáng thương thiếu nữ bị hắc vệ nghĩ hành hạ kêu thảm thiết, lụa mỏng trên người bị xé rách, từng vết máu bắn ra ngoài. lúc này trong lòng lăng tiếu khó chịu như bị đau cắt, hắn nằm trên mặt đất cắn răng, trong miệng không ngừng hô: nhanh lên, nhanh lên nữa. lăng tiếu vận chuyển hai đại huyền công trên người thật nhanh, huyền lực một lần lại một lần rửa sạch tổn thương trong người, hào quang quanh người hắc cực kỳ chói mắt rốt cục hai đại huyền công hấp thu đan dược trên người của hắn càng nhanh những tổn thương kia dùng tốc độ mắt thường thấy khép lại thành lăng tiếu kinh hô một tiếng thân thể bắn lên hắn không có nghĩ nhiều hai chân vận chuyển huyền lực đá vào con hắc vệ nghĩ phốc phốc lăng tiếu liên tiếp đá vào mấy cái chân của hắc vệ nghĩ hắc vệ nghĩ bị lăng tiếu đá bay ra ngoài Gia hỏa đáng chết ta giết ngươi lăng tiếu nhìn qua thiếu nữ vết thương đẩy người lòng đang nhỏ máu hai mức tức giận đánh thẳng vào hắc vệ nghĩ vô số trưởng ảnh đánh thẳng vào hắc vệ nghĩ mỗi một trường đều ẩn chứa toàn bộ huyền lực của lăng tiếu rầm rầm chít chít hắc vệ nghĩ căn bản chưa kịp phản ứng bị song trưởng của lăng tiếu đánh thành thịt nát rất nhiều chất lỏng bắn ra ngoài không qua một lát hắc vệ nghĩ liền chết dưới công kích điên cuồng của lăng tiếu vù vù lăng tiếu không ngừng thở hổn hển sau đó hắn lết tới gần thiếu nữ trên người thiếu nữ vết thương trồng chất máu tươi chảy ra ngoài ngươi phải chịu đựng lăng tiếu nâng thiếu nữ đang hấp hối dậy không do dự lấy hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan trong người cho thiếu nữ ăn, trong tay càng không ngừng rót huyền lực vào người thiếu nữ. Thiếu nữ miễn cưỡng ăn đan dược xong, Lăng Tiếu cõng nàng lên và nhặt Lam tinh kiếm và ngân quỷ huyết đao, rời khỏi nơi này. Nếu như không đi thì đi không được. Bọn họ vừa đi không xa, lập tức có vài con hắc vệ nghĩ đi tới, có một con đặc biệt lớn, thân thể có hơn 2m, rất hiển nhiên chính là hắc vệ nghĩ ngoài cấp 2. May mắn mấy con hắc vệ nghĩ chỉ dò xét chung quanh không có phát hiện gì khiêng thi thể hắc vệ nghĩ chết rời khỏi đây. Lúc này lăng tiếu gia nan mang theo thiếu nữ đi vào một nơi ẩn khuất, lợi dụng đao kiếm mở ra cái động sâu 2 mét trên vách đá, sau đó lại ôm thiếu nữ chui vào trong hang động. Sau khi an trí tốt thiếu nữ, lăng tiếu đi ra bên ngoài che lắm hơn phân nửa cửa động lại, chính mình leo vào trong động. Vào động liền ngăn cách gió lạnh bên ngoài, thân thể mới cảm thấy ấm áp một ít. Lăng tiếu móc tinh khối có từ chỗ huyền yêu ra, nhất thời trong động trở nên hơi sáng lên, tối thiểu có thể nhìn thấy hoàn cảnh trong động. Lăng Tiếu thương tiếc nhìn qua thiếu nữ, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm và ôn nhu. Thiếu nữ linh lực mất hết, thân thể bị thương nhiều chỗ, sắc mặt thập phần tái nhợt, xem ra rất không xong. Ngươi cảm thấy như thế nào rồi? Lăng Tiếu ôn nhu hỏi. Thiếu nữ mơ hồ có rút thân thể nói, lạnh. Lạnh quá. Lăng Tiếu không nói hai lời, hắn cởi ra thú khoác lên người thiếu nữ. Nhưng mà thiếu nữ vẫn có rúng người như trước, tình huống không chuyển biến tốt đẹp. Lăng Tiếu sờ sờ chán cô gái, cảm thấy nóng hầm hập phát sốt, Lăng Tiếu thầm hô, ngay sau đó một tay đặt lên cổ tay thiếu nữ, từng đạo huyền lực rót vào người của hắn. Nhưng mà hắn biết bản thân mình không khá lên được, huyền lực rót vào như muối bò biển, căn bản không đủ. Lăng Tiếu nhìn thấy bộ dáng đáng thương của thiếu nữ thì tâm tình không đành lòng. Có thể nói trái tim của hắn đều thắt trên người thiếu nữ này, đây là nữ hài đầu tiên làm hắn động tâm. Cho dù Bạch Vũ Tích, La Khinh Xương và Đại Nhi các nàng cũng không tệ, nhưng mà các nàng chưa bao giờ làm Lăng Tiếu chính thức động tâm qua với thiếu nữ này hắn có cảm giác không giống. Lăng Tiếu vô kế khả thi, ôm thiếu nữ vào trong ngực. Hương thơm của thiếu nữ xông vào trong mũi, làm tâm tình Lăng Tiếu ý loạn, hạ thân lập tức có phản ứng. Đến lúc nào rồi còn nghĩ những chuyện này? Lăng Tiếu tát mình một cái, sau đó lại phục mấy khóa đan dược, bắt đầu thu liễm tâm thần, trong cơ thể vận chuyển tam phân quy nguyên khí cùng kim cương ngũ biến quyết, sau đó khôi phục trạng thái toàn thịnh, một bên chữa trị thân thể đồng thời sinh ra nhiệt lượng xua tan rét lạnh cho thiếu nữ dần dần lăng tiếu tiến vào trạng thái vong ngã huyền lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển thiếu nữ cảm ứng được nhiệt lượng ấm áp lập tức ôm eo của lăng tiếu đầu càng chui vào trong ngực của lăng tiếu cho đến khi tìm được vị trí thoải mái dễ chui mới thôi không bao lâu thì ngủ trong ngực của lăng tiếu rất nhiều dược lực bị hai đại huyền công hấp thu phân hóa các bộ vị tổn thương đã khôi phục như ban đầu sau khi lăng tiếu chữa trị thân thể và vận chuyển kim cương ngũ biến quyết chỉ có tam phân quy nguyên khí vẫn đang cắn nuốt dược lực đem dược lực chuyển hóa thành huyền khí dẫn đạo vào đan điền đoàn năng lượng trong đan điền không ngừng sáng bóng huyền lực tinh khiết hội tụ lại nhiều ra một ít lại phân hóa vào trong kinh mạch lập tức lại có hai ba đạo tiểu kinh mạch bị xung đột tốc độ vận chuyển huyền lực càng nhanh lăng tiếu không biết ngồi xuống bao lâu chỉ cảm giác rất mỹ diệu năng lượng trong người bành trướng càng không ngừng chạy quanh người của hắn cảm giác thoải mái làm hắn không nói nên lời giống như huyền lực trong người hắn không chống đỡ nổi tùy thời có thể cho nó phá thể mà ra rốt cục lăng tiếu ý thức được cái gì huyền lực có thể phóng ra ngoài ngưng hình công kích đây chẳng phải nói chính là dấu hiệu đột phá huyền sĩ giai sao hôm nay bất kể là trạng thái tinh thần hay là huyền lực đều thập phần ổn định sung túc không đột phá chờ đợi khi nào lăng tiếu hạ quyết tâm vận chuyển tam phân quy nguyên khí trong người điên cuồng hắn khống chế huyền lực không ngừng chạy trong kinh mạch huyền lực một đạo tiếp một đạo rút ra khỏi đan điền cuối cùng hội tụ vào trong hai tay rầm rầm hai trưởng của lăng Tiếu đánh vào vách đá, nhất thời hai tiếng nổ vang lên. Hai bên cửa động bị huyền lực của lăng Tiếu đánh ra hố sâu một mét. Lăng Tiếu há to mồm nhìn qua lực phá hoại kinh người, thì thào lầm bẩm đạt tới huyền sĩ giai. Nhưng mà hắn còn chưa kịp suy nghĩ, trong người sinh ra biến hóa lần nữa, từng đạo huyền lực như con ngựa hoang thoát cương, càng không ngừng trùng kích cơ thể của lăng tiếu. Trong lúc nhất thời những kinh mạch của lăng tiếu mở rộng gấp đôi có thừa, hơn nữa kinh mạch thật nhỏ đã thông hơn 10 cái, từ 34 đầu đả thông đến 52 đầu, cách tam phân quy nguyên khí tầng thứ ba lại gần thêm một bước. Không chỉ có như thế, khi thực lực của lăng tiếu tăng lên, thức hải của hắn mở rộng vài lần, tiểu thụ trong thức hải thừa cơ hấp thu huyền lực của lăng tiếu, không đầy một lát rõ ràng thành lâu một chút, màu xanh lá sinh cơ càng lộ ra tràn đầy. Lại trải qua một giờ sau, lăng tiếu cuối cùng có rút huyền lực vào trong cơ thể, đan điền bành trứng gấp đôi. Huyền lực lưu chuyển càng nhanh hơn, hơn nữa huyền lực cũng trở nên rõ ràng, lộ ra hào quang đẹp mắt rốt cục trở thành huyền sĩ. Lăng Tiếu thở nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập năng lượng, hắn có chút kìm lòng không được muốn đứng lên hoan hô, lại nhớ tới trong ngực đang ôm mỹ nhân cho nên mới dừng lại. Hắn nhìn qua thiếu nữ ngủ say trong ngực của mình, sâu trong lòng có cảm giác hạnh phúc dạt dào. Bên ngoài và bên trong hoang tùng sơn mạch có một cái vực sâu to lớn, gió lạnh không ngừng từ bên dưới tuôn ra, từng tiếng linh thú gào thét vang vọng. Nơi này hiếm dấu chân người, có một con sói vàng và xanh không ngừng kêu lên giống như đang gào thét gì đó. Dưới vực sâu quanh năm là bóng tối, cỏ dại khô tàn, khắp nơi tràn ngập khí tức âm hàn. Trong một nơi ẩn nấp, trong động khẩu ẩn mật có một nam một nữ đang dựa sát vào nhau. Nam anh tuấn bất phàm, nữ xinh đẹp động lòng người, nhưng mà bộ dáng của hai người chật vật không chịu nổi, không cần phải nói chính là Lăng Tiếu cùng thiếu nữ rơi xuống vực. Lăng Tiếu không dám lộn xộn, chỉ bảo trì tư thế xếp bằng, thân thể càng không ngừng vận chuyển huyền lực xua tán hàn khí trong vực sau, cung cấp nhiệt độ cho thiếu nữ trong ngực hai người cũng không biết bảo trì tư thế này trong bao lâu cho đến khi cô gái kia từ trong giấc ngủ mệt mỏi bắt đầu động thân nàng khẽ động làm vết thương trên người bị động nên rất đau đớn ngươi tỉnh rồi lăng tiếu vỗ vai của thiếu nữ ôn nhu hỏi thiếu nữ tỉnh táo một chút kế tiếp phát ra tiếng hét kinh người nàng muốn thoát khỏi ôm ấp của lăng tiếu ai ngờ nàng vừa khẽ động thì đông tới vết thương trên người đau đớn hít thở không thông hai chân mềm nhũn thân thể ngã vào trong ngực lăng tiếu bộ ngực sữa chạm vào ngực của lăng tiếu cảm giác mềm nhũn làm lăng tiếu sảng khoái quần áo trước ngực của nàng bị hắc vệ nghĩ đánh rách nát xuân quang tiết ra ngoài hơn phân nửa bộ ngực tuyết trắng xuất hiện trước mặt của hắn lăng tiếu trước kia chỉ lo cung cấp nhiệt độ cho thiếu nữ và đột phá cũng không có nhìn kỹ thân thể của nàng nhưng mà bây giờ nhìn thấy những vết thương dữ tợn cũng không cách nào che lấp được thân thể kiều nộn và da thịt mịn màng của nàng hỗn đản người thả ta ra cô gái kia nội thương chưa lành ngoại thương lại rất nặng, căn bản không có chút khí lực nào cả, đành phải hữu khí vô lực kêu to. Lăng Tiếu khẽ thở dài một cái, thu hồi tâm tư thưởng thức xuân quang, vỗ nhẹ vai của thiếu nữ và an ủi. Người bị thương rất nặng, không nên lộn xộn được chứ. Ta ai cần ngươi lo, loại người như ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi sẽ bị trời đánh. Ô ô, cô gái kia cắn cặp môi đỏ mọng mắng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có nước mắt ủy khuất chảy ra. Nàng từ nhỏ đến lớn đâu có chịu ủy khuất như vậy, rõ ràng bị một nam nhân lạ lẫm khinh bạc trong nội tâm xuất hiện ý chí quyết chết này ngươi đừng khóc ta không phải đang cứu ngươi sao lăng tiếu giải thích trong lòng của hắn phiền muộn không phải chỉ ôm một cái sao vừa rồi không có làm gì cả có tổn thất gì sao lăng tiếu chẳng nói gì hơn ngươi là tiểu nhân vô sỉ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngươi chết không yên lành thiếu nữ vừa khóc vừa không ngừng mắng lăng tiếu ngươi mắng đủ chưa ta ba lần bốn lượt cứu ngươi không có cảm kích cũng thôi còn mắng chửi người không có tố chất. Lăng Tiếu đẩy thiếu nữ qua một bên và mắng. Thiếu nữ bị đẩy ra thì khóc lóc phản bác. Ngươi cứu ta có thể ô nhục ta sao? Ta tình nguyện ngươi giết ta, cho ta được thanh thản. Cái gì? Ta? Chính ngươi hảo hảo cảm giác một chút xem, ta ô nhục ngươi thế nào, thật sự là nữ nhân cố tình gây sự. Lăng Tiếu sững sờ một chút, có chút im lặng sau đó quát to, thì ra nữ nhân này cho rằng hắn làm chuyện đó. Lăng Tiếu biết rõ thiếu nữ này trong lúc nhất thời không có nhận rõ sự thật, Hắn cũng đành phải an ủi, làm cho nàng suy nghĩ thật kỹ có lẽ tốt hơn. Vì vậy Lăng Tiếu một cước đá bay hòn đá, xoay người đi ra khỏi động. Thiếu nữ thấy Lăng Tiếu tức giận đi ra ngoài, nhớ lại câu nói của Lăng Tiếu Câu và cảm ứng chỗ riêng tư của mình, không có gì không ổn cả. Qua trong chốc lát sau nàng rốt cục ý thức được chính mình khả năng trách oan Lăng Tiếu. Cho dù toàn thân của nàng bị thương, nhưng mà tất cả là do Hắc vệ nghĩ tạo thành, mà thời điểm nàng hôn mê mơ hồ nhớ rõ, chính mình dường như rất ấm áp cho nàng cảm giác an toàn và ấm áp trong nơi tối tăm lạnh giá này. Ta thực trách oan hắn. Thiếu nữ thu hồi nước mắt và lẩm bẩm, nàng nói thêm, thế nhưng mà hắn ôm ta, cũng là khinh bạc ta. Thiếu nữ cho mình cái cớ, nàng vẫn không tha thứ cho lăng tiếu, thế nhưng mà trong nội tâm đã dễ chịu nhiều. Kế tiếp nàng muốn lấy đan dược chữa thương trong ngực ra, thế nhưng mà tay nàng ra chóc thịt bong, mới nhúc nhúc là đau đớn, làm cho nàng không nhịn được kêu thảm. Thiếu nữ bất lực nhìn ra ngoài cửa động, đáng tiếc lại không phát hiện than ảnh của lăng tiếu, ngay sau đó nàng nghe được bên ngoài có tiếng linh thú truyền tới lúc này nhớ tới hắc vệ nghĩ nội tâm của nàng lại sợ hãi không có bị thương thì nàng chính là linh sư cường đại thế nhưng mà sau khi bị thương nàng thì nàng chỉ là người bình thường cũng cảm thấy sợ hãi thiếu nữ muốn gọi lăng tiếu tuy nhiên lại không bỏ được rụt rè của nữ nhân không có kêu ra tiếng đành phải thất lạc lẩm bẩm thật sự là nam nhân hẹp hòi chít chít lại có tiếng linh thú vang lên âm thanh dường như càng ngày càng gần thần sắc thiếu nữ bị dọa tái nhợt không nhịn được kêu to lên này uy ngươi đi đâu rồi trong vực sâu này chỉ có lăng tiếu có thể ỉ lại bằng không thì nàng sẽ biến thành đồ ăn của linh thú nàng đang lo lắng lăng tiếu bỏ nàng mà đi nàng phải làm sao bây giờ biết rõ ta không có làm gì ngươi rồi chứ lăng tiếu từ bên ngoài cửa động đi vào kỳ thật hắn vẫn ở ngoài cửa động không có rời đi nửa bước hắn chỉ cho nàng tĩnh tâm mà thôi hừ nam nhân hẹp hòi thiếu nữ thấy Lăng Tiếu đi vào thì nội tâm cảm thấy an ổn một ít, nhưng mà đang nói chửi thầm, nhớ lị ở trong tông môn, những sư huynh sư đệ của nàng không ai không ái mộ nàng, yêu mến có thừa, mà nam tử này lại hung dữ với nàng, làm cho nàng rất khó chịu, nếu thực lực của nàng khôi phục thì nàng sẽ cho hắn đẹp mặt. Lăng Tiếu im lặng lắc lắc đầu nói, nói đi, muốn bản thiếu ra giúp ngươi làm gì? Lăng Tiếu biết rõ đối mặt với mỹ nữ cao cao tại thượng, không thể dùng lẽ thường đi đối đãi, ngươi càng nịnh nọt nàng thì nàng càng cảm thấy ngươi đê tiện, sẽ không coi trọng ngươi, cho nên hắn đi con đường riêng, lão tử ưa thích ngươi nhưng mà lão tử không có thời gian hầu hạ ngươi." Thiếu nữ thấp giọng nói, "Có thể lấy đan dược giúp ta hay không?" "Đan dược, bản thiếu gia có mấy viên." Lăng Tiếu móc trong vạt áo mấy bình hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan. "Đan dược của ngươi quá thấp, khôi phục quá chậm, đan dược của ta là cấp 2 trung dài. Thiếu nữ đáp, "Á, ở đâu, ta lấy cho ngươi." Lăng Tiếu cất kỹ đan dược của mình, hắn lúc trước phục dụng đan dược của thiếu nữ này đúng là mạnh hơn hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan thiệt nhiều, bằng không hắn cũng không nhanh chóng khôi phục lại như vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại, trên đai lưng, sắc mặt cô gái hồng lên, âm thanh nhỏ như mũi kêu. Nếu không phải lỗ tai lăng tiếu thính thì không nghe rõ. Lăng tiếu đại hỉ, lúc này gật đầu đáp, ta lấy giúp ngươi. Dứt lời, lăng tiếu dò xét hạ thân, một tay sờ soạn ngực của thiếu nữ. Lăng tiếu tay còn chưa tới, Cô gái đã kinh hô lên, ách, còn không có đụng phải, ngươi có lấy hay không? Lăng Tiếu để tay trước ngực của thiếu nữ, kỳ thật nội tâm của hắn đã đặc biệt muốn sờ rồi, thế nhưng mà làm ra bộ dáng mình không cố tình xúc phạm nàng, chỉ có thể nhị. Ngươi lấy đi, nhưng mà không muốn tùy tiện lộn xộn. sắc mặt thiếu nữ càng hồng lên, gương mặt xinh đẹp của nàng giống như sắp chảy ra nước, lộ ra dáng vẻ thập phần đáng yêu. Ta lấy đây. Lăng Tiếu ứng một tay, bàn tay sờ soạng lên ngực của thiếu nữ nhất thời cảm giác mềm mại co giãn từ bộ ngực truyền tới một loại cảm giác sảng khoái làm cho thú huyết lăng tiêu sôi trào lên trong lòng nghĩ thầm ngoan nghe lời không được thật lớn thật co giãn lăng tiếu nhịn không được bàn tay cố ý lục lọi chiếm hết tiện nghi của thiếu nữ này ôi thiếu nữ giống như giống như bị điện giật thân thể mềm mại nhịn không được bắt đầu run rẩy đôi môi phát ra tiếng rên rỉ ngươi ngươi tìm được chưa toàn thân thiếu nữ mềm yếu vô lực hỏi thăm nàng không biết vì cái gì bị đụng vào lại có cảm giác nì làm cho nàng không nhịn được rên rỉ, hạ thân có chút ướt át, nàng thầm mắng mình nóng nảy, khuôn mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sờ thêm vài cái mới lưu luyến móc cái bình nhỏ trong ngực của nàng ra. Rốt cuộc tìm được, trong nội tâm thầm nghĩ, không tìm được mới tốt. Lăng Tiếu đổ ra hai quả đan dược, mùi thuốc tràn ngập cả sơn động, làm cho người ta thoải mái. Thật không hổ là đan dược cấp 2, một viên như vậy có giá gần vạn kim tệ. Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng kế tiếp hắn mang đan dược cho thiếu nữ ăn, đôi môi thiếu nữ khẽ chạm vào bàn tay của hắn, nội tâm của hắn nhộn nhạo không thôi. Sau khi thiếu nữ phục dụng đan dược xong, Lăng Tiếu cũng mặc kệ thiếu nữ có nguyện ý hay không, hắn ôm nàng vào lòng. Thiếu nữ hoảng hốt nói, "Ngươi muốn làm gì?" Lăng Tiếu lắc đầu không có trả lời, hắn vị nàng ngồi xuống, làm cho nàng ấm áp hơn nhiều. Thiếu nữ tự biết mình hiểu lầm Lăng Tiếu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Lăng Tiếu. "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Lăng Tiếu gặp không nói nhiều, hỏi tên thiếu nữ. Thiếu nữ do dự một chút, nhách đôi môi đáp, Vân Mộng Kỳ. Ha ha, thật sự là người cũng như tên, còn có hai chữ giống tên mẹ của ta, hai ta thật có duyên. Lăng Tiếu cười nói, ai có duyên với ngươi? Thiếu nữ tức giận nói, sau đó tò mò hỏi, mẹ ngươi tên gì? Thiếu nữ lúc trước tuy thực lực cường đại, thế nhưng mà nàng cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, cũng có lòng hiếu kỳ của thiếu nữ, mộng tích vân mộng cùng vân không phải có hai chữ giống tên của ngươi sau cho nên mộng kỳ chúng ta thật sự có duyến ta tên là lăng tiếu đừng quên đấy lăng tiếu đáp trong nội tâm suy nghĩ ông trời cho mình gặp gỡ giai nhân tuyệt sắc như vậy cả đời này nhất định phải lấy nàng làm vợ mới được bằng không buông tha lão bà đẹp như thế thiên lý khó tha đây chỉ là trùng hợp ngươi nghĩ nhiều thiếu nữ tức giận nói trong nội tâm nàng suy nghĩ thằng này thực vô lại nhưng mà tính cách của hắn lại giống như tên của hắn luôn nở nụ cười chán ghét ngươi có thừa nhận hay không cũng được dù sao ta cho rằng như vậy rồi lăng tiếu nói một câu nói tiếp ngươi chắc đói bụng rồi ta đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn đừng ta ta không muốn sống một mình ở đây thiếu nữ lo lắng nói yên tâm đi nơi này rất bí mật linh thú bình thường khó phát hiện được ta đi đi sẽ trở lại được không nào lăng tiếu mỉm cười an ủi nàng thế nhưng mà ta vân mộng kỳ do dự nói không ra lời nàng ra mặt mỏng không có ý tứ nói mình sợ hãi ta phải đi ra ngoài tìm đồ ăn bằng không thì chúng ta sẽ chết đói ở đây nhưng mà ngươi yên tâm ta sẽ bao phủ cửa động kín lại trở về đây thật nhanh nghe lời nghe lời nào lăng tiếu dò xét vân mộng kỳ vỗ vai của nàng nói ra sau đó hắn khoác ra thú lên người của nàng còn không chờ vân mộng kỳ có đáp ứng hay không xoay người rời khỏi động sau đó đi ra ngoài tìm một ít hòn đá che cửa động lại chỉ lộ ra một ít lỗ thông khí mới rời đi vân mộng kỳ sững sờ nhìn qua lăng tiếu rời đi nhìn ra thú khoác lên người của nàng tâm hồn thiếu nữ không ngừng rung động. Đáng tiếc, thực lực kém một chút. Trong mắt đẹp của Vân Mộng Kỳ hiện ra thần sắc bối rối, thở dài nói. Lăng Tiếu ra khỏi động và nhìn thấy bóng tối vô biên vô hạn, từng đợt gió lạnh thổi qua làm hắn không dễ chịu, co người lị, vận dụng hỏa thuộc tính ấm áp thân thể, trong lúc nhất thời cũng không biết đi nơi đâu tìm đồ ăn. Đúng là nơi đáng chết, chẳng lẽ chết ở tuyệt địa sao? Lăng Tiếu thất vọng nhìn qua hoàn cảnh ác liệt, mắng một câu đúng rồi lúc trước không phải thanh phong hạc bị thiểm điện điêu đánh rơi xuống đây sao có lẽ ở bên này tìm thử xem cố gắng còn có thể tìm được đột nhiên lăng tiếu nhớ trước khi bọn họ rơi xuống đây thì tọa kỵ của tên thanh niên tuấn lãng bị thiểm điện điêu đánh rớt ôm tâm lý may mắn tìm chung quanh lăng tiếu đi trở về nơi lúc trước phát hiện con hắc vệ nghĩ bị giết không thấy mẹ kiếp xem ra ở gần đây chắc chắn có ổ hắc vệ nghĩ ai lúc này thanh phong hạc đoán chừng bị chúng nó mang đi rồi tâm tình lăng tiếu đột nhiên không xong nhưng mà hắn vẫn kiên trì tìm kiếm, ngồi chờ chết không phải biện pháp. Lăng Tiếu đi không bao xa, nghe được từng đợt chít chít. Quái dị đây rõ ràng là âm thanh của hắc vệ nghĩ phát ra, những âm thanh này rất liên tục, xem ra hắc vệ nghĩ cũng không phải một, là một đám. Lăng Tiếu ngừng thở, lén lút đi qua. Quả nhiên thấy hơn 10 con hắc vệ nghĩ cấp 1 đang đi chung quanh, ở bên trong là bốn con hắc vệ nghĩ đang kiêng cái gì đó, trong bóng đêm tầm mắt bị ngăn cản, khó nhìn là cái gì sau khi hắc vệ nghĩ đi tới gần một chút, lăng tiếu nhìn rõ chúng kiêng cái gì. Rõ ràng chính là đầu thiểm điện điêu cấp 3 bị chúng tên độc, đáng tiếc không phải thanh phong hạc, thiểm điện điêu chúng độc cũng không thể ăn. Trong lòng lăng tiếu thầm kêu đáng tiếc, dừng một cái, hắn nghĩ tới. Nhưng mà thú đan của thiểm điện điêu không thể bỏ qua, đó là đồ tốt, tuyệt không thể buông tha. Lăng tiếu nghĩ đến thú đan linh thú cấp 3, thú đan giá trị không thể đo lường, có thể dùng làm hạch tâm của vũ khí cấp 3, làm vũ khí kèm theo thuộc tính công kích hoặc có thể dùng làm năng lượng giúp hắn tiến giai, nhưng mà thuộc tính giống nhau mới được. Bất kể là chỗ tốt gì thì Lăng Tiếu cũng phải cướp thú đan của Thiểm Điện Điêu. Huống chi trước mắt Hắc Vệ Nghĩ chỉ là cấp 1, hắn hôm nay đã đột phá huyền sĩ giai, muốn tiêu diệt hơn 10 con Hắc Vệ Nghĩ hẳn không phải là vấn đề gì. Quyết định chú ý, Lăng Tiếu kéo Lam Tinh kiếm hét lớn một tiếng, vung kiếm khí cường đại quét qua hơn 10 đầu Hắc Vệ Nghĩ này. Nhất thời trên Lam Tinh kiếm tản ra kim sáng sáng bóng, từng đạo kiếm khí kim thuộc tính hiện ra, siêu siêu, chít chít, kiếm khí chém qua và mấy con hắc vệ nghĩ là vong hồn dưới kiếm của lăng tiếu. Lọt vào công kích nên cơ hồ tất cả hắc vệ nghĩ đều kinh hoàng lên, nhao nhao tấn công địch nhân vừa xuất hiện. Lăng tiếu một chiêu đắc thủ tin tưởng tăng nhiều, hắn giết qua đám hắc vệ nghĩ khác. Đến đây đi, giúp ta chiến thống khoái. Lăng tiếu chiến ý đại thắng, đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn đột phá huyền sĩ giai, hắn muốn dùng hắc vệ nghĩ làm đá thử vàng, nhìn xem chiến lực của mình là bao nhiêu kiếm lưu ngân. Lúc này chuyện kỳ quái diễn ra, lam tinh kiếm trong tay lăng tiếu không còn tỏa hào quang sáng bóng, mà là một đoàn hỏa diễm hừng hực, hỏa mang như hỏa long quét qua, từng đạo hỏa diễm đánh ra, hiện trường trở nên bị ánh lửa bao phủ. Hắc vệ nghĩ là linh thú ám thuộc tính, sợ nhất hỏa thuộc tính công kích. Trước mắt bị một đám bị lăng tiếu quét qua, hỏa diễm thiêu đốt thân thể của chúng. Cơ hồ tất cả hắc vệ nghĩ nhau nhao kêu sợ hãi, hơn 10 con hắc vệ nghĩ lập tức còn lại 3 con, ba con hắc vệ nghĩ không dám mang theo đồ ăn, liên tục phát ra tiếng hét quái dị và biến mất trong bóng đen. Cái này, cái này xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu sững sờ nhìn qua thành quả mình tạo thành, hắn không rõ chính mình vì sao có thể phát ra hỏa thuộc tính công kích đâu này. Lăng Tiếu 15 tuổi trước khi đột phá huyền sĩ, giai cũng đã biết rõ chính là kim thuộc tính. Hiện tại hắn vừa đột phá huyền sĩ giai, có thể sử xuất kim thuộc tính công kích cũng không kỳ quái, thế nhưng mà chiêu kiếm lưu ngân của hắn lại là hỏa thuộc tính công kích, hơn nữa năng lượng công kích còn không yếu hơn kim thuộc tính, điều này nói rõ chính mình có kim hỏa song thuộc tính đều ngang nhau. Hắn hôm nay chỉ không rõ vì sao mình có được hỏa thuộc tính mà thôi, chẳng lẽ là do sau khi hắn xuyên việt sống lại thì có dị biến. Lăng Tiếu chìm vào trong trầm tư, người bình thường đều chỉ một thuộc tính, cho dù là song thuộc tính hoặc đa trọng thuộc tính, thì chỉ có một thuộc tính độ tinh khiết cao nhất, cơ hồ khó gặp có song thuộc tính hoặc đa trọng thuộc tính độ tinh khiết bằng nhau, nếu như song thuộc tính hoặc đa trọng thuộc tính độ tinh khiết đều bằng nhau hơn nữa độ tinh khiết đều rất cao như vậy loại chuyện này thập phần hiếm thấy hơn nữa là tồn tại vô địch cùng giai bởi vì hắn có thể thay phiên dùng thuộc tính khác nhau giết địch làm cho đối phương khó lòng phòng bị nhưng mà mang nhiều thuộc tính cũng có tai hại chính là cảnh giới càng cao thì đột phá độ khó càng cao so với võ giả một thuộc tính còn cao hơn nhiều vì cái gì lại như vậy bởi vì một võ giả đạt tới linh sư giai thì huyền lực trong người chuyển thành linh lực linh sư giai tiến giai cũng cần dự trữ linh lực giống nhau chỉ võ giả một thuộc tính chỉ cần hấp thu thuộc tính linh lực phù hợp là tiến giai, về phần võ giả song thuộc tính hoặc đa trọng thuộc tính phải đồng hợp hấp thu hai loại hoặc nhiều loại mới tiến giai, hao phí thời gian nhiều hơn võ giả khác. Về phần là tốt là xấu tạm dừng không nói. Lăng Tiếu suy nghĩ một lúc lâu, trong đầu hiện lên vẻ hiểu ra, chẳng lẽ là tam phân quy nguyên khí sao? Nếu như vậy thì ta đây tối thiểu còn có băng thuộc tính cùng phong thuộc tính. Lăng Tiếu nghĩ tới đây, cất kỹ Lam tinh kiếm, tay không chém ra một quyền xương phong phát diện, Xíu. Trên nắm tay xuất hiện một tầng băng đánh ra. Oanh. Trên vách đá dựng đứng bị đánh trúng có vết băng dạng. Thực sự băng thuộc tính. Trên mặt lăng tiếu cùng tiếu kinh hô. Ngay sau đó hắn lại dùng một chiêu phong thần thối bộ phong chóc ảnh. Từng đạo thối ánh hiện ra, mang bùn đất ở gần và thi thể hắc vệ nghĩ thổi tung tóe. Ha ha, tam phân quy nguyên khí, lại là tam đại thuộc tính cùng tu, theo thứ tự chính là hỏa thuộc tính, thiên xương băng khí thuộc tính, phong thần phong thuộc tính, cộng thêm bản thân ta là kim thuộc tính, trên người của ta có bốn thuộc tính, nếu độc chiến với người khác liền có thể cải biến thuộc tính, thần kỳ giết địch chế thắng. Bỗng nhiên lăng tiếu cười lên ha hả, trong nội tâm đắc ý không thôi. Đúng lúc này không xa có tiếng kêu gào vang vọng, hiển nhiên lại có hắc vệ nghĩ tới. Trước lấy thú đan rồi nói sau. Lăng tiếu chú ý tới động tĩnh, nhanh chóng lấy thú đan của thiểm điện điêu thú. Bàn tay mở ra, một đạo phong nhận sắt bén cắt vào đầu của thiểm điện điêu. Phốc, Đầu của thiểm điện điêu vỡ ra, lập tức lộ ra thú đan như nắm tay, thú đan này rõ ràng còn lớn hơn Lăng Vương Kim Sắc gấp đôi, chủ yếu là Lăng Vương Kim Sắc còn chưa có đột phá tam giai, cho nên thú đan hơi nhỏ một chút. Lăng Tiếu thò tay cầm thú đan, thời điểm định rời đi thì hắc vệ nghĩ đã đi tới. Lần này có vài chục con hắc vệ nghĩ, đông nghịt một mảnh, vây quanh hắn bà mẹ nó, không cần phải đội hình lớn như vậy a. À. Lăng Tiếu nhìn thấy đám hắc vệ nghĩ, hắn hú lên quái dị, trong nội tâm đều cảm thấy sợ hãi bọn hắc vệ nghĩ này đại đa số đều có thực lực cấp một cao cấp, chỉ có hai con phía trước đạt tới cấp 2, thân thể đều cao hơn 2 mét. Chít chít, hai con hắc vệ nghĩ đi đầu kêu to, đám hắc vệ nghĩ cấp một sau lưng chúng kêu to, lao thẳng vào lăng tiếu trước mặt. Lăng tiếu vừa muốn quay người trốn đi, thế nhưng mà vừa nghĩ tới nếu như mình trốn đi, nhất định sẽ bị đám hắc vệ nghĩ này tìm ra cửa động, đây chính là tai họa vân mộng kỳ. Đến đây đi, để cho ta giết thống khoái. Lăng tiếu rút đao kiếm ra, dâng lên một đạo chiến ý to lớn. Đám hắc vệ nghĩ lao tới trước người thì Lam tinh kiếm của Lăng Tiếu bay ra, lại một chiêu kiếm lưu ngân. Vô số hỏa mang bóng kiếm quét qua đám hắc vệ nghĩ bên này, đồng thời tay kia cầm ngân quỷ huyết đao quét qua một chiêu kinh hàn nhất miết, một đạo đao ảnh ngưng kết băng xương chém tới. Chít chít, hai chiêu đồng thời dùng ra, ánh lửa trùng thiên, băng hàn thấu xương. Hơn 10 con hắc vệ nghĩ bị chém giết, có vài con bị hỏa diễm thuấn sát, trên thi thể còn bốc cháy hừng hực phát ra từng đợt tanh tưởi. Có vài con bị đao băng chém chém, trên thi thể còn có bông tuyết óng ánh. Lực lượng huyền sĩ giai quả bất phàm, Lăng Tiếu tin tưởng tăng nhiều. Nếu như hắn bây giờ còn ở huyền giả cao giai, một đao một kiếm vừa rồi giết một hai con là không tệ, huống chi thân thể Hắc vệ nghĩ phòng ngự đều không kém, hiện tại đạt tới huyền sĩ giai, chiêu lực tăng lên vài chục lần. Bởi vì Hắc vệ nghĩ đặc biệt e ngại hỏa thuộc tính công kích, nhóm đầu tiên Hắc vệ nghĩ bị giết, Hắc vệ nghĩ khác không dám xông lên nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha